Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 42. Lúc này, có tin tức truyền đến. Nhóm thứ ba mất đi đá mặt trời vậy mà tại đại hạ tìm được. Richard cùng với các người toàn bộ nhảy dựng lên. Ở nơi nào tìm tới? Richard vừa mừng vừa sợ mà hỏi. Cái này, kỳ thật đá mặt trời cũng không có bị trở đi, toàn bộ tại khai thác khu. Đối diện Trần trừ một lúc, truyền đến thanh âm. Oanh! Nghe được câu trả lời này, Richard quả thực là ngũ lôi oanh đỉnh. Tìm nửa ngày. Nguyên lai đá mặt trời căn bản liền không có rời đi khai thác khu. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Richard cuối cùng đã rõ. Thế lực thần bí chỉ là ngăn cản đá mặt trời rời đi đại hạ, cũng không có cướp đi. Chỉ là tại khai thác khu đem đá mặt trời đánh cháo thành phổ thông tảng đá, đá mặt trời căn bản ngay tại khai thác khu bên trong. Bị đùa nghịch. Richard đôi mắt tinh hồng, một gương mặt đều giận đến xanh xám Làm nửa ngày, đá mặt trời căn bản ngay tại khai thác khu bên trong, còn tại người một nhà trong tay, căn bản không có ném. Lại đem hắn cùng chư thần phòng thí nghiệm chơi đến xoay quanh. Sỉ nhục. Thiên đại sỉ nhục. Richard đều hận không thể đập đầu chết, hắn đều không cách nào cùng chư thần phòng thí nghiệm bàn giao. Ba lần. Đều bị người trêu đùa. Nếu là lần thứ ba bị cướp đi. Còn tốt một điểm. Đây là hoàn toàn bị bày một đạo. Ba. Răng rắc. Chấm. Richard phẫn nộ đến thấy đồ vật liền nện. Bên cạnh thủ hạ khuyên, Richard tiên sinh đừng nóng giận. Mặc dù chúng ta bị đùa nghịch, thế nhưng là đá mặt trời tìm trở về, còn tại trong tay chúng ta a, chúng ta không thiệt thòi. Những người khác cũng rối rít hùa theo lấy, đúng a, trọng yếu nhất chính là đá mặt trời tại trong tay chúng ta. Richard bỗng nhiên trừng mắt đám người. Các ngươi là kẻ ngu sao? Tất cả mọi người là sững sờ. Đá mặt trời tại trong tay các ngươi. Làm sao tại trong tay các ngươi rồi? Đây không phải là còn tại đại hạ sao? Các ngươi có thể trở về. Richard liên tục đặt câu hỏi, tất cả mọi người bị hỏi mộng. Muốn như vậy, ta còn có cung cấp trên 100 năm đá mặt trời đâu, nhưng lục đại khai thác khu đều tại đại hạ đâu? Chúng ta bây giờ có thể cầm về một khối sao? Không có khả năng sự tình. Richard hét lớn. Đám người giờ mới hiểu được Richard ý tứ. Hiện tại những cái này đá mặt trời chỉ có trên danh nghĩa là bọn hắn. Nhưng chân chính có thể cầm tới tay sao? Lấy không được. Có nhóm này thế lực thần bí tại, bọn hắn đừng nghĩ trở đi một khối đá mặt trời. Bọn hắn phát hiện nhóm thứ ba mất đi đá mặt trời. Nhưng tất cả mọi người cao hứng không nổi. Kết quả cũng giống nhau. Vẫn không trở về chư thần phòng thí nghiệm đi. Mấu chốt nhất chính là dù là đá mặt trời tìm được, nhưng liên quan tới thế lực thần bí manh mối cũng vẫn không có. Liên hỏa vân tà thần cũng không có tra được mảy may. Hiện tại Richard gặp phải lựa chọn có hai cái. Là trước tiên đem tìm tới nhóm thứ ba đá mặt trời trở về, vẫn là tiếp tục khai thác đâu. Nan đề a. Hiện tại Richard đều có chút sợ. Hắn cũng không dám vận đá mặt trời. Hắn sợ hãi lần thứ tư vẫn là bị cướp đi. Sợ. Richard vậy mà sinh ra sợ hãi. Chẳng qua thế lực thần bí chính là không biết sợ hãi. Richard sợ cũng là bình thường. Richard đem dưới tay nhóm toàn bộ tụ tập cùng một chỗ họp, thương thảo bước kế tiếp phải làm gì. Richard tiên sinh, nếu không chúng ta tiếp tục thử xem. Thử một lần nữa đem đá mặt trời trở về, cứ dựa theo lần trước bố trí. Lần này, tại đại hạ cảnh nội cũng nghiêm phòng tử thủ, ta liền không tin vận không trở lại. Có người đề nghị. Đúng a, lần này là bọn hắn lợi dụng sơ hở, chỗ sơ hở này chúng ta phát hiện, ta ngược lại là muốn nhìn, bọn hắn còn có những biện pháp khác sao? Đúng vậy a, ta cũng đồng ý, chỉ cần chúng ta xem trọng tất cả điểm, bọn hắn liền không có cách nào. Chấm. Tất cả mọi người là đề nghị đem đá mặt trời trước trở về. Richard bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, chúng ta liền thử lại lần nữa nhìn. Ngay tại lúc này, đột nhiên có tin tức truyền đến, không tốt. Lại xảy ra chuyện. Richard cùng tất cả mọi người là sững sờ. Lại có việc phát sinh rồi. Nhưng bọn hắn mới phải quyết định tiếp tục vận chuyển đá mặt trời trở về. Tuyệt không áp dụng đâu. Làm sao lại có việc phát sinh rồi? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm tình báo viên. Lần này thật sự là ra đại sự. Vừa mới nhận được tin tức, phương Tây Châu Thánh Rose Vịnh đảo cùng bản Tư Hải vực 13 cái hòn đảo đá mặt trời khai thác khu đá mặt trời đồng đều lọt vào cướp sạch. Khai thác căn cứ toàn bộ lọt vào phá hủy. Oanh!
sấm sét giữa trời quang. Tin tức này vừa ra tới, Richard bọn người mắt trợn tròn. Bây giờ hắn cùng chư thần phòng thí nghiệm tất cả lực chú ý đều tại đại hạ khai thác khu cùng thế lực thần bí trên thân. Nơi nào cố được cái khác? Richard hiện tại liền hứa chính kiệt thí nghiệm đều mặc kệ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới có người vậy mà đối cái khác đá mặt trời khai thác khu xuống tay. Những năm gần đây, chư thần phòng thí nghiệm tại toàn các nơi trên thế giới đều thành lập các loại căn cứ phòng thí nghiệm. Trong đó một cái mục đích chủ yếu chính là khai quật cùng khai thác đá mặt trời nguồn năng lượng sử dụng. Tại các nơi trên thế giới, chư thần phòng thí nghiệm phát hiện rất nhiều đá mặt trời nguồn năng lượng chỗ vị trí. Tiến tới khai thác, chẳng qua hết thảy đều là bí mật tiến hành. Là chư thần phòng thí nghiệm cấp một cơ mật. Người ngoài căn bản sẽ không biết đến. Nhưng là bây giờ, tình huống như thế nào? Nghe quen thuộc địa danh, Richard trái tim đều muốn bay ra ngoài. Thánh Rose vịnh đảo những địa phương này là chư thần phòng thí nghiệm trọng điểm khai thác khu. Có thể khai thác ra rất nhiều đá mặt trời tới. Cứ như vậy bị phá hủy rồi. Bọn hắn là làm sao tìm được? Phù phù. Richard trực tiếp té xỉu đi qua. Những người khác cũng cảm giác trước mắt một mảnh đen. Cái này thế lực thần bí đưa tay cũng quá dài đi. Không đơn giản quản đại hạ đá mặt trời khai thác, hiện tại liền cái khác cũng phải quản. Nguyên lai tất cả mọi người tại ngờ vực vô căn cứ, có phải là đại hạ cái nào đó thế lực kiên quyết không để đá mặt trời rời đi đại hạ. Bây giờ xem ra, cái này căn bản chính là có người cùng chư thần thí nghiệm đối nghịch a. Không đợi chư thần phòng thí nghiệm làm phản ứng gì. Lại có tin tức truyền đến. Ở vào phương Bắc Châu cực Bắc sông băng khu vực một chỗ đá mặt trời khai thác khu gặp phải phá hư. Ở vào phương Nam Châu băng sơn khu vực một chỗ đá mặt trời khai thác khu gặp phải phá hư. Ở vào đông đảo lân cận một chỗ núi lửa chết đá mặt trời khai thác khu gặp phải phá hư. Chấm. Chư thần phòng thí nghiệm tại trong phạm vi toàn thế giới tổng cộng có hơn 300 cái đá mặt trời khai thác khu. Lần này chịu ảnh hưởng khoảng chừng hơn 30. Phân bố phạm vi còn rất rộng, trong phạm vi toàn thế giới. Các lục địa đều có. Thế lực thần bí phạm vi công kích trải rộng toàn thế giới. Vẫn là cùng một thời gian tiến hành. Rung động. Toàn thế giới lần nữa rung động. Vô số người đối cái này thế lực thần bí tại làm thực lực ước định. Trước đó mọi người tổng kết ra một cái đạo lý. Cái này thế lực thần bí rất có thực lực, nhưng đối mặt chư thần phòng thí nghiệm chỉ có thể làm một chút trộm vặt móc túi. Nhưng nơi nào nghĩ đến, trở tay liền đến một đợt siêu cấp lớn. Có thể tại trong phạm vi toàn thế giới, đồng thời hành động, lại phá đi hơn 30 đá mặt trời khai thác khu. Nói rõ cỗ thế lực này mạnh đến bạo tạc. Có thể trực tiếp uy hiếp được chư thần phòng thí nghiệm. Mấy nhà yêu thích mấy nhà sầu. Đại hạ các phương tự nhiên là vui. Có người có thể ngăn cản đại hạ đá mặt trời bị khai thác không nói, còn có người có thể hạn chế chư thần phòng thí nghiệm. Đây đối với đại hạ là chuyện tốt. Một chút cùng chư thần phòng thí nghiệm đối địch, hoặc là không cùng chiến ưng giao hảo đều là cho rằng như vậy. Chẳng qua chiến ưng liên minh cùng phụ thuộc thế lực, hoặc là chư thần phòng thí nghiệm các đồng minh đều muốn điên. Cái này trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn. Chấm. Đây hết thảy tự nhiên đều là Diệp Quân Lâm làm. Hắn bộ hạ cũ thu xếp ra ngoài, chính là làm những chuyện này. Kỳ lân bọn hắn càng là tại làm một chút đại sự. Ta một lần tính không thể chơi chết ngươi, nhưng ta có thể một chút xíu đùa chơi chết ngươi. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Lúc này Chu Tước đi đến, lấy ra một phần tư liệu, lão đại ngài để cha được. Cha được rồi. Diệp Quân Lâm đôi mắt bên trong sáng lên. Hắn lập tức tiếp nhận tư liệu lật xem. Chư thần phòng thí nghiệm gần như tại trên thế giới mỗi cái khu vực đều có phòng thí nghiệm căn cứ. Vì chư thần phòng thí nghiệm thăm dò nguồn năng lượng vật chất vân vân. Loại khả năng này mới là chư thần phòng thí nghiệm mệnh căn tử. Diệp Quân Lâm bây giờ muốn làm chính là đem những bí mật này căn cứ, từng cái đều phá hủy. Đại hạ cũng khẳng định có, không phải sinh đá mặt trời địa phương bọn hắn là như thế nào tìm tới. Cho nên ngay từ đầu Diệp Quân Lâm tại bố trí nhiệm vụ thời điểm, một hạng chính là tra ra chư thần phòng thí nghiệm tại đại hạ trụ sở bí mật. Những bí mật này căn cứ mới là chư thần phòng thí nghiệm mấu chốt nhất. Cho nên phi thường che giấu, không dễ dàng điều tra ra. Dù là lần này Hắc Thủy công ty gióng trống khua chiêng đi vào đại hạ, nhưng trụ sở bí mật nhưng lại chưa bao giờ lộ diện. Cái này cho Chu Tước bọn hắn trong lúc vô hình tăng thêm rất nhiều khó khăn. Cho tới bây giờ mới tra được.
Bí mật này căn cứ lại còn tại đại hạ thăm dò, tìm kiếm càng thêm ra hơn nguồn năng lượng vật chất địa phương, lần này tại Côn Luân Sơn một mạch tìm kiếm. Bị Chu Tước bọn hắn phát hiện ra. Nguyên lai tại đại hạ không chỉ có một cái căn cứ A, trọn vẹn 6 cái căn cứ. Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua danh sách, không khỏi nói. Chu Tước nói, cái này đoán chừng vẫn là chư thần phòng thí nghiệm các loại bận tâm, bằng không, 10 cái hơn 20 cũng có thể. Sinh đá mặt trời địa phương cũng tìm tới càng nhiều. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, không thể không nói, chư thần phòng thí nghiệm quá khủng bố, dấu chân trải rộng toàn thế giới. Trừ bọn chúng, ai còn có thể làm đến? Không biết chư thần phòng thí nghiệm chân chính hạch tâm được nhiều rung động, bọn hắn chân chính kỹ thuật không biết đạt tới cái gì cấp độ. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng lên. Đừng nhìn hiện tại đả kích chư thần phòng thí nghiệm đả kích đủ thảm. Nhưng chân chính chư thần phòng thí nghiệm mệnh mạch đừng nói đụng, chính là nhìn cũng không nhìn từng tới. Lão đại những bí mật này căn cứ làm sao bây giờ? Chu Tước hỏi. Khống chế lại. Bây giờ đá mặt trời khai thác tình thế bắt buộc. Toàn thế giới đều đem bắt đầu ở đây. Chúng ta kỹ thuật thiếu thốn, đừng nói khai thác, chính là tìm đều không có cách nào tìm kiếm. Cho nên những người này nhất định phải khống chế lại, cho chúng ta sử dụng. Chúng ta muốn thăm dò đá mặt trời kỹ thuật, cũng phải khai thác đá mặt trời kỹ thuật. Minh bạch, ta lập tức đi làm. Chấm. Vẻn vẹn dùng một đêm thời gian, Diệp Quân Lâm liền phái người khống chế lại tất cả trụ sở bí mật. Richard cùng chư thần phòng thí nghiệm một đêm này thật sự là bận bịu sứt đầu mẻ chán. Khắp nơi bị hao tổn, khắp nơi kiểm tra. Một buổi sáng sớm, Richard lúc này mới thở một ngụm. Vừa muốn nghỉ ngơi thời điểm, lại có tin tức truyền đến. Richard tiên sinh lại xảy ra chuyện. Nói đi, lại thế nào rồi? Richard cho tới bây giờ đã chết lặng. Tin tức xấu nhiều lắm. Chúng ta tại đại hạ 6 cái trụ sở bí mật đã vô duyên vô cớ biến mất. Người căn bản không liên lạc được. Tất cả dụng cụ cũng ở vào đóng lại trạng thái, sợ là đã bị thế lực thần bí phá hủy. Nghe đến đó, Richard sắc mặt biến. Cái này đều có thể tìm được, chúng ta dù là tại đại hạ khai thác, cũng không có để bọn hắn hiện thân a. Dù sao đại hạ mới là tài nguyên phong phú nhất khu vực. Làm sao phát hiện? Richard chấn kinh. Chẳng qua còn tốt một điểm là trọng yếu nhất căn cứ còn tại. Nguyên lai trụ sở bí mật không chỉ 6 cái. Khoảng chừng 7 cái. Richard chừng mắt liếc hắn một cái, để bọn hắn tạm thời ẩn nấp đi, đừng để phát hiện. Rex hỏi thăm phải chăng tiếp tục khai thác hoặc là vận chuyển. Richard lắc đầu, ta không biết, ta đầu óc hiện tại tất cả đều là loạn. Ai, đến cùng là ai đang cùng chúng ta đối nghịch? Richard đều muốn điên. Cả người đều muốn tức điên. Đối phương tại một chút xíu từng bước xâm chiếm bọn hắn, nhưng bọn hắn liền đối phương là ai cũng không biết. Richard tiên sinh, ta ngược lại là có cái chủ ý. Ngài có muốn nghe hay không nghe? Ngươi! Richard kinh ngạc nhìn xem cái này người hầu. Tiểu tử này gọi Lý Thế Cơ, là tinh quốc người. Rõ ràng là công nghệ cao người tài. Lại từ bỏ hết thảy hậu đãi sinh hoạt, tới đây nhận lời mời người hầu. Suốt ngày cho Richard rót cà phê loại hình. Vì chính là muốn tiến vào chư thần phòng thí nghiệm. Đúng, ta có cái chủ ý. Richard không ôm ấp hy vọng, hắn gật gật đầu, nói đi. Coi như là tùy tiện nghe một chút. Hiện tại từ góc độ của chúng ta đi tìm, hoàn toàn là mò kim dưới đáy biển. Đối phương lại là cố ý nhằm vào chúng ta, tuyệt không có khả năng cho chúng ta lưu lại bất luận cái gì đầu mối. Thế nhưng là bọn hắn lớn như thế quy mô hành động, bọn hắn cũng không phải u linh, cũng không phải thần linh, làm sao có thể không lưu lại dấu chân manh mối đâu. Richard dường như nghĩ đến cái gì. Trong mắt sáng lên. Đúng, chỉ cần bọn hắn động, liền tuyệt đối sẽ có đồ vật lưu lại. Chỉ là góc độ của chúng ta tìm không thấy mà thôi. Ngươi nói tiếp. Lý Thế Cơ cười cười, tiếp tục nói, góc độ của chúng ta tìm không thấy, cũng không đại biểu những người khác góc độ tìm không thấy. Richard tinh thần tỉnh táo, cẩn thận nhìn xem hắn. Chủ ý của ta rất đơn giản, tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Để càng nhiều thế lực càng nhiều người đến trợ giúp chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm những cái này thế lực thần bí. Chỉ cần điều kiện của chúng ta phong phú, liền có thể hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều người tham gia. Khi đó thế lực thần bí mỗi lần hành động khó khăn cũng sẽ tăng thêm, không chỉ là đối mặt chúng ta. Khoa trương một điểm nói, có thể muốn đối mặt toàn thế giới. Bọn hắn một nhóm động, tương đương với bại lộ cho toàn thế giới. Lý Thế Cơ nói ra kế hoạch của mình. Richard lập tức đập đùi.
Đúng à, chúng ta mặc dù cường đại, nhưng không đến mức bao phủ tất cả. Chúng ta vẫn là cần những người khác trợ giúp, nếu như những người khác có thể thay chúng ta mại lực, bọn hắn thật không chỗ có thể trốn. Richard lập tức hô lớn, người tới, lập tức lấy chư thần phòng thí nghiệm cùng Hắc Thủy công ty danh nghĩa tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Lệnh treo giải thưởng điều kiện rất phong phú. Dù là cung cấp một chút manh mối, đều có thể đạt được giá trên trời khen thưởng. Bao quát tài nguyên khoa học kỹ thuật vân vân. Cái gì cần có đều có. Cái này lệnh treo giải thưởng vừa tuyên bố, đám người liền cùng như bị điên. Nhao nhao muốn trợ giúp chư thần phòng thí nghiệm đào ra thế lực thần bí. Không chỉ như thế, liền thần bí khó lường ám võng bên trên các đại ẩn bí thế lực, cũng nhao nhao ra tay. Những cái này giấu ở trong phạm vi toàn thế giới hắc ám thế lực, khả năng liền chư thần phòng thí nghiệm đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Có chút khả năng trải qua mấy trăm năm ngàn năm cổ xưa thế lực. Bọn hắn rất nhiều, dù là ở thời đại này, cũng là án binh bất động. Nhưng chư thần phòng thí nghiệm mở ra điều kiện quá mê người. Để bọn hắn cũng động tâm. Lệnh treo giải thưởng tuyên bố về sau, toàn thế giới gần như đều đang tìm kiếm Diệp Quân Lâm tung tích của bọn hắn. Hiệu quả so Richard bọn hắn nghĩ còn tốt hơn. Tham dự nhân số thế lực cũng là càng nhiều. Nhìn xem từng đầu trình lên manh mối, Richard vừa mừng vừa sợ. Không nói đến những đầu mối này có hữu dụng hay không. Nhưng tại trước đó đều là không có. Hiện tại cho dù là cái cung cấp phương hướng manh mối cũng được a. Mấu chốt nhất chính là những đầu mối này sàng chọn qua đi vậy mà thật có hiệu quả. Ví dụ như có chụp được qua bóng lưng, cùng tại cái nào đó khu vực hoạt động tung tích vân vân. Manh mối là càng ngày càng nhiều. Khoảng cách chân tướng cũng là càng ngày càng gần. Richard ngạc nhiên hướng về phía Lý Thế Cơ nói, ta trực tiếp đề bạt ngươi làm phụ tá của ta một trong. Nếu là lần này thật tìm được thế lực thần bí, ta trực tiếp hướng phòng thí nghiệm cho ngươi thỉnh công. Tạ ơn Richard tiên sinh. Lý Thế Cơ cũng hưng phấn cười. Richard tiên sinh, ta kỳ thật còn có cái chủ ý. Hắn muốn nói lại thôi. Còn có chủ ý. Richard sững sờ. Ta cảm thấy có thể vận chuyển đá mặt trời trở về. Một, hiện tại toàn thế giới đều đang tìm bọn hắn lại hành động độ khó tăng lớn quá nhiều, mà lại dễ dàng bại lộ. Hai, chúng ta có thể yêu cầu đại hạ phương diện hộ tống. Lý Thế Cơ nhìn xem Richard, nói ra, ta đến nói một chút mình lý do. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này thế lực thần bí hoặc nhiều hoặc ít cùng đại hạ có chút quan hệ. Dù sao dây dẫn nổ là từ đại hạ đá mặt trời bị khai thác bắt đầu. Cho nên chúng ta có thể để đại hạ thiên sách phủ hoặc là viêm long vệ phái người hộ tống. Đến lúc đó xem bọn hắn đến cùng có hay không cùng đại hạ có quan hệ. Thế lực thần bí có thể xuất hiện tốt nhất, chúng ta có thể đem bọn hắn trực tiếp móc ra. Không xuất hiện đâu, đá mặt trời cũng bị chúng ta trở về. Vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ không thua thiệt. Mà lại về sau chúng ta có thể tiếp tục từ đại hạ khai thác đá mặt trời. Sẽ không nhận ngăn trở. Lý Thế Cơ đối kế hoạch này rất là tự tin. Richard nhìn xem Lý Thế Cơ, là càng phát ra thưởng thức người trẻ tuổi này. Thật sự là có ý tưởng a. Lần này giải quyết quá nhiều vấn đề. Richard gật đầu nói, lúc này ta cũng muốn tiếp tục đem đá mặt trời trở về, bức bách thế lực thần bí ra tay. Chẳng qua để đại hạ phương diện hộ tống, ta là không nghĩ tới. Cái này chiêu thật sự là tuyệt, trực tiếp có thể đánh giá ra đại hạ có tham dự hay không. Người tới, tranh thủ thời gian cho ta đi chuẩn bị. Sau một ngày bắt đầu vận chuyển đá mặt trời trở về. Cho ta bố trí, cho ta thông báo Rex, còn có liên hệ đại hạ phương diện, để bọn hắn lần này phái người bảo hộ. Chấm. Richard cấp tốc đem nhiệm vụ an bài xong xuôi. Chư thần phòng thí nghiệm tất cả nhân thủ trang bị toàn bộ đến nơi. Những cái kia bởi vì lệnh treo giải thưởng, bắt đầu trợ giúp chư thần phòng thí nghiệm các đám thế lực lớn cũng bắt đầu chờ đợi. Chỉ cần đến lúc đó trợ giúp cho chư thần phòng thí nghiệm một điểm, liền phải thu hoạch được phần thưởng phong phú. Gần như toàn thế giới các nơi đều đang hành động, đều đang ngó chừng Diệp Quân Lâm bọn hắn sẽ hay không xuất hiện. Chấm. Đại hạ thiên sách phủ cùng viêm long vệ tiếp vào thỉnh cầu về sau, chỉ có thể đáp ứng. Dù sao toàn thế giới đều đang ngó chừng. Không có cách, phái người đi hộ tống xuống đi, chúng ta cũng không tiện cự tuyệt. Còn có đá mặt trời bị cướp đi sự tình tuyệt đối không thể phát sinh ở đại hạ cảnh nội, dù là khai thác khu cũng không được. Thiên sách phủ cùng viêm long vệ bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể phái ra chiến đội đi bảo hộ.
Đại hạ danh dự không thể có bất luận cái gì tổn hại. Lần này vận chuyển trước nay chưa từng có. Cũng là chư thần phòng thí nghiệm Richard bọn hắn thoải mái nhất một lần. Bọn hắn chính là lã vọng buông cần, ngồi đợi Diệp Quân Lâm bọn hắn xuất hiện. Lần này, Rex bọn hắn cẩn thận lại cẩn thận. Bảo đảm mỗi cái khâu cũng không thể xảy ra vấn đề. Xác nhận không sai về sau, mới đem đá mặt trời chứa vào vận chuyển trang bị bên trong. Còn để đại hạ hộ tống đội ngũ liên tục kiểm tra. Hết thảy cũng không có vấn đề gì về sau, mới bắt đầu vận chuyển. Vạn chúng chú mục bên trong, vận chuyển bắt đầu. Chấm. Lão đại bọn họ lần này chính là rõ ràng nhằm vào chúng ta. Chúng ta lần này vô luận như thế nào cũng sẽ không bí mật tiến hành. Đúng a, tính nhắm vào quá mạnh, chúng ta không có bất kỳ cơ hội nào a. Chấm. Chu tước bọn hắn bắt đầu gấp. Nhao nhao nhìn xem Diệp Quân Lâm. Đối phương tận lực nhằm vào, từ đầu nguồn, nửa đường cùng điểm cuối cùng, mỗi một chỗ khâu đều thẻ gắt gao. Tăng thêm ngàn vạn thế lực còn tại trợ giúp bọn hắn, chỉ cần Diệp Quân Lâm bọn hắn có hành động, kia nhất định là sẽ bại lộ. Hơn nữa còn tận lực để đại hạ hộ tống. Càng dụng tâm hơn hiểm ác. Lão đại làm sao bây giờ? Các bộ đều tại hỏi thăm ngài đâu? Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Quân Lâm, tất cả mọi người có chút sốt ruột. Diệp Quân Lâm mặt không biểu tình. Hắn nơi nào không biết Richard bọn hắn lần này tính nhắm vào mạnh bao nhiêu. Mà lại hắn sớm dự liệu được phía sau ngăn cản sẽ càng ngày càng khó khăn. Lão đại ngài có chủ ý sao? Mọi người càng thêm sốt ruột. Hiển nhiên có thể nhìn ra Diệp Quân Lâm lần này cũng là lực bất tòng tâm. Không bằng trước kia đồng dạng, đã sớm bố trí tốt hết thảy. Lần này hắn không có bất kỳ cái gì bố trí. Bởi vì mỗi một nhánh chiến đội đều tại hỏi thăm kế hoạch. Hiển nhiên Diệp Quân Lâm không có làm sớm chuẩn bị. Bị mọi người hỏi phiền, Diệp Quân Lâm không vui nói, rau trộn. Đám người kinh ngạc. Đây là từ bỏ sao? Vẫn là không để ý nguy hiểm liều mạng một cái. Nhưng nguy hiểm này cũng quá lớn. Gần như sẽ thất bại. Chẳng qua đá mặt trời tuyệt không thể rơi vào chiến ưng danh thủ quốc gia bên trong a. Lão đại ngài nói thực cho chúng ta, ngài là không phải có cái gì diệu chiêu. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đám người gấp, cảm thấy Diệp Quân Lâm có phải là chuẩn bị kỹ càng. Diệp Quân Lâm nhìn đám người liếc mắt, lắc đầu, không có. Nghe, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Kẻ trái lệnh quân pháp xử trí. Diệp Quân Lâm quét đám người một vòng cảnh cáo nói. Chấm. Vận chuyển đội ngũ xuất phát. Các phương hộ tống. Hộ tống quá trình bên trong, cách mỗi nửa giờ kiểm tra một lần. Xác nhận không sai, lại tiếp tục xuất phát. Như thế nhiều lần, một đường an toàn đến hải cảng. Richard cố ý tại hải cảng thu xếp thân tín trở lấy, đá mặt trời đi vào sau bắt đầu xem xét. Không có vấn đề. Bắt đầu trang thuyền. Chấm. Đại hạ thiên sách phủ bọn hắn hộ tống nhiệm vụ hoàn thành. Chí ít tại đại hạ cảnh nội không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Thiên sách phủ bọn hắn cũng thở dài một hơi. Bọn hắn liền sợ thế lực thần bí sẽ tại đại hạ cảnh nội động thủ, dạng này căn bản là nói không rõ. Sẽ bị quốc tế khiển trách, cho rằng chính là đại hạ làm, hoặc là đại hạ là đồng lõa. Chấm. Richard bọn hắn vẫn đang ngó chừng. Nhìn thấy như thế, Richard thở dài, thật chẳng lẽ cùng đại hạ không có quan hệ gì. Richard tiên sinh chúng ta vẫn là nhìn chằm chằm con đường sau đó chỉnh đi. Lý Thế Cơ ở bên cạnh nhắc nhở. Hàng hải vận chuyển tiếp tục. Vẫn như cũ rất cẩn thận. Thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm không nói, cách một đoạn thời gian, lại muốn kiểm tra một lần, phải chăng vẫn còn ở đó. Như thế nhiều lần. Một cái giờ. Không có dị dạng. Hai giờ. Không có dị dạng. Chấm. Trọn vẹn 10 giờ trôi qua. Vẫn không có bất kỳ tình huống gì xuất hiện. Chẳng qua Richard bọn hắn cẩn thận. Thời thời khắc khắc đều đang tra nhìn, dù sao mấy lần trước bị cả sợ. Sợ lần nữa bị đùa nghịch. Chấm. Theo thời gian chuyển rời, khoảng cách mục đích càng ngày càng gần. Chu tước bọn hắn nóng nảy đều muốn khóc. Trước đó Diệp Quân Lâm là có sắp xếp, đá mặt trời sớm bị đánh cháo. Nhưng lần này không giống. Tất cả nhân viên đều tại, căn bản không có ai đi chấp hành nhiệm vụ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đá mặt trời bị trở về đi. Xem ra, muốn một mực ngăn cản đá mặt trời bị khai thác, chúng ta tự thân lực lượng vẫn là quá yếu. Nhất định phải đại hạ ra mặt khả năng ngăn cản.
Không sai, chúng ta bị hạn chế nhiều lắm, chỉ có thể ngăn cản cái mấy lần, lâu dài là không có cách nào. Ai, lần này chúng ta liền không cách nào ngăn cản. Cưỡng ép ngăn cản chúng ta bại lộ không nói, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Chấm. Richard cùng Lý Thế Cơ bọn hắn cũng tại phân tích. Cuối cùng vẫn là thủ đoạn của chúng ta quá cứng. Không cho đối phương một tí không gian, bọn hắn liền không có cách nào. Richard cười cười. Lý Thế Cơ gật gật đầu, nếu là ta, cũng sẽ không ra tay. Cũng không thể bại lộ mình đi, còn có thể sẽ bị nhổ tận gốc. Chẳng qua vẫn là phải cẩn thận một điểm, vạn nhất tại quãng đường còn lại trên đường đối phương động thủ đâu. Lúc này chúng ta cảnh giác đã buông lỏng rất nhiều, có thể đây chính là người ta mưu kế đâu. Richard vẫn như cũ phi thường cẩn thận. Tại còn lại mấy giờ dọc đường, vẫn như cũ nghiêm phòng tử thủ, lúc nào cũng xem xét. Rốt cục đem quãng đường còn lại đồ đi đến, an toàn đi vào chư thần phòng thí nghiệm trên biển thứ nhất căn cứ, cũng chính là tiếp ứng địa phương. Đến nơi này, liền tương đương với đến chư thần phòng thí nghiệm địa bàn. Đã là mục đích, đã an toàn. Richard bọn hắn lập tức xúm lại đi lên, hắn không yên lòng, hắn muốn tận mắt thấy. Người tới, mở ra tất cả trang bị. Richard ra lệnh cho người mở ra tất cả trang bị. Rất nhanh đá mặt trời toàn bộ hiện ra tại trước mắt mọi người. Lần này thật sự là an toàn vận trở về. Một khối cũng không thiếu. Richard vui đến phát khóc. Hắn đều kiềm chế uất ức bao nhiêu ngày. Hắn tại đỉnh lấy cái dạng gì áp lực a? Lần lượt thất bại, để hắn tại chư thần phòng thí nghiệm địa vị kịch liệt hạ xuống. Thất bại nữa một lần, liền phải đứng trước họp trách cứ nguy hiểm. Hắn so bất luận kẻ nào áp lực đều lớn. Hắn một mực đang kìm nén một hơi. Cuối cùng, chính là muốn đem đá mặt trời trở về. Hiện tại hắn thành công. Richard nắm thật chặt nắm đấm, cả người đều cao hứng khóc. Tất cả mọi người hưng phấn. Mọi người nhao nhao hoan hô. Một phái náo nhiệt tràng cảnh. Mau đem tin tức truyền đi, truyền hướng toàn thế giới. Đá mặt trời trở về. Richard kích động nói. Hắn thu xếp Lý Thế Cơ bọn người quay chụp một chút hiện trường ảnh chụp, video. Rất nhanh tin tức truyền ra ngoài. Chư thần phòng thí nghiệm thành công từ đại hạ vận đến đá mặt trời. Thế lực thần bí sợ, đến cuối cùng cũng không dám ra tay, chỉ có thể đem đá mặt trời tặng cho chư thần phòng thí nghiệm. Đối với phần lớn thế lực đến nói, đều ưu sầu. Bọn hắn còn đang chờ thế lực thần bí xuất hiện. Lấy thu hoạch manh mối hoặc là bắt lấy, đi chư thần phòng thí nghiệm nơi nào tranh công ban thưởng đâu. Kết quả đều không xuất hiện. Bọn hắn rất phiền muộn. Buồn bực nhất vẫn là đại hạ. Bọn hắn trơ mắt nhìn đá mặt trời bị vận đến bên kia bờ đại dương, lại bất lực. Đây chính là đại hạ thổ địa bên trên đến. Rất có thể về sau sẽ bị chư thần phòng thí nghiệm trái lại đối phó đại hạ. Không gánh nổi, trừ phi chúng ta cưỡng ép vạch mặt, nhưng như vậy sao được? Ai, ta ngược lại là hy vọng bọn họ có thể ra tới ngăn cản một chút. Nhưng cuối cùng đối mặt áp lực quá lớn. Chấm. Toàn thế giới phản ứng không đồng nhất. Có ưu sầu, có mừng rỡ. Nhưng đều nhất trí cho rằng thế lực thần bí sợ, không dám, sợ. Dù sao chỉ cần hành động, nhất định là toàn thế giới ngay dưới mắt. Bọn hắn rất dễ dàng bị trực tiếp móc ra. Trên đời này không ai có thể cùng chư thần phòng thí nghiệm đối nghịch. Về sau chư thần phòng thí nghiệm có thể không chút kiêng kỵ từ đại hạ khai thác đá mặt trời. Chư thần phòng thí nghiệm bước chân không người nào có thể ngăn cản. Chấm. Chu Tước bọn hắn nhìn thấy tin tức thời điểm, sinh khí đến muốn nổ. Lần này lão đại thực cái gì đều không chuẩn bị a. Tùy ý chư thần phòng thí nghiệm đem đá mặt trời trở đi. Bọn hắn vừa tức vừa bất đắc dĩ. Bọn hắn vì cái gì không thể mạnh hơn chút nữa. Nếu như đủ cường đại, vậy liền có thể không nhìn hết thảy. Bọn hắn có thể quang minh chính đại ngăn cản hết thảy. Nhưng bây giờ không thể. Chỉ có thể nhìn. Tất cả mọi người nắm đấm nắm chặt, phát thệ muốn để mình tiếp tục cường đại. Lão đại đâu, người khác đi đâu rồi? Chu Tước chú ý tới Diệp Quân Lâm người không gặp. Ai, đoán chừng lão đại trong lòng so với ai khác đều phiền đi. Đúng a, lão đại tiếp nhận áp lực là lớn nhất, hiện tại đá mặt trời bị trở đi, hắn khẳng định là khó chịu nhất. Nhân sinh chính là như thế, người kiểu gì cũng sẽ đối mặt một chút làm không được sự tình. Mọi người hiện tại tốt nhất đừng đi phiền hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chấm. Richard bên này thật là quá hưng phấn.
để Rex bọn hắn tiếp tục khai thác, buông tay buông chân đi làm, tất cả mọi người đều có ban thưởng. Richard hô lớn. Vừa mới chư thần phòng thí nghiệm cao tầng đặc biệt khen ngợi Richard. Lại ban cho một chút công nghệ cao đồ vật cùng lại mở ra bộ phận quyền hạn. Để Richard hướng cao tầng càng phát ra tiếp cận. Người tới A, kiểm lại một chút số lượng, trực tiếp chứa vào nguồn năng lượng trong hệ thống. Richard ra lệnh. Đã đá mặt trời trở về, như vậy liền phải lập tức sử dụng. Thu xếp sau hết thảy, Richard vẻ mặt tươi cười cùng Lý Thế Cơ một đám người rời đi. Những người khác bắt đầu kiểm kê đá mặt trời số lượng những thứ này. Nhưng cái này kết thúc rồi à? Không có. Ầm ầm. Oanh. Oanh. Richard mấy người không đi ra mấy bước, đột nhiên một trận tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến. Toàn bộ căn cứ đều tại trắng trợn lắc lư, tất cả mọi người kém chút bị tung bay. Ánh lửa càng là phóng lên tận trời. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Oanh. 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 Chấm. Từ 8 cái hòn đảo tạo thành căn cứ vậy mà cùng một thời gian bạo tạc. Một đợt lại một đợt liên hoàn bạo tạc. Trùng thiên ánh lửa đem nơi này chiếu rọi sáng như ban ngày. Ầm ầm. Chủ yếu là căn cứ này là chư thần phòng thí nghiệm cung cấp nhiên liệu đứng một trong. Trừ đá mặt trời bên ngoài, căn cứ trên có rất rất nhiều nguồn năng lượng vật chất. Một khi bạo tạc, nguồn năng lượng vật chất không chỉ có hủy đi không nói, có chút cũng sẽ đi theo bạo tạc, uy lực tăng thêm gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần hơn ngàn lần. Đáng sợ năng lượng phóng xạ ra đến, gần như đều là phá hủy tính. Cho nên vừa rồi bạo tạc vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, một chỗ bạo tạc, liền có thể gây nên nổ dây chuyền. Lại uy lực càng ngày càng kinh khủng. Oanh! Chấm! Ngay từ đầu là một hòn đảo bạo tạc, hiện tại là ba tòa hòn đảo bạo tạc. Ngay sau đó 4 tòa đảo. 5 tòa đảo. Chấm. Cuối cùng 8 tòa đảo cùng kết nối tất cả khu vực toàn bộ bạo tạc. Đáng sợ uy lực ảnh hưởng đến chung quanh hải vực. Đại hải bắt đầu rung động, trăm mét cao sóng khắp nơi đều có, vòng xoáy khổng lồ đang cuộn trào, đáy biển xuất hiện biến hóa, phảng phất biển gầm tiến đến đồng dạng. Nhanh lên bảo hộ Richard tiên sinh, hộ tống Richard tiên sinh rời đi nơi này. Đám người hô lớn. Từng vị cường giả lao đến. Bảo hộ Richard. Đồng thời chư thần phòng thí nghiệm đặc chế phi hành khí nhao nhao khởi động, để các lớn cao tầng cùng hạch tâm nhân viên cưỡi. Tranh thủ thời gian ngăn cản. Ngăn cản A. Richard ngay lập tức không phải là muốn đi, mà là muốn ngăn cản đây hết thảy. Không kịp, Richard tiên sinh. Chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta căn bản không có cơ hội phản ứng A. Chúng ta công trình phá hủy nhiều lắm, tăng thêm nguồn năng lượng vật chất tiết lộ phóng xạ. Uy lực quá kinh người. Chúng ta căn bản ngăn cản không được. Chấm. Hiện tại toàn bộ căn cứ không thể làm gì, biện pháp duy nhất chính là rút lui, tận khả năng giảm nhỏ tổn thất. Không được. Richard chợt nhớ tới cái gì tới. Đá mặt trời. Đá mặt trời còn tại. Chấm. Richard một nhắc nhở, mọi người cái này mới phản ứng được. Đá mặt trời còn không có chứa vào, nếu như đá mặt trời năng lượng bị kích phát ra tới. Hậu quả kia đem không cách nào tưởng tượng. Nhanh lên đi. Richard lời còn chưa dứt, hắn tận mắt thấy phạm vi nổ lan đến gần đá mặt trời khu vực. Không tốt, rút. Richard vừa hô xong, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả thanh âm đều bị che lấp. Mây hình nấm bay lên mà lên. Oanh! Đá mặt trời nổ tung. Đáng sợ năng lượng ngay lập tức bốn phía, phá hủy hết thảy. Trên đảo hết thảy kiến trúc nháy mắt hóa thành hư vô. Người trên đảo viên nháy mắt biến mất, máu xương vô tồn. Đáng sợ. Quá mức đáng sợ. Richard ngay lập tức mở ra trên người đặc chế cơ giáp, đem hắn gắt gao bảo hộ ở trong đó. Hắn tận mắt thấy, người bên cạnh một cái tiếp một cái biến mất. Hòn đảo chia 5 x 7, căn cứ kiến trúc trực tiếp bị san bằng. Tận thế cảnh tượng. Chư thần phòng thí nghiệm mô phỏng qua nhiều lần tận thế cảnh tượng. Trước mắt là được. Càng đáng sợ cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đá mặt trời liên tiếp nổ tung, bên trong năng lượng toàn bộ phóng xạ ra tới. Oanh! Richard tận mắt thấy, từng tòa hòn đảo tại to lớn uy lực hạ xé rách, biến mất. Còn lại 7 tòa hòn đảo hoặc là xé rách, hoặc là trực tiếp đắm chìm. Đá mặt trời liên tiếp bạo tạc, uy lực tầng tầng tiến dần lên, một lần so một lần mạnh. Quả thực là thế không thể đỡ, muốn phá hủy hết thảy. Richard chỉ cảm thấy trong thân thể áp lực to lớn, muốn nổ tung đồng dạng. Hắn đặc chế cơ giáp vậy mà cũng tại vỡ vụn thành từng mảnh.
Đây chính là chư thần phòng thí nghiệm mới nhất một đời chiến giáp, vậy mà cũng ngăn không được loại này đáng sợ uy lực. Bên cạnh hắn Lý Thế Cơ bọn người cơ giáp cũng tại một chút xíu vỡ vụn. Nhiều như vậy đá mặt trời hết thảy vỡ vụn, uy lực quá khủng bố. Gánh không được. Bất luận cái gì đều gánh không được. Xong. Muốn xảy ra chuyện. Richard sắc mặt đại biến. Cứ theo đà này, gánh không được bao lâu thời gian. Tất cả mọi người cơ giáp đều phải vỡ vụn. Đều phải chết. Cứu ta. Richard thời khắc mấu chốt đè xuống một cái cầu cứu nút bấm. 30 giây thời gian. 8 vị siêu năng cường giả từ đó trên trời rơi xuống xuất hiện tại Richard trước người, bọn hắn siêu năng lực bày ra. Từng đạo quang thuẫn ngăn tại phía trước, gắt gao ngăn chặn đá mặt trời năng lượng khuếch tán. Xoạt. Thời khắc mấu chốt, Richard cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Hắn bị thủ hạ kéo đi. Liên thông Lý Thế Cơ mấy người cũng toàn bộ được cứu đi. Đây là Richard thân là chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm nhân viên đặc quyền. Có thể tại nhất thời khắc nguy nan, ấn xuống cái nút này, lấy thu hoạch được cực hạn cầu cứu. Trừ phi chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm nhân viên mới có thể sử dụng này đặc quyền, những người khác không có cơ hội. Nếu như là tình huống vừa rồi, chỉ có thể trơ mắt đi chết. Richard sử dụng đặc quyền, từ trên trời giáng xuống thần bí 8 vị siêu năng giả, đem hắn cứu. Đây là chư thần phòng thí nghiệm cực hạn cứu viện hệ thống. Chẳng qua tốc độ nhanh như vậy, chủ yếu là đội ngũ cứu viện liền tại phụ cận, cách gần đó. Nếu là quá xa, tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy đến. Nhìn phía dưới tận thế tràng cảnh. Biển lửa tràn lan lên ngàn dặm, bạo tạc còn có thể tiếp tục, mây hình nấm một mực đang bay lên, khói đặc che khuất bầu trời. Richard đầu óc trống rỗng, ánh mắt tràn đầy trống rỗng. Như thế lớn một cái căn cứ, 8 tòa hòn đảo tổ hợp lên to như vậy khu vực liền làm sao bị san bằng rồi. Không chỉ như thế, căn cứ mấy vạn người người sống sót chỉ có không đến 500 mà thôi. Hoặc là chạy nhanh, hoặc là thực lực đầy đủ mạnh, có thể tại bạo tạc bên trong may mắn còn sống sót. Nếu như hắn không phải có cực hạn cầu cứu tư cách, hắn cũng phải chết rồi. Đáng sợ nhất chính là nhiều như vậy nguồn năng lượng vật chất toàn bộ đều hủy. Có thể cung cấp nửa năm đá mặt trời cùng vừa mới trở về đá mặt trời cũng đều toàn bộ hủy. Một chút cũng không có còn lại. Trước đó mặc dù cũng có tổn thất, nhưng kia cũng là tiểu đả tiểu nháo. Trên cơ bản chính là cho chư thần phòng thí nghiệm gãi ngứa ngứa. Thậm chí gãi ngứa ngứa trình độ đều không đủ. Nhưng lần này khác biệt. Tổn thất quá lớn, không cách nào gánh chịu tổn thất a. Mấu chốt tòa này căn cứ thế nhưng là chư thần phòng thí nghiệm lớn nhất cung cấp nhiên liệu đứng một trong a. Tương đương với chư thần phòng thí nghiệm cánh tay bị chặt đứt một đầu. Từ khi chư thần phòng thí nghiệm thành lập tới nay, cho tới bây giờ không có bị qua như thế tổn thất lớn. Chư thần phòng thí nghiệm tất cả mọi người mộng. Trầm mặc. Nguyên lai tưởng rằng thành công, từ đại hạ vận đến đá mặt trời, về sau có thể thật tốt khai thác. Đây chính là cung cấp 100 năm đá mặt trời năng lượng A. Thật không nghĩ đến trong nháy mắt liền hết rồi. Đá mặt trời hết rồi. Tất cả nguồn năng lượng vật chất hết rồi. 8 tòa hòn đảo hết rồi. Một tòa cự đại căn cứ hết rồi. Chấm. Trước sau chuyển biến quá lớn, để người vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không thể nào tiếp thu được. Một cái là trời, một cái là đất. Trong biển lửa một đôi ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên hết thảy. Chính là Diệp Quân Lâm. Nhìn thấy hết thảy bị hủy, hắn quay người rời đi. Không sai. Hết thảy đều là Diệp Quân Lâm làm. Hắn nói qua sẽ không để cho một khối đá mặt trời rơi vào trong tay bọn họ. Đã cướp không đi, như vậy liền hủy đi. Chư thần phòng thí nghiệm đừng nghĩ dùng đến một chút xíu. Cho nên từ đầu đến cuối, Diệp Quân Lâm liền không nghĩ lấy ngăn cản. Hắn cần phải làm là hủy đi. Còn có một điểm chính là Richard chư thần phòng thí nghiệm bọn hắn tìm kiếm Diệp Quân Lâm thời điểm, Diệp Quân Lâm cũng đang tìm kiếm bọn hắn. Chư thần phòng thí nghiệm luôn luôn thần bí, chân chính tổng bộ cùng phân bộ còn có chân chính hạch tâm căn cứ đây đều là tìm không thấy. Diệp Quân Lâm phái đi ra người một mực đang tìm, thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Gần như không có manh mối. Richard bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, lần lượt vận chuyển, kỳ thật đem chính bọn hắn cũng bại lộ. Ví dụ như cái này cung cấp đứng. Quá thần bí. Bình thường căn bản tìm không thấy, chớ đừng nói chi là tiếp cận. Nhưng lần này vận chuyển đá mặt trời, ngược lại đem cái trụ sở này bại lộ.
Dù sao hắn muốn vận chuyển đá mặt trời đến một cái địa điểm. Vừa vặn là chư thần phòng thí nghiệm gióng trống khua chiêng, chờ lấy thế lực thần bí xuất hiện, còn để toàn thế giới các thế lực lớn giám sát hộ tống. Tương đương với đem cái trụ sở này hoàn toàn bại lộ tại toàn thế giới trước mắt. Tất cả mọi người căn bản không có ý thức được điểm này. Tất cả mọi người là vào trước là chủ quan niệm, tư duy đều tại chư thần phòng thí nghiệm bên này, đều nghĩ đến làm sao đem thế lực thần bí móc ra. Thật không nghĩ đến mình trước để lộ ra. Mà lại càng không có nghĩ tới đối phương cũng đang tìm bí mật của ngươi căn cứ. Diệp Quân Lâm tìm thật lâu đều không tìm được, chẳng qua lần này thuận vận chuyển đội ngũ tung tích, rất nhẹ nhàng tìm được. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Diệp Quân Lâm lần này thu hoạch quá lớn quá lớn. Không chỉ là ngăn cản đại hạ đá mặt trời đến chư thần phòng thí nghiệm trong tay. Còn phá hủy một cái chư thần phòng thí nghiệm siêu cấp trọng yếu cung cấp đứng. Lần này Diệp Quân Lâm là thật làm bị thương chư thần phòng thí nghiệm. Cũng coi như bị chư thần phòng thí nghiệm lâu dài hãm hại đến nay vô cùng tàn nhẫn nhất một lần phản kích. Chân chính làm bị thương yếu điểm. Diệp Quân Lâm rời đi, không có bất kỳ người nào phát hiện bọn hắn. Dù là toàn thế giới các thế lực lớn ánh mắt đều đang ngó chừng. Nhưng bọn hắn đều là nhìn chằm chằm vận chuyển lộ tuyến, không có nhìn chằm chằm khối này căn cứ. Huống chi Diệp Quân Lâm là một người đơn độc hành động. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng phát hiện không được. Richard bọn hắn được đưa tới chiến ưng quốc nơi nào đó. Phù phù. Sau khi hạ xuống, tất cả mọi người ngã xuống đất. Richard cùng cái người chết sống lại đồng dạng, không có bất kỳ cái gì ý thức, con mắt đều không mang chuyển. Lý Thế Cơ bọn hắn cũng là như thế. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích, liền cùng tử thi đồng dạng. Lần này hủy diệt tính bạo tạc, trực tiếp đem lòng của mọi người khí toàn bộ mài hết. Lần này đả kích quá lớn, trực tiếp đem Richard đánh tự bế. Người tới, trước kiểm tra thân thể bọn họ tổn thương trình độ. Lại tra bạo tạc là chuyện gì xảy ra, có hay không vãn hồi tổn thất khả năng. Chấm. Chư thần phòng thí nghiệm triệt để loạn. Làm toàn thế giới đều đắm chìm trong chư thần phòng thí nghiệm đem đá mặt trời trở về chấn kinh lúc, đột nhiên ám võng tuyên bố một đầu tin tức. Tin tức là một cái video, chư thần phòng thí nghiệm cung cấp đứng bạo tạc đáng sợ video. Đại khái đem 8 tòa hòn đảo đắm chìm nổ nát tràng cảnh toàn bộ bao quát trong đó. Ám võng đăng ký đám dân mạng nhao nhao phát ra nghi vấn. Đây là làm sao rồi? Đây cũng quá đáng sợ đi. Nơi khởi nguồn điểm ở nơi nào a? Chấm. Chư thần phòng thí nghiệm căn cứ một trong, cũng là mới vừa từ đại hạ trở về đá mặt trời cất đặt địa phương. Ám võng có người trả lời vấn đề này. Cái gì? Vậy làm sao có thể bạo tạc đâu? Mà lại cái này uy lực quá khủng bố đi. Nhìn video lan tràn mấy ngàn dặm không thành vấn đề a. Chấm. Ám võng đám dân mạng tiếp tục đặt câu hỏi. Là đá mặt trời cùng nguồn năng lượng vật chất bạo tạc. Mới có như thế uy lực, chư thần phòng thí nghiệm không chỉ từ đại hạ trở về đá mặt trời hủy. Tính cả căn cứ đá mặt trời còn có rất nhiều nguồn năng lượng vật chất toàn bộ đều hủy. Cái gì đều không có còn lại. Ta dám khẳng định đây là chư thần phòng thí nghiệm lớn nhất từ trước tới nay đả kích. Không có cái thứ hai, bọn hắn bị làm bị thương nguyên khí. Còn không phải sao, mặc dù trước đó chư thần phòng thí nghiệm trong phạm vi toàn thế giới cũng có trụ sở bí mật nhận phá hủy, nhưng quy mô quá nhỏ, phá hủy cũng là không đau không ngứa. Lần này là hạch tâm căn cứ, làm bị thương yếu điểm. Chấm. Chuyện này đầu tiên là tại ám võng bên trên lên men. Rất nhanh liền tại toàn thế giới điên truyền. Chư thần phòng thí nghiệm là từ đại hạ vận đến đá mặt trời. Thế nhưng là còn không có che nóng hổi, liền bị toàn bộ hủy. Không chỉ có như thế, tính cả một cái to lớn căn cứ cũng toàn bộ phá hủy. Cái gì đều không có còn lại. Nghe đồn còn có chư thần phòng thí nghiệm cao tầng lần này bạo tạc bên trong thụ thương. Giờ khắc này, toàn thế giới kinh hãi. Thế lực thần bí vẫn là ra tay. Đại hạ các phương xôi trào. Nguyên lai thế lực thần bí cuối cùng thời khắc vẫn là ra tay. Cứ việc không thể bảo trụ đá mặt trời. Nhưng đá mặt trời chư thần phòng thí nghiệm cũng không có được. Bọn hắn còn nhận trời tổn thất lớn. Hỗ trợ nhìn chằm chằm thế lực khắp nơi mắt trợn tròn. Thế lực thần bí ra tay rồi. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không thấy. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào A. Chỉ cần đối phương có động tĩnh. Nhiều như vậy người không có khả năng một điểm động tĩnh đều không nhìn thấy a. Bọn hắn nơi nào muốn lấy được, chỉ có Diệp Quân Lâm một người ra tay.
cũng không phải nhiều người hành động, bọn hắn khẳng định bắt giữ không đến. Chư thần phòng thí nghiệm coi là trưởng khống toàn cục, không nghĩ tới trưởng khống toàn cục chính là thế lực thần bí. Ta hiểu, chư thần phòng thí nghiệm như thế gióng trống khua chiêng muốn dẫn thế lực thần bí ra tới tìm bọn hắn. Thế nhưng là thế lực thần bí cũng đang tìm kiếm chư thần phòng thí nghiệm a. Ngươi đang tìm ta, ta cũng đang tìm ngươi. Khi ngươi ngóng nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại ngóng nhìn ngươi. Chấm. Chư thần phòng thí nghiệm triệt để bị đả kích đến. Richard trực tiếp bị bệnh. Còn lại Lý Thế Cơ mấy người cũng là nhận khác biệt trình độ thương tích. Trực tiếp bị đả kích đến. Mất hết mặt mũi. Đại hạ bên này khai thác cũng vẫn là đình chỉ. Dù là khai thác ra tới cuối cùng cũng vẫn không quay về, trở về đi, ngược lại đem mình địa điểm bại lộ. Tổn thất càng lớn. Diệp Quân Lâm lấy sức một mình mạnh mẽ để chư thần phòng thí nghiệm sợ. Không dám khai thác đại hạ đá mặt trời. Tính cả toàn các nơi trên thế giới bộ phận căn cứ cũng không dám khai thác. Sợ Diệp Quân Lâm tìm tới cửa. Diệp Quân Lâm cái này một đợt không chỉ là đả kích đến chư thần phòng thí nghiệm, còn để bọn hắn sợ. Chư thần phòng thí nghiệm là cường đại, có được tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, thậm chí khả năng có được cái tinh cầu này cường đại nhất vũ lực. Nhưng thì tính sao? Người ta như thường khi dễ ngươi, như thường đả kích ngươi. Nhưng mấu chốt ngươi liền người cũng không tìm tới ở nơi nào, ngươi chỉ có một thân khí lực làm không lên a. Chấm. Đại hạ tứ đại thiếu có chút buồn bực. Rõ ràng cùng Hắc Thủy công ty hợp tác, lập tức trở thành người người ao ước tồn tại. Nhưng mà ai biết xảy ra chuyện như vậy? Hết thảy kế hoạch đều ngâm nước nóng. Diêm Sâm mấy ngày nay cả người tinh thần càng phát không bình thường. Luôn luôn cùng người nói Diệp Quân Lâm còn sống, hết thảy đều là Diệp Quân Lâm làm. Không ai có thể sẽ nghe hắn, Rex sau khi nghe được càng là giận mắng. Diêm Sâm càng là la hét muốn trở về. Hắn không tiếp tục chờ được nữa. Sợ Diệp Quân Lâm xuất hiện. Ngươi bây giờ thật sự là có bệnh, ta cho ngươi biết đi, Diệp Quân Lâm không có khả năng còn sống. Cái này cũng tuyệt không phải Diệp Quân Lâm một người có thể làm đến. Rex cả giận nói. Những người khác cũng nói, đối, dựa theo ngươi giả thiết, Diệp Quân Lâm còn sống. Nhưng gần đây những chuyện này rõ ràng là một cái thế lực lớn làm. Trong phạm vi toàn thế giới cùng một chỗ khởi xướng hành động, Diệp Quân Lâm một người có thể làm đến sao? Không thể nào sao? Không sai, Diệp Quân Lâm trước đó có rất nhiều bộ hạ thế lực. Nhưng cùng Diệp Quân Lâm tất cả thế lực chúng ta đều nhìn chằm chằm đâu, Richard tiên sinh nhiều lần xác nhận qua. Những thế lực này toàn bộ đều tại đại hạ, mà lại đều biết Diệp Quân Lâm chết rồi. Chấm. Diêm Sâm trầm mặc. Sự thật xác thực như thế. Diệp Quân Lâm một người làm sao có thể làm được? Chủ yếu là Thanh Long những người này quá yếu trước đó căn bản không thể gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Thời đại biến, Thanh Long những người này đều đào thải. Richard thậm chí liền Diệp Quân Lâm bí mật chiến đội đều phát hiện nhìn chằm chằm. Chẳng qua Thanh Long những người này trong mắt bọn hắn liền liền giống như người bình thường, căn bản không cần nhìn chằm chằm. Chấm. Thế nhưng là ta cảm giác Diệp Quân Lâm còn sống, hắn ngay tại bên người chúng ta. Diêm Sâm rất tin tưởng cảm giác của mình. Nạo trùng, mất mặt, ném người phụ thân người. Ta liền không tin Diệp Quân Lâm còn sống, có bản lĩnh tới tìm chúng ta a. Rex giận dữ hét. Diêm Sâm càng thêm sợ hãi. Đừng a, Diệp Quân Lâm khả năng thật sẽ tới tìm chúng ta. Vậy liền tới tìm ta a, ta còn sợ hắn một người chết hay sao? Ta muốn về nhà. Ta hiện tại liền nghĩ về nhà. Rex nói như vậy, Diêm Sâm càng phát ra sợ hãi. Hắn lập tức liền nghĩ về nhà. Phế vật, thật sự là phế vật, huynh đệ của ta làm sao lại có con trai như ngươi vậy? Rex đều muốn tức điên. Hắn đem tin tức nói cho Diêm Sâm phụ thân, cũng chính là Hắc Thủy công ty người cầm lái. Bọn hắn đối với Diêm Sâm ngôn luận hành vi rất tức giận. Nhất là Diêm Sâm phụ thân cảm thấy Diêm Sâm lại cho hắn mất mặt. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Diêm Sâm yêu ngôn hoặc chúng, không phải nói Diệp Quân Lâm còn sống. Chính là nhiễu loạn quân tâm. Càng không thể để Diêm Sâm trở về. Liền lưu tại đại hạ. Ta liền hết lần này tới lần khác không quay về, ta cũng muốn nhìn xem, Diệp Quân Lâm có thể hay không tới tìm. Rex cười lạnh nói. Chấm. Sau đó chư thần phòng thí nghiệm yên lặng. Rex bọn hắn cũng đang chờ đợi. Mấy ngày trôi qua, bình yên vô sự. Rex tìm tới gần như ở vào sụp đổ trạng thái Diêm Sâm trước mặt, cười lạnh nói, Diệp Quân Lâm đâu?
Chúng ta vài ngày, hắn làm sao còn không có xuất hiện? Có phải là còn mỗi ngày cho người báo mộng đâu? Diêm Sâm sắc mặt trắng bệch nhìn xem hắn, không nên nói lung tung. Hắn sẽ xuất hiện, ta có dự cảm mãnh liệt. Lúc trước Richard tiên sinh đệ đệ Jefferson chính là như vậy. Diệp Quân Lâm liền thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn. Chấm. Ha ha ha. Rex mấy người sau khi nghe được, nhịn không được cười ha hả. Thật sự là chết cười ta. Một người chết sẽ xuất hiện. Phim nhìn nhiều vẫn là tiểu thuyết nhìn nhiều rồi. Tại sao không nói Diệp Quân Lâm là đại hạ thần thoại thần tiên đâu? Xuất hiện, đến, xuất hiện cho ta một cái thử xem. Rex cười lớn. Đúng à, Diệp Quân Lâm không phải còn sống sao? Tới giết chúng ta à? Chúng ta ngay tại đại hạ thổ địa bên trên Dương Oai, có bản lĩnh liền tới giết chúng ta à? Những người khác cũng nhao nhao kêu gào. Ô ô ô, a a a. Lúc này đối mặt với Rex mấy người Diêm Sâm đột nhiên nhìn xem phía sau bọn họ nổi điên giống như la to. Dạng như vậy liền cùng gặp quỷ đồng dạng. Thân thể của hắn run rẩy, chỉ vào đằng sau, sắc mặt hoảng sợ, nghẹn ngào, nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Sau sau sau, Diêm Sâm muốn nói chuyện, nhưng cuống họng giống thẻ đồ vật đồng dạng, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Hắn mồ hôi đầm đìa, liền cùng trời mưa tưới đồng dạng. Ô ô ô. Diêm Sâm liền cùng dọa như bị điên, cả người đều không thích hợp. Ha ha ha. Ngay từ đầu Rex bọn hắn vẫn còn tiếp tục cười lớn. Dần dần bọn hắn ý thức được không thích hợp. Diêm Sâm dường như nhìn thấy cái gì, phía sau bọn họ có cái gì. Rex năm người chậm rãi xoay người lại, cái này xem xét kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Phía sau bọn họ quả nhiên có một người. Diệp Quân Lâm. Gương mặt kia chư thần phòng thí nghiệm cùng Hắc Thủy công ty tất cả mọi người nhớ kỹ. Hắn còn sống. Hắn thật còn sống. Diêm Sâm nói là đúng. Người là không nhịn được nhắc tới nhiều liền sẽ đến, hiểu không? Diệp Quân Lâm thanh âm vang lên. Để Rex bọn người sắp nứt cả tim gan. Tất cả mọi người dọa đến mới ngã xuống đất. Ta có không có nói qua, để ngươi đừng ở đại hạ lắc lư. Diệp Quân Lâm ánh mắt lại để mắt tới Diêm Sâm. Quẹ, Diêm Sâm càng là một hơi thở gấp tới, tại chỗ hù chết. Ngươi lại còn sống, quá khó mà tin nổi. Rex một mặt chấn kinh. Không sai, mà lại sự tình đều là ta làm. Diệp Quân Lâm cười cười. Chấm. Rất nhanh gian phòng bên trong, chỉ để lại một đống thi thể. Sau đó không lâu Rex, Diêm Sâm chờ Hắc Thủy công ty cao tầng tử vong tin tức truyền ra ngoài. Cho chư thần phòng thí nghiệm lại thêm vẻ lo lắng. Thế lực thần bí vẫn còn tiếp tục. Giống như bọn hắn hết thảy đều tại thế lực thần bí giám sát bên trong. Chấm. Vừa vặn Lý Tử Nhiễm hôm nay bế quan kết thúc. Cái gì, Diêm Sâm chết rồi, không được, ta không cho phép người khác báo thù cho ta. Ta muốn tự tay báo thù. Lý Tử Nhiễm nhìn về phía phương xa. Nàng bế quan kết thúc, cảm thấy thực lực đủ rồi, là thời điểm thay Diệp Quân Lâm báo thù. Diêm Sâm cùng Rex bọn người chết rồi. Mang cho Hắc Thủy công ty đả kích cực lớn. Đến mức Hắc Thủy công ty tại đại hạ sự nghiệp tạm thời gác lại, tất cả đều ngừng. Tứ đại thiếu cùng phía sau gia tộc triệt để mộng, mắt trợn tròn. Hắc Thủy công ty người cầm lái đạt được con trai mình hòa hảo cộng tác qua đời tin tức, quả thực là nổi trận lôi đình, trái tim đều đang chảy máu. Ta nhất định phải người bắt tới. Một bên khác, Richard cuối cùng chậm tới. Nhưng đụng phải chư thần phòng thí nghiệm cao tầng chỉ trích. Cuối cùng trải qua sau khi thương nghị, cho Richard một cơ hội cuối cùng. Richard đỏ hồng mắt, cả người đại biến dạng. Khoản này cừu hận ta ghi lại. Là thời điểm để thế nhân nhìn xem chư thần phòng thí nghiệm lực lượng chân chính. Richard đôi mắt bên trong lóe ra hàn mang. Bây giờ chư thần phòng thí nghiệm luân phiên gặp phải đả kích, lần này cung cấp đứng bị hủy diệt, càng là đoạn mất một đầu cánh tay. Chư thần phòng thí nghiệm trong mắt của thế nhân lại không có ngày xưa loại kia thần bí cường đại. Thậm chí đại đa số người cảm thấy chư thần phòng thí nghiệm không gì hơn cái này. Bị người dạng này đùa bỡn, đừng nói là một chút đánh trả, chính là liên phát hiện đều phát hiện không được. Chư thần phòng thí nghiệm đã biến thành sỉ nhục trò cười. Dù là trước kia đối chư thần phòng thí nghiệm cùng với hướng tới đổ vương các gia tộc, thấy rõ ràng chư thần phòng thí nghiệm. Dường như chư thần phòng thí nghiệm không có mạnh như vậy. Chư thần phòng thí nghiệm ngụ ý chính là một đống thần linh. Lại bị một phàm nhân trêu đùa. Gần đây sự tình lầm lừa từng món,
để chư thần phòng thí nghiệm thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Lúc đầu thần bí nhất tài nguyên đá mặt trời, hiện tại cũng bị thế nhân biết. Chẳng những đại hạ không cách nào khai thác, liền bọn hắn lúc đầu khai thác căn cứ cũng không dám. Tổn thất quá lớn quá lớn. Nếu như còn tiếp tục như vậy, liền không ai lại e ngại chư thần phòng thí nghiệm. Richard muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là vì chư thần phòng thí nghiệm một lần nữa chứng tên, để thế nhân biết chư thần phòng thí nghiệm có bao nhiêu đáng sợ. Để thế nhân kiến thức đến chư thần phòng thí nghiệm khủng bố. Richard đã nghĩ kỹ, vì thế nhân biểu hiện ra chư thần phòng thí nghiệm kinh khủng địa phương. Đáng tiếc không có thời cơ a, nếu như bây giờ có cái đối thủ, chúng ta trực tiếp biểu hiện ra chư thần phòng thí nghiệm cường đại tốt biết bao nhiêu. Richard tự lẩm bẩm. Lý Thế Cơ ở bên cạnh nói, Richard tiên sinh chúng ta có thể tùy ý chọn một đối thủ, đối ngoại xưng bọn hắn chính là đối phó chư thần phòng thí nghiệm đối thủ, chúng ta trước tiên đem bọn hắn diệt lại nói. Richard gật gật đầu, có thể. Kia chọn ai đây? Tốt nhất vẫn là lựa chọn đại hạ, hoặc là cùng đại hạ tương quan đi. Lý Thế Cơ nói, đại hạ không hiếu động, vậy liền chọn một cùng đại hạ tương quan đi. Richard nói, Lý Thế Cơ lập tức tiến lên phía trước nói, Richard tiên sinh ta có cái lựa chọn, chính là cùng đại hạ giao hảo Hùng Quốc trời chiến tổ chức. Bọn hắn vì đại hạ cung cấp không ít trợ giúp, là đại hạ quan hệ rất tốt đồng đội. Cái này có thể a? Trời chiến tổ chức sớm bị chúng ta xếp vào tất sát danh sách. Vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này diệt trừ bọn hắn. Richard lập tức nói, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức lên đường, tiến về Hùng Quốc. Diệt đi trời chiến tổ chức, ta muốn để toàn thế giới đều biết chư thần phòng thí nghiệm khủng bố. Mặt khác ta phải mang lên vũ khí bí mật cùng bí mật cao thủ, các ngươi đều chờ đợi đi. Chấm. Richard tự mình xuất lĩnh cao thủ minh mông cuồn cuộn tiến về Hùng Quốc đi diệt thiên chiến tổ chức. Càng là đối với ngoại phóng ra tin tức, chư thần phòng thí nghiệm tra được mấy lần bị nhằm vào thế lực thần bí cùng trời chiến tổ chức có quan hệ, bọn hắn là đồng lõa một trong. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Chư thần phòng thí nghiệm dụng tâm hiểm ác. Rõ ràng, chính là muốn cầm trời chiến tổ chức khai đao. Nhưng mọi người không dám nói gì. Chấm. Một bên khác, Lý Tử Nhiễm xuất phát. Nhưng nghe được Richard bọn hắn muốn tới Hùng Quốc. Nàng chuyển biến phương hướng, đi Hùng Quốc. Nàng muốn tự tay đánh chết Richard, vì Diệp Quân Lâm báo thù. Hùng Quốc trời chiến tổ chức đã được đến tin tức, đang lúc bọn hắn chuẩn bị thời điểm, tin dữ giáng lâm. Chư thần phòng thí nghiệm lấy lôi đình vạn quân tình thế xuất hiện. Lấy tiến công chấp nhoáng đánh tan trời chiến tổ chức. Trước sau vậy mà chỉ dùng một phút. Chấn kinh. Toàn thế giới chấn kinh. Trời chiến tổ chức đáng sợ như vậy tồn tại, vậy mà trong vòng một phút bị phá hủy. Chư thần phòng thí nghiệm cái này cần là cái gì thực lực khủng bố a? Thượng đế quyền trưởng. Cái tên này trong vòng một đêm tại toàn thế giới truyền khắp. Đây cũng là chư thần phòng thí nghiệm lần thứ nhất ở trước mặt người đời hiện ra thượng đế quyền trưởng. Thượng đế quyền trưởng hệ thống vũ khí khởi động về sau, trực tiếp trong vòng một phút phá hủy lớn như vậy trời chiến tổ chức. Nói trắng ra, nhưng thật ra là vài giây đồng hồ. Chỉ có điều thu thập còn sót lại thời gian chung vào một chỗ một phút đồng hồ. Thượng đế quyền trưởng là chư thần phòng thí nghiệm đắc ý tác phẩm, cũng là át chủ bài một trong. Nguyên bản Diệp Quân Lâm tại chiến ưng quốc đại náo thời điểm muốn sử dụng. Chẳng qua Richard cố ý phá hư, mới không có để thượng đế quyền trưởng hiện thế. Chẳng qua khi đó chư thần phòng thí nghiệm rất nhiều người cho rằng thượng đế quyền trưởng còn xuất hiện không phải lúc. Thời cơ không thích hợp. Hiện tại chư thần phòng thí nghiệm ở vào khó khăn giai đoạn, uy nghiêm mất hết. Là thời điểm vận dụng thượng đế quyền trưởng. Thượng đế quyền trưởng vừa sử dụng, kinh động thế giới. Một kích phá hủy trời chiến tổ chức. Để tất cả quốc gia cùng thế lực đều sợ hãi thán phục. Một lần nữa trở về đến đối chư thần phòng thí nghiệm trong sự sợ hãi. Loại vũ khí này chưa từng nghe thấy. Nhưng cái này vẻn vẹn chư thần phòng thí nghiệm át chủ bài một trong. Có trời mới biết chư thần phòng thí nghiệm trong tay còn nắm bắt bài tẩy gì. Mấu chốt thượng đế quyền trưởng vũ khí này mặc dù vận dụng, nhưng không có ai biết cụ thể là cái gì. Đây mới là đáng sợ nhất. Tất cả mọi người không dám nghĩ. Vạn nhất ngày đó đối đầu chư thần phòng thí nghiệm, loại vũ khí này nên như thế nào phòng bị. Kết quả liền vũ khí này là cái gì cũng không biết. Hùng Quốc Bắc Bộ minh mông vô bờ hoang mạc bên trong. Richard một đoàn người xuất hiện. Vừa mới bọn hắn xử lý trời chiến tổ chức, đám người một mặt đắc ý.
Bọn hắn triển khai chiến lực vẫn là siêu cấp khủng bố. Richard đắc ý thưởng thức tác phẩm, cười cười nói, nếu như ta lại đem thuần năng lượng thể lộ ra đến, thế nhân sẽ như thế nào? Ha ha! Tất cả mọi người cười. Richard lập tức nói, để thí nghiệm tổ tăng thêm tốc độ, ta phải nhanh một chút nhìn thấy Diệp Quân Lâm những cái kia thân thích cải tạo thành thuần năng lượng thể. Ta muốn để bọn hắn biến thành đại hạ ác mộng. Chấm. Đúng, trời chiến tổ chức vẫn là quá yếu. Tiếp xuống chúng ta vẫn là muốn tiếp tục thể hiện ra chư thần phòng thí nghiệm cường đại. Lần này còn chưa đủ triệt để. Richard nói. Richard tiên sinh tiếp xuống biểu hiện ra cái gì? Lý Thế Cơ hỏi. Richard trên mặt hiện lên một vòng ngoan lệ. Chúng ta cùng Tinh Quốc Tam Hưng tập đoàn có một hạng hợp tác tuyệt mật thí nghiệm, ta cảm giác là thời điểm hiện ra thành quả. Không tốt, có người đang đến gần chúng ta. Lúc này Richard thủ hạ đột nhiên đưa ra cảnh cáo âm thanh. Bọn hắn kiểm tra đo lường trang bị, kiểm tra đo lường đến có người tiếp cận. À, sẽ không phải là thế lực thần bí tới tìm chúng ta đi. Đúng à, chúng ta lần này hành tung tương đương với trong suốt. Người người đều biết. Lý Thế Cơ đám người sắc mặt đại biến. Richard cười cười, bọn hắn xuất hiện rồi. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Lần này ta biểu hiện ra chư thần phòng thí nghiệm thực lực là một mặt, một phương diện khác ta chính là muốn hấp dẫn bọn hắn ra tới. Lý Thế Cơ gật gật đầu, dựa theo trước đó giao phong đến xem, thế lực thần bí tuyệt đối cùng chúng ta có thâm cừu đại hận. Richard tiên sinh bại lộ hành tung, bọn hắn không cần thiết không đến. Đây là bọn hắn cơ hội thật tốt. Đúng vậy à. Nếu như là bọn hắn, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, chuẩn bị nghênh địch. Richard đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bên người cao thủ nhiều như mây. Đến, đến. Nhưng khi người xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Vậy mà là nữ nhân. Là nàng. Khi thấy rõ nữ nhân khuôn mặt về sau, đám người tất cả giật mình. Lý Tử Nhiễm, Diệp Quân Lâm thê tử. Liền Richard tất cả giật mình. Đám người khiếp sợ công phu, Lý Tử Nhiễm đã khí thế hùng hổ lại tới đây. Richard. Nhìn thấy Richard, Lý Tử Nhiễm lập tức nhận ra được. Lúc trước giả trang bác sĩ, gương mặt kia nàng nhớ kỹ rất sâu sắc. Là ta. Là các ngươi giết trượng phu ta, ta đến báo thù. Lý Tử Nhiễm gằn từng chữ một. Cái gì? Richard bọn người cho là mình nghe lầm. Muốn thay Diệp Quân Lâm báo thù. Đám người rất là chấn kinh. Richard mày nhíu lại. Hắn đột nhiên cười. Bởi vì Lý Tử Nhiễm xuất hiện bỏ đi trong lòng của hắn một cái lo nghĩ. Thế lực thần bí cường đại, cùng Jim Sâm nói Diệp Quân Lâm còn sống nghe đồn rơi vào Richard trong tai. Để hắn một trận hoài nghi Diệp Quân Lâm có phải là thật hay không còn sống. Cẩn thận phân tích về sau, hắn loại dự cảm này càng phát ra mãnh liệt. Nhưng bây giờ Lý Tử Nhiễm đến tìm hắn báo thù. Hắn lo nghĩ bỏ đi. Đúng không? Diệp Quân Lâm không có khả năng còn sống. Richard tâm tình nháy mắt trở nên rất tốt. Bỏ đi lo nghĩ không nói, Lý Tử Nhiễm còn tìm tới cửa báo thù, cái này không vừa vặn để hắn biểu hiện ra chư thần phòng thí nghiệm cường đại sao. Nhất tiễn song điêu. Đối với Lý Tử Nhiễm vũ lực giá trị, Richard là làm qua ước định. Siêu cấp mạnh. Có thể đem hủy diệt giả giết chết, đó chính là khá có uy hiếp. Chẳng qua chính là bởi vì Lý Tử Nhiễm cường đại, cho nên một trận chiến này khả năng biểu hiện ra chư thần phòng thí nghiệm cường đại. Hắn vừa vặn thiếu như thế một cái vật thí nghiệm. Kết quả Lý Tử Nhiễm đến. Giết. Lý Tử Nhiễm không nói nhảm, trực tiếp mở giết. Ngăn lại hắn. Richard ra lệnh một tiếng, bên người cường giả nhao nhao xông lên trước. Oanh. Lý Tử Nhiễm cùng một siêu năng giả đối cứng. Đôi bên nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm ầm. Lập tức đất rung núi chuyển. Răng rắc. Nhưng người siêu năng này nắm đấm cánh tay sụp đổ ra, ngay sau đó là thân thể, đầu toàn bộ sụp đổ. Lý Tử Nhiễm đem hắn một quyền mạnh mẽ đánh không có. Mọi người tại đây nhao nhao đổ rút khí lạnh. Người siêu năng này mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng hắn khuôn mẫu là hủy diệt giả, có hủy diệt giả 7-8 phần thực lực. Lại bị Lý Tử Nhiễm một quyền như vậy đánh không có. Kích động, chẳng qua vừa vặn phù hợp. Richard vừa lui vừa kêu nói. Oanh! Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp Lý Tử Nhiễm. Chỉ thấy Lý Tử Nhiễm nháy mắt khởi động, hóa thành một luồng sấm sét từ một đoàn cường giả bên trong xuyên qua, nháy mắt xuất hiện tại Richard trước người. Trực tiếp muốn xé rách Richard. Richard đều dọa sợ. Răng rắc răng rắc răng rắc.
Tốt ở trên người hắn chiến giáp cơ giới khẩn cấp hệ thống khởi động, nháy mắt trước người hình thành hộ thuẫn, đem hắn bảo vệ. Chẳng qua hắn cũng bị một kích đánh bay rất rất xa. Những người khác nhao nhao kịp phản ứng, toàn bộ xông lại bảo hộ Lý Tử Nhiễm. Toàn bộ các ngươi đều phải chết, ta không chỉ có thay ta trưởng phu báo thù, càng muốn kế thừa hắn nhiệm vụ, diệt chư thần phòng thí nghiệm. Lý Tử Nhiễm phảng phất trên trời hạ xuống nữ võ thần, nhìn chằm chằm đám người. Chấm, oanh, oanh, chấm. Một trận đại hỗn chiến bắt đầu, Lý Tử Nhiễm cùng chư thần phòng thí nghiệm cường giả chém giết. Lý Tử Nhiễm vốn là rất mạnh, lúc trước hủy diệt giả chỉ có thể bỏ trốn. Hiện tại nàng bế quan một đoạn thời gian, không nói đem lực lượng của thân thể toàn bộ nắm giữ, tối thiểu 7-8 phần có. Không thể không nói thiên sách phủ rất khủng bố. Chuyên môn có phương diện này lão sư, đến chỉ đạo Lý Tử Nhiễm như thế nào khống chế lực lượng của thân thể, đem thân thể tiềm lực hoàn toàn khai phát ra tới. Phốc, phốc, chấm. Lý Tử Nhiễm quả thực quá khủng bố. Chư thần phòng thí nghiệm cao thủ không ngừng bị nàng xé rách, không hề có lực hoàn thủ. Ngã xuống, không, hẳn là biến mất càng ngày càng nhiều. Lý Tử Nhiễm mỗi lần ra tay, đều là đem người đánh không có. Không tốt, nàng quá mạnh, so ta dự tính còn mạnh hơn. Lập tức ngăn cản nàng. Richard hô lớn. Lý Tử Nhiễm quá mạnh. Richard bên người những cao thủ này căn bản ngăn không được, dù là cộng lại, cũng vẻn vẹn kéo dài thời gian. Căn bản không được lớn tác dụng. Ta muốn để toàn thế giới biết một trận chiến này. Vừa vặn có thể cầm Lý Tử Nhiễm đến biểu hiện ra sự cường đại của chúng ta. Richard Ho. Đại hạ kinh thành. Không tốt, Văn Lôi tỷ, chị dâu ta không gặp. Chu Nam Yên các nàng rốt cục phát hiện Lý Tử Nhiễm không gặp. Không tốt, nàng khẳng định là đi báo thù. Văn Lôi hoảng sợ nói. Chu Nam Yên cũng cấp tốc kịp phản ứng, đúng, vừa vặn Richard giống như tại Hùng Quốc. Chị dâu nhất định đi tìm Richard. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh đi Hùng Quốc, nàng một người làm sao dám cùng chư thần phòng thí nghiệm đấu a? Ta thông báo tiếp thiên sách phủ một tiếng, Tử Nhiễm không thể có nguy hiểm. Chấm. Thiên sách phủ tiếp vào tin tức về sau, cũng lập tức phái người tiến về Hùng Quốc. Một phương diện Lý Tử Nhiễm là Diệp Quân Lâm thê tử. Một phương diện Lý Tử Nhiễm thực lực rất mạnh, mà lại rất có tiềm lực, thiên sách phủ không hy vọng nàng hiện tại xảy ra chuyện. Rất nhanh, chư thần phòng thí nghiệm cùng Lý Tử Nhiễm một trận chiến tin tức bị phóng ra. Toàn thế giới đều biết Lý Tử Nhiễm thay trưởng phu báo thù, muốn giết Richard diệt chư thần phòng thí nghiệm. Đây là Lý Tử Nhiễm lần thứ nhất ở trước mặt người đời biểu hiện ra vũ lực. Cái gì, Diệp Quân Lâm thê tử cũng cường đại như vậy. Cái này toàn ra đều là ngoan nhân a, còn có nữ nhi của hắn càng là vạn người không được một siêu cấp thiên phú. Chẳng qua bọn hắn toàn ra đối đầu thế nhưng là chư thần phòng thí nghiệm a, làm không tốt, toàn ra đều muốn hủy Richard trong tay. Chấm. Tin tức mới ra. Toàn thế giới đều sôi trào. Đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía Hùng Quốc hoang mạc. Đến chú ý một trận chiến này. Thậm chí có đại năng có thể làm ra thời gian thực tình hình chiến đấu, để mọi người biết một trận chiến này tiến hành tới trình độ nào. Chấm. Loạn giết. Lý Tử Nhiễm đối mặt chư thần phòng thí nghiệm cao thủ chính là một trận loạn giết. Đã có mấy trăm cao thủ mất mạng. Số lượng nghe một điểm không rung động. Trước đó đại chiến đều là mấy vạn mấy chục vạn. Chẳng qua phải biết cái này vài trăm người đều là chư thần phòng thí nghiệm cường giả a. Mỗi một vị đều là siêu cấp cường giả. Cũng không phải phế liệu có thể so sánh. Chư thần phòng thí nghiệm đối thực lực của mỗi người đều có bình xét cấp bậc. Giống như là Richard, sức chiến đấu bình xét cấp bậc vẻn vẹn C thôi, chẳng qua mặc vào đặc chế chiến giáp hắn là cấp bậc S. Trước đó Richard phái đi ra giết Diệp Quân Lâm đều S. Cấp bậc cường giả. Ví dụ như hủy diệt giả thậm chí là cấp SS khác. Lần này Richard mang ra chỉ ít đều là S, cấp cường giả, kinh khủng là cấp S chiếm 1/3. Thiếp thân bảo hộ Richard có cấp SS khác, hơn 10 vị. Thậm chí còn có cấp độ SSS. Cũng chính là Richard hiện tại thân là cao tầng, mới có quyền hạn bắt đầu dùng nhiều như vậy cường giả. Trước đó hắn, chỉ có thể điều động chút ít S, cùng S cường giả. Mỗi một vị cái này cấp bậc cường giả đều bị coi là chân bảo. Cho nên Lý Tử Nhiễm một hơi xử lý nhiều như vậy cấp S cùng S. Cấp bậc cường giả, đã kinh động như gặp thiên nhân. Cái này tại trước đó trừ Diệp Quân Lâm bên ngoài, không ai có thể làm được a.
Lý Tử Nhiễm càng đánh càng hăng, thể hiện ra vô địch chi tư. Càng ngày càng nhiều cường giả đổ xuống. Liền Richard người bên cạnh đều nhìn không được. Richard tiên sinh cứ như vậy tùy ý Lý Tử Nhiễm sát phạt sao? Cấp bậc S thậm chí S, đều không phải là đối thủ của nàng. Tận phái chút loại này cấp bậc, đối đầu nàng không phải liền là chịu chết sao? Có người gấp gáp hỏi. Richard cười lạnh nói, ta đương nhiên biết, liền cấp SS hủy diệt giả đều không phải là đối thủ của nàng. Những người này như thế nào là đối thủ của nàng đâu? Tất cả mọi người là sững sờ. Nếu biết, vì cái gì không để siêu cấp cường giả bên trên đâu? Hy sinh vô ích nhiều như vậy cường giả. Đám người quả thực không thể nào hiểu được Richard cách làm. Lý Thế Cơ cười cười, mọi người nghe nói ta, kỳ thật Richard tiên sinh ý tứ rất đơn giản. Mọi người nhao nhao nhìn lại. Trước hết để cho Lý Tử Nhiễm đại sát tứ phương, đem thực lực cùng kỹ năng toàn bộ bày ra. Hiện ra càng toàn diện càng tỉ mỉ càng tốt, đối với chúng ta như vậy đến nói nhất tiễn song điêu a. Thứ nhất, Lý Tử Nhiễm thể hiện ra đầy đủ thực lực cường đại, đằng sau chúng ta lại diệt trừ nàng, cái này không càng có thể tô đậm ra chư thần phòng thí nghiệm cường đại sao? Tất cả mọi người mạnh mẽ gật đầu, đúng a, Lý Tử Nhiễm càng mạnh, càng có thể tô đậm sự cường đại của chúng ta. Lý Thế Cơ cười cười, tiếp theo, để Lý Tử Nhiễm toàn diện hiện ra thực lực, cũng là đối nàng chiến lực phân tích, để chúng ta làm ra cụ thể thực lực ước định. Hiện ra càng tỉ mỉ, càng có thể tìm ra khuyết điểm của nàng. Dạng này lợi cho chúng ta đằng sau diệt trừ nàng. Sau khi nghe xong, mọi người một mặt chấn kinh. Không nghĩ tới Richard bố trí như thế tỉ mỉ. Chẳng qua chỉ là hao phí giá quá lớn. Chết quá nhiều người. Mỗi một vị cường giả đều là bảo bối a. Chết nhiều như vậy. Nhìn ra mọi người ý đồ, Richard cười cười, có đôi khi làm việc nhất định phải trả giá đắt. Khoảng thời gian này trong tay của ta xác thực chết quá nhiều cường giả. Không trải qua ta thí nghiệm hoàn thành, đến lúc đó từng đám thuần năng lượng thể ra tới, phòng thí nghiệm cao tầng ngược lại sẽ khen ngợi ta. Mọi người gật gật đầu. Đều biết thuần năng lượng thể hiện thế, chỉ là một cái liền có thể đỉnh hiện tại tất cả tổn thất. Giữa sân, Lý Tử Nhiễm tiếp tục biểu hiện ra chính mình cường đại. Chết ở trong tay nàng người càng ngày càng nhiều. Richard bên này đoàn đội dùng nhất dụng cụ tân tiến tăng thêm cường giả ở bên cạnh xem chiến, đối Lý Tử Nhiễm chiến lực ưu khuyết điểm tiến hành tỉ mỉ phân tích ước định. Lên, S, cấp cường giả. Richard mệnh lệnh. Mấy cao thủ cùng Lý Tử Nhiễm run rẩy sau lần nữa đổ xuống. Lý Tử Nhiễm chiến đấu chân chính lực còn không có hoàn toàn bày ra. Nói rõ đối thủ áp bách còn chưa đủ. Sử dụng giết thần võ khí thăng cấp bản. Richard lại ra lệnh cho người thả ra Hứa Chính Kiệt tác phẩm đắc ý, giết thần võ khí thăng cấp bản. Dùng cái này đến tiếp tục áp bách Lý Tử Nhiễm, để kích thích ra nàng thực lực mạnh hơn, đến bại lộ càng nhiều. Giết thần võ khí lần lượt khóa chặt Lý Tử Nhiễm, lần lượt oanh kích nàng. Chẳng qua Lý Tử Nhiễm trong thân thể bộc phát ra cường đại lực lượng vô hình, luôn luôn có thể đem giết thần võ khí ngăn trở. Nàng lực lượng cường đại có thể tại giết thần võ khí oanh kích đến thời điểm, đem nó xé rách. Thấy được chưa, giết thần võ khí đối loại cường giả cấp bậc này không có tác dụng. Richard nói. Richard tiên sinh, chúng ta còn tại nghiên cứu chế tạo giết thần võ khí cái thứ ba phiên bản. Rất nhanh liền có thể thành công. Bọn thủ hạ lau mồ hôi lạnh. Tiếp tục sử dụng những vũ khí khác, tiếp tục áp bách. Richard tỉnh táo chỉ huy. Đối Lý Tử Nhiễm lần lượt tiến hành cường độ cao áp bách. Thế nhưng là Lý Tử Nhiễm thật quá mạnh. Lần lượt vượt quá Richard dự kiến. Vô luận mạnh cỡ nào trở ngại, Lý Tử Nhiễm luôn luôn có thể nhẹ nhõm hóa giải. Chấm. Mạnh, Lý Tử Nhiễm quá mạnh đi. Chết ở trong tay nàng cường giả đã hơn ngàn. Đó cũng đều là chư thần phòng thí nghiệm cấp S cường giả A. Còn có nhiều như vậy cường lực vũ khí, đều ngăn không được nàng. Ta đi, nữ bản Diệp Quân Lâm. Quá mạnh, hai người này đều muốn nghịch thiên A. Chấm. Toàn thế giới nhìn thấy Lý Tử Nhiễm loại này sức chiến đấu, toàn bộ đều đang thán phục. Thậm chí muốn vượt qua trước đó Diệp Quân Lâm. Dù sao Lý Tử Nhiễm là đối cứng chư thần phòng thí nghiệm đệ nhất nhân. Đơn thương độc mã muốn diệt chư thần phòng thí nghiệm, còn có ai? Lý Tử Nhiễm hoành không xuất thế, để mọi người thấy một người bình thường có thể mạnh đến mức nào. Loại này sức chiến đấu, quả thực là như thần tồn tại. Richard mục đích đã đạt tới. Để toàn thế giới biết Lý Tử Nhiễm mạnh bao nhiêu. Dạng này chư thần phòng thí nghiệm lại đem Lý Tử Nhiễm giết,
toàn thế giới liền biết chư thần phòng thí nghiệm cường đại cỡ nào. Là thời điểm động thủ, Lý Tử Nhiễm phải chết. Richard đôi mắt bên trong lóe ra hàn mang. Phái ra SS. Richard một chút mệnh lệnh, bốn tên cường giả lập tức tiến lên. Bốn vị này đơn sách ra tới, đều không thể so hủy diệt giả yếu. Mặc dù hủy diệt giả là tạo thần kế hoạch duy nhất người thành công, nhưng kia là 30 năm trước. Cái này 30 năm bên trong, chư thần phòng thí nghiệm phát triển đã không biết nhiều loại tầng thứ nào. Cho nên hủy diệt giả tại chư thần trong phòng thí nghiệm cũng không phải là mạnh nhất, chỉ là một tấm bài thôi. Tứ đại cường giả đồng loạt ra tay. Quả nhiên lần này Lý Tử Nhiễm không nhẹ nhàng như vậy. Trước đó cường giả đụng phải Lý Tử Nhiễm gần như đều là bị miểu sát. Nhưng lần này tứ đại cao thủ nháy mắt khóa kín Lý Tử Nhiễm. Đôi bên bắt đầu đối oanh. Những người siêu năng này, kỳ thật tính chất cùng Lý Tử Nhiễm biến thành cường giả tính chất không sai biệt lắm. Đôi bên sử dụng lực lượng thủ đoạn đường tắt cũng rất tương tự. Chỉ là so với ai khác lực lượng càng mạnh, ai tốc độ nhanh phản ứng nhanh. Cho nên cái này tứ đại cao thủ, Lý Tử Nhiễm không có dễ dàng đối phó như vậy. Trong lúc nhất thời rất khó thoát khỏi, rất khó giết chết. Mà lại Lý Tử Nhiễm kinh nghiệm thực chiến không đủ. Đơn độc đối phó một người vẫn được. Bốn người cùng tiến lên, khuyết điểm của nàng để lộ ra. Chấm. Lần này Lý Tử Nhiễm một loạt khuyết điểm toàn bộ để lộ ra. Thứ nhất, kinh nghiệm không đủ. Thứ hai, thủ đoạn công kích cùng phòng ngự thủ đoạn vẫn là có hạn. Thứ ba, vẫn là không cách nào vận dụng mình toàn bộ lực lượng. Chấm. Khuyết điểm càng ngày càng nhiều. Chẳng qua Lý Tử Nhiễm chiến lực vẫn là siêu cấp mạnh. Cứ việc tứ đại cao thủ cuốn lấy Lý Tử Nhiễm, nhưng bọn hắn đều là nhận khác biệt trình độ tổn thương. Còn tiếp tục như vậy, bọn hắn cũng phải chết. Một câu, Lý Tử Nhiễm mặc dù có khuyết điểm, nhưng nàng mạnh a. Đánh lâu không xong, bị bốn người một mực cuốn lấy. Lý Tử Nhiễm gấp, chết, đều chết cho ta. Lý Tử Nhiễm giận dữ, khí thế kéo lên, thực lực cũng theo đó tăng cường. Lập tức đề cao đến một cái cấp độ khác. Chấm. Không đúng, cảm xúc là có thể ảnh hưởng một người sức chiến đấu. Nhưng nàng đều đến loại tình trạng này, cảm xúc lại còn có thể ảnh hưởng nàng như thế lớn. Không thể tưởng tượng nổi, đây là có chuyện gì, thực lực của nàng trực tiếp cùng cảm xúc móc nối rồi. Chấm. Richard thủ hạ thông qua dụng cụ kiểm tra đo lường đến Lý Tử Nhiễm thực lực nương theo lấy phẫn nộ kịch liệt dâng lên. Đang hiện ra ra một loại không có khả năng hiện tượng. Oanh! Lý Tử Nhiễm bạo lực đấm ra một quyền, một người trực tiếp không địch lại, bay tứ tung ra ngoài. Thân thể nổ tung một nửa, máu tươi bắn tung tóe. Oanh! Lại là một người bị một quyền đánh bay. Chấm! Lần này tứ đại cường giả đụng phải đáng sợ trọng thương. Bốn người đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Vừa mới bọn hắn còn có thể cuốn lấy Lý Tử Nhiễm. Vì sao đột nhiên lại biến thành dạng này? Giết! Lý Tử Nhiễm giống như tử thần hàng thế, tiếp tục thẳng hướng cách đó không xa Richard. Tứ đại cường giả vội vàng ngăn cản. Nhưng bây giờ Lý Tử Nhiễm căn bản cao hơn bọn hắn một cái cấp bậc. Bốn người lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Căn bản ngăn không được. Bên trên, ngăn lại nàng. Ngàn vạn không thể để cho nàng tới đây. Richard lần nữa hạ lệnh. Còn lại cấp SS cường giả toàn bộ đến ngăn cản Lý Tử Nhiễm. Richard mặt âm trầm. Lúc đầu hắn muốn dùng những cái này cấp SS cường giả đến giết chết Lý Tử Nhiễm đâu. Đều không cần nó lá bài tẩy của hắn cùng đại chiêu. Không nghĩ tới cái này cấp bậc cường giả vậy mà cản đều ngăn không được. Đem Lý Tử Nhiễm thực lực ước định lại đề thăng một cái cấp bậc, trực tiếp sử dụng thượng đế quyền trượng. Richard lập tức hạ lệnh. Minh bạch, thượng đế quyền trượng hệ thống khởi động. Dự tính một phút đồng hồ sau nhắm chuẩn phát xạ. Chấm. Richard lập tức liên hệ thượng đế quyền trượng hệ thống vũ khí căn cứ, chuẩn bị phát xạ đến giết Lý Tử Nhiễm. Thả ra máy móc chiến đội, yểm hộ chúng ta rút lui. Richard hạ lệnh sau. Tổng cộng 10 cái thân hình vượt qua 2 mét cỡ lớn người máy xuất hiện. Hóa thành 10 đạo vệt sáng xuất hiện tại Lý Tử Nhiễm trước mặt, đưa nàng bao bọc vây quanh. Còn lại cấp SS cao thủ tại người máy yểm hộ dưới, lập tức chạy khỏi nơi này. Mặc dù biết máy móc ngăn không được Lý Tử Nhiễm, nhưng mọi người muốn chính là đem Lý Tử kéo dài ở đây, để tại thượng đế quyền trượng phát xạ. Mọi người đều biết thượng đế quyền trượng khủng bố đến mức nào, cho nên Richard mang theo tất cả mọi người ngay lập tức thoát đi. Chỉ để lại Lý Tử Nhiễm cùng 10 cái người máy.
người máy sức chiến đấu mặc dù kinh người, có thể đối Lý Tử Nhiễm đến nói, quả thực không đáng giá được nhắc tới. Bọn chúng chỉ có thể làm được tạm thời kéo dài Lý Tử Nhiễm. Người máy thiết lập chương trình bên trong, có thể ngăn chặn Lý Tử Nhiễm 1 phút đồng hồ. Cái này đã đầy đủ. Richard bọn hắn đã chạy trốn tới khu vực an toàn. Thượng đế quyền trượng hệ thống vũ khí chuẩn bị hoàn tất, phát xạ đếm ngược. 3, 2, 1, chấm, ầm ầm. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến long trời lở đất tiếng oanh minh, so thiên lôi cuồn cuộn đều muốn đáng sợ. Tư thế kia muốn đem ngày này xé rách. Tại thâm thúy mênh mông vũ trụ chỗ sâu, đột nhiên một vệt sáng phóng tới, từ đó trên trời rơi xuống. Đạo ánh sáng này buộc phảng phất lão thiên trừng phạt, vỡ nát hết thảy, hủy thiên diệt địa. Chùm sáng đến từ nơi đó. Vệ tinh. Chư thần phòng thí nghiệm phát xạ vệ tinh bầy. Dùng vệ tinh bắn ra đến siêu cấp laser, tinh chuẩn hủy diệt đả kích. Chư thần phòng thí nghiệm danh xưng có được trên cái tinh cầu này cường đại nhất khoa học kỹ thuật, ở trong vũ trụ đã sớm bố cục. Vệ tinh, trạm không gian đây đều là ắt không thể thiếu. Mà bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu cấp vũ khí, thượng đế quyền trượng. Kỳ thật chính là vệ tinh phát xạ. Đáng sợ là thượng đế quyền trượng phạm vi công kích toàn thế giới. Bởi vì là vệ tinh từ trên cao phát xạ nguyên nhân, vệ tinh quần thể rộng, cho nên toàn thế giới mỗi một góc, thượng đế quyền trượng đều có thể bao trùm đến. Tăng thêm thượng đế quyền trượng vũ khí này hủy diệt tính quá mạnh. Cho nên một khi phóng thích phát xạ chính là diệt thế cấp bậc. Quản ngươi cái gì võ giả, siêu năng giả, một khi bị vũ khí này khóa chặt, tuyệt không sinh lộ. Chính là bởi vì thật đáng sợ, quá vượt mức quy định. Cho nên vũ khí này là chư thần phòng thí nghiệm át chủ bài. Bởi vậy không đến 1 phút hủy diệt trời chiến tổ chức. Trong chốc lát, đạo ánh sáng này buộc đã phóng tới, mục tiêu rõ ràng là Lý Tử Nhiễm chỗ khu vực. Chùm sáng còn chưa tới, nhưng cực nóng nhiệt độ cao, đem phiến thiên địa này nướng thành xích hồng sắc. Đáng sợ nhiệt độ cao thậm chí đem còn lại mấy cái người máy tại chỗ hòa tan hết. Phải biết chư thần phòng thí nghiệm sản xuất ra người máy đều là hàng không vũ trụ cấp tài liệu khác, nhịn nhiệt độ cao. Vẫn như trước ngăn không được chùm sáng phóng tới trước nhiệt độ cao, trực tiếp tại chỗ hòa tan hết. Cũng không thể không nói Lý Tử Nhiễm thể chất đã đạt tới nghịch thiên cấp bậc. Loại này chất liệu máy móc cũng làm trận hòa tan hết, nàng lại cùng người không việc gì giống như. Oanh! Chùm sáng sắp đến, đại địa bắt đầu rung động, phát ra ầm ầm động tĩnh. Nơi này chỗ sa mạc. Bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Oanh! Cuối cùng chùm sáng phóng tới, chuẩn xác không sai đánh phía Lý Tử Nhiễm. Nhìn như quá trình chậm chạp, trên thực tế chính là chuyện trong nháy mắt. Lý Tử Nhiễm đều không có cơ hội tránh né. Xuy! Làm tâm điểm, Lý Tử Nhiễm bị chùm sáng tinh chuẩn đả kích đến. Răng rắc! Phiến khu vực này bị mạnh mẽ oanh ra một cái chấn nhỏ lớn nhỏ hố sâu đến, mây hình nấm bay lên mà lên, che khuất bầu trời. Phiến khu vực này địa mạch xu thế toàn bộ bị phá hư. Liên quan đến phạm vi trọn vẹn vài trăm dặm. Giống như là có thiên ngoại lưu tinh nện xuống đồng dạng. Uy lực quả thực thật đáng sợ. Đây là thế nhân thực sự tiếp xúc đến thượng đế quyền trượng uy lực. Trước đó trời chiến tổ chức bị hủy diệt, mặc dù cũng dùng tới được đế quyền trượng vũ khí, nhưng mọi người cũng không thấy, không biết vũ khí này là cái gì hình thức. Lần này là thấy thật sự rõ ràng. Biết thượng đế quyền trượng là cái gì? Cái này quá khủng bố đáng sợ. Đủ để đưa đến chấn nhiếp thế nhân tác dụng. Nếu như là cái tiểu quốc gia, khả năng thượng đế quyền trượng vừa sử dụng cũng có thể diệt. Dù là thế lực lớn ở giữa khai chiến, thượng đế quyền trượng cũng là quyết định tính vũ khí. Nhưng chư thần phòng thí nghiệm bây giờ lại đem loại vũ khí này lấy ra đối phó một người. Một phương diện nói rõ người này cường đại. Một phương diện khác cũng nói chư thần phòng thí nghiệm cường đại. Lá bài tẩy của bọn hắn quá nhiều, thượng đế quyền trượng cũng không phải là duy nhất. Thượng đế quyền trượng đạo ánh sáng này buộc bắn xuống nháy mắt, Lý Tử Nhiễm tại chỗ biến mất. A, à, chúng ta thắng, Lý Tử Nhiễm hẳn phải chết. Phàm nhân thân thể thôi, có thể tiếp nhận thượng đế quyền trượng. Quả thực buồn cười. Chấm. Richard thủ hạ nhóm nhìn thấy Lý Tử Nhiễm biến mất, nhao nhao phát ra tiếng hoan hô tới. Bọn hắn đối thượng đế quyền trượng có như mê tự tin. Không ai có thể đối cứng thượng đế quyền trượng bất tử. Richard khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nếu như ban đầu ở chiến ưng quốc biên cảnh sớm một chút sử dụng, Diệp Quân Lâm đã sớm hẳn phải chết không nghi ngờ.
Chẳng qua Richard không hối hận không có sử dụng thượng đế quyền trượng. Nếu là sử dụng, đệ đệ của hắn nhưng là không còn mệnh. Hiện tại dùng cũng không muộn. Giết chết cường đại như vậy Lý Tử Nhiễm không lỗ. Chấm. Đại hạ các lớn trụ sở bí mật vỡ tổ. Cái này vũ khí gì? Các ngươi kiểm tra đo lường tới rồi sao? Cái này uy lực quá khủng bố đi. Hùng quốc cùng các đại quốc còn có các thế lực lớn đều ngay lập tức kiểm tra đo lường đến thượng đế quyền trượng vũ khí sử dụng. Kinh người uy lực hù đến tất cả mọi người. Cái gì? Lý Tử Nhiễm trực tiếp bị đánh không có rồi. Cái này sao có thể? Thiên sách phủ nhóm thế lực ngay lập tức tiếp vào tin tức. Lý Tử Nhiễm không có rồi. Phái đi ra thiên sách phủ cao thủ đều nhao nhao dừng bước lại. Lý Tử Nhiễm đều chết rồi, bọn hắn đi còn có ý nghĩa gì? Cái gì, chết rồi. Văn Lôi cùng Chu Nam Yên đều muốn điên. Ta không tin, không tận mắt thấy, ta không tin. Chấm. Mây hình nấm đằng không, hiện trường vẫn là khói đặc bao phủ hết thảy. Richard xuất bộ đi vào giữa sân. Hắn vẫn là một cái lý niệm, chết phải thấy xác. Không phải hắn không yên lòng. Tìm cho ta kiểm tra đo lường. Richard hạ lệnh tìm kiếm Lý Tử Nhiễm thi thể. Tích tích tích. Lúc này, máy kiểm tra phát ra cảnh báo âm thanh tới. Cảnh báo, thật mạnh năng lượng chấn động. Lý Tử Nhiễm còn chưa có chết, nàng còn sống. Nàng còn sống. Có người hoảng sợ nói. Lần này, tất cả mọi người cảnh giác lên, nhìn chòng chọc vào hố sâu. Oanh! Richard thủ hạ cưỡng ép đem khói đặc xua tan, lộ ra to lớn hố sâu bộ dáng. Hố sâu khoảng chừng hơn 100 mét, chỗ sâu nhất đoán chừng muốn mấy trăm mét. Thượng đế quyền trưởng vũ khí trùm sáng xuyên thấu năng lực quá mạnh. Thế nhưng là bọn hắn bỗng nhiên đều mắt trợn tròn. Bởi vì Lý Tử Nhiễm còn sống. Mặc dù nàng máu me khắp người, thân thể càng là có từng đạo vết thương. Nàng thụ cực nặng thương thế. Chẳng qua nàng mạnh mẽ gánh vác thượng đế quyền trượng không chết. Chẳng qua đạo ánh sáng này buộc xuyên thấu thân thể của nàng, trình độ lớn nhất phá hư thân thể của nàng kết cấu. Nếu không phải Lý Tử Nhiễm tại trận kia thí nghiệm sự cố bên trong thân thể đạt được cải tạo, đã siêu việt nhân thể cực hạn. Không phải tuyệt đối không có khả năng còn sống. Ở đây Richard bọn người kinh ngạc đến ngây người. Thật có người có thể đối cứng thượng đế quyền trượng bất tử. Vẫn là chúng ta đánh giá thấp nàng cường độ thân thể. Nói như vậy, thể chất của nàng sắp tiếp cận thuần năng lượng thể. Richard đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, đáng tiếc nàng vẫn là bị trọng thương. Nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Không sai, trong cơ thể nàng năng lượng ngay tại kịch liệt sói mòn. Nếu là trong cơ thể nàng năng lượng trôi đi hầu như không còn, nàng sẽ chết. Richard thủ hạ đã kiểm tra đo lường đến. Vậy thì tốt, chúng ta đưa nàng đoạn đường. Richard cười lạnh nói. Richard phung tay lên, lập tức bên người cường giả cùng nhau tiến lên. Các người cũng cùng tiến lên. Richard chỉ hai người, hai cái này thế nhưng là cấp SSS cường giả. Richard tại thời khắc cuối cùng phái đi lên. Hắn không nghĩ cho Lý Tử Nhiễm bất luận cái gì đường sống. Lý Tử Nhiễm nhìn thấy địch nhân công tới, nàng dáng chống đỡ lấy đứng dậy. Nhìn thấy Richard, nàng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nàng muốn báo thù. Nàng dù là chết, cũng phải giết chết Richard. Giết. Lý Tử Nhiễm lần nữa điên cuồng lên. Oanh. Oanh. Chấm. Nhưng cuối cùng Lý Tử Nhiễm vì gánh vác thượng đế quyền trượng, bị thương quá nặng đi. Nàng lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Căn bản tiếp cận không được Richard. Chấm. Oanh. Lại là một vòng loạn chiến. Lý Tử Nhiễm bị đánh bay ra ngoài, triệt để không đứng dậy được. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Quân Lâm ta đến bồi ngươi. Lý Tử Nhiễm đã cảm nhận được thân thể năng lượng cấp tốc sói mòn, nàng tốc độ khôi phục căn bản theo không kịp. Nàng hiện tại liền con mắt đều không mở ra được. Nàng hữu tâm, lại bất lực. Nàng không muốn chết, nàng còn treo niệm Quân Quân, mong nhớ người nhà. Nhưng nàng không có cách nào. Nàng đánh giá thấp Richard, nàng đánh giá thấp chư thần phòng thí nghiệm. Nàng thực lực còn không thể đầy đủ đối kháng quái vật khổng lồ này, vì Diệp Quân Lâm báo thù. Richard tiên sinh làm sao bây giờ? Giết nàng vẫn là đưa nàng bắt về. Bắt về, chúng ta có thể làm rất nhiều văn chương. Đưa nàng biến thành chúng ta người. Lý Thế Cơ lộ ra nụ cười âm hiểm. Nào biết Richard trực tiếp lắc đầu, không cần, trực tiếp giết. Nàng cùng Diệp Quân Lâm đồng dạng, không thể lưu, một khi giữ lại có quá khó lường số. Phản mà đối với chúng ta là uy hiếp.
Diệp Quân Lâm mang cho qua Richard quá nhiều thất bại. Để hắn hiểu được có ít người nhất định phải càng nhanh giết càng tốt. Căn bản cũng không có thể cho cơ hội. Richard quét Lý Tử Nhiễm liếc mắt, giết. Bên cạnh trên một người trước, cánh tay phải bên trên năng lượng hội tụ, một quyền này nhất định có thể gọi Lý Tử Nhiễm hài cốt không còn. Chỉ có nhìn thấy hài cốt không còn, Richard mới có thể yên tâm. Cùng Diệp Quân Lâm tại địa ngục gặp mặt đi. Siêu năng giả cánh tay phải bên trên năng lượng hội tụ, gần như đều trong suốt. Hắn mạnh mẽ một quyền đánh xuống. Oanh! Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bỗng nhiên nơi xa một đạo khí kình phóng tới. Xuy! Cái này đạo kình khí trực tiếp đem người siêu năng này năng lượng hội tụ cánh tay phải xé rách. A! À, cái này người hét thảm một tiếng, cánh tay phải trực tiếp rơi xuống. Không tốt có người! Richard cùng với thủ hạ cảnh giác, lớn tiếng la lên. Giết nàng, tranh thủ thời gian giết nàng. Richard lo sự tình khó lường, lập tức hô. Đám người nhao nhao hướng Lý Tử Nhiễm ra tay. Phốc, 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 chấm. Nhưng phàm là tiếp cận Lý Tử Nhiễm cao thủ, hoặc là cánh tay nổ tung, hoặc là chân nổ tung, thảm một điểm trực tiếp đầu nổ tung. Căn bản không có người có thể tiếp cận đến khoảng cách Lý Tử Nhiễm 1 mét phạm vi. Nơi này phảng phất là cấm khu. Lý Tử Nhiễm bị động tĩnh này kinh đến. Nàng cố gắng mở to mắt, hướng bốn phía nhìn xem. Richard cùng thủ hạ cũng tại bốn phía nhìn xem. Nhưng căn bản không ai. Cái này kỳ quái. Chẳng lẽ là đại hạ thiên sách phủ cao thủ? Đây là Richard phản ứng đầu tiên. Thế nhưng là hắn đối thiên sách phủ đã làm tốt sách lược ứng đối A. Dù sao Hùng Quốc khoảng cách đại hạ quá gần quá gần. Nếu như thiên sách phủ hoặc là đại hạ cao thủ muốn hành động, sẽ rất nhanh đạt tới. Richard cẩn thận như vậy người, như thế nào coi nhẹ điểm này? Hành động trước đó hắn đã sớm liên hệ Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần đã sớm đáp ứng, nhìn chằm chằm thiên sách phủ cùng đại hạ cái khác cao thủ. Vừa có gió thổi cỏ lay, liền sẽ lập tức thông báo. Trước đó không lâu, Hỏa Vân Tà Thần đen mặt trời còn truyền đến tin tức, xác thực nói ra thiên sách phủ chi viện cao thủ cùng văn lôi bọn hắn khoảng cách. Trong thời gian ngắn là không cách nào đạt tới. Như vậy sẽ là ai? Trước hết giết Lý Tử Nhiễm. Richard biết có người tới cứu, như vậy tuyệt không để Lý Tử Nhiễm còn sống. Mấy vị cấp SS cao thủ nhao nhao thẳng hướng Lý Tử Nhiễm. Oanh! Oanh! Chấm! Chỉ là bọn hắn gặp phải trước nay chưa từng có oanh kích. Cứ việc không chết, nhưng thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Bọn hắn mặc dù khoảng cách Lý Tử Nhiễm rất gần, nhưng hết lần này tới lần khác cái này 1 mét khoảng cách lại như là hồng câu lạch trời, căn bản không thể vượt qua. Chẳng qua mấy người kia ra tay, cũng đem người tới hấp dẫn ra tới. Cách đó không xa, to lớn chư thần phòng thí nghiệm phi hành khí đỉnh chóp, đứng thẳng một thân ảnh cao lớn. Tựa như nhìn xuống thương sinh ma thần. Vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền mang cho chư thần phòng thí nghiệm trước nay chưa từng có uy hiếp. Liền Richard đều cảm nhận được hô hấp dồn dập. Thậm chí muốn ngạt thở. Những người khác càng là như vậy, kia là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Ngươi là ai? Richard hô lớn. Lá, Quân, Lâm. Người tên, cây có bóng. Làm ba chữ này xuất hiện, tựa như sấm sét giữa trời quang rơi xuống. Rầm rầm rầm. Đem tất cả mọi người oanh hồn bất phụ thể, thân thể đều muốn nổ tung. Diệp Quân Lâm. Một cái quen thuộc mà kinh khủng danh tự. Trước đó bị chư thần phòng thí nghiệm liệt vào số 1 uy hiếp tồn tại. Loại thời khắc mấu chốt này nhấc lên, tất cả mọi người tinh thần muốn sụp đổ. Richard không biết chuyện gì xảy ra, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, kém chút bài tiết không kiềm chế. Cả người đầu óc trống rỗng, hoàn toàn đều là vô ý thức phản ứng. Những người khác cũng trên cơ bản không sai biệt lắm. Lý Tử Nhiễm nghe được ba chữ này về sau, toàn thân run lên. Lúc đầu thoi thóp nàng phảng phất một lần nữa thu hoạch được lực lượng. Chấm. Xảy ra bất ngờ ba chữ tạo thành to lớn khủng hoảng. Phương diện tinh thần đả kích không thua gì thượng đế quyền trượng cái chủng loại kia uy lực. Thế nhưng là, không thể a. Diệp Quân Lâm chết rồi. Cơ hồ là toàn thế giới nhìn xem hắn bị hòa tan thi thể. Richard cẩn thận như vậy người nhiều lần xác định, huống hồ liền vợ hắn đều chạy tới báo thù. Hắn làm sao có thể còn sống? Richard đột nhiên cười, ngươi nói ngươi là Diệp Quân Lâm. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, lại có người ngu xuẩn đến giả mạo Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm mình, kia là căn bản không có khả năng a.
sợ là đối phương nghĩ giả mạo Diệp Quân Lâm, lấy danh nghĩa của hắn đến đưa đến kinh hãi tác dụng. Không thể không thừa nhận, vừa rồi một nháy mắt, hoàn toàn chính xác đưa đến hiệu quả. Tất cả mọi người bị trấn trụ, bao quát chính hắn. Chẳng qua muốn dùng một cái chết đi người danh hiệu hoàn toàn hù đến mình, làm sao có thể? Đương nhiên, chỗ cao người kia trả lời. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới sẽ có người giả mạo Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm hài cốt không còn, chết không thể chết lại. Bằng hữu người mánh khóe bị ta nhìn thấu, người không phải Diệp Quân Lâm. Richard cười lớn. Người kia cười cười, ai nói ta chết rồi? Ta cái này không sống được thật tốt sao? Ừm. Lời này mới ra, ngược lại để đầu não thanh tỉnh Richard sững sờ. Hắn bắt đầu tự hỏi. Có hay không một loại khả năng, Diệp Quân Lâm còn sống? Giờ khắc này, hắn đại não cấp tốc vận chuyển, nên nghĩ hắn đều đã nghĩ tới. Lấy hắn nhận biết, bao quát cầm chư thần phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật cùng bí mật góc độ đến xem, Diệp Quân Lâm tuyệt không có khả năng còn sống. Trừ phi hắn là siêu thoát ra nhân loại. Nhưng không có khả năng. Những người khác cũng đều đang hoài nghi, Diệp Quân Lâm có phải là còn sống. Chẳng qua cẩn thận suy nghĩ một chút, Diệp Quân Lâm không thể sống. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi không phải đại hạ người, ngươi có phải hay không gần đây cùng ta đối nghịch người? Richard hỏi. Ngươi đoán xem đâu? Người kia cười lạnh nói. Ta cảm thấy là, hôm nay gặp, ngươi đừng nghĩ rời đi. Richard một mặt phẫn nộ. Gặp lại. Thế nhưng là phi hành khí đỉnh chóp người kia, phất phất tay bái bai. Nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ừm, đi rồi. Không tốt, Lý Tử Nhiễm. Richard hoảng sợ nói. Richard một nhắc nhở, mọi người nhao nhao hướng về sau mặt nhìn lại. Nơi nào còn có Lý Tử Nhiễm cái bóng? Sớm không gặp. Vừa mới người thần bí đột nhiên xuất hiện, còn nói ra Diệp Quân Lâm danh tự, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Khoảng thời gian này, nơi nào còn có người sẽ đi quản Lý Tử Nhiễm? Đối phương lại là đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí không chỉ một, lặng yên không một tiếng động mang đi Lý Tử Nhiễm rất bình thường. Ta, Richard tức giận đến đều nghĩ bạo nói tục. Lật thuyền trong mương. Đối phương đây là Dương Đông Kích Tây A. Đáng tiếc hắn lực chú ý tất cả Diệp Quân Lâm ba chữ bên trên, hoàn toàn quên. Nói rõ đối phương sách Diệp Quân Lâm ba chữ là hữu dụng. Một bên khác. Hùng quốc hoang mạc bên trong. Lý Tử Nhiễm bị cứu ra. Không sai. Không chỉ có chỉ một người, còn có những người khác. Rất nhanh bọn hắn cùng lúc trước người kia tụ hợp. Nhìn thấy cái này người, Lý Tử Nhiễm mặt mũi tràn đầy kích động. Quân Lâm, ngươi còn sống, ngươi còn sống à? Ta không phải Diệp Quân Lâm. À, cảm xúc kích động Lý Tử Nhiễm sững sờ, không thể tin nhìn trước mắt người. Không phải Diệp Quân Lâm sao? Vậy ngươi vừa rồi nói mình là Diệp Quân Lâm? Không, ta không tin, ngươi chính là Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm thần sắc kích động. Bởi vì người này cùng Diệp Quân Lâm thân hình không sai biệt lắm, vừa rồi thanh tuyến đây đều là đồng dạng. Nam tử thấy thế, giật xuống mặt nạ, lộ ra chân thực khuôn mặt tới. Một tấm xa lạ khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Lý Tử Nhiễm ngẩn người. Đây là ai? Ngươi là ai? Lý Tử Nhiễm lập tức hỏi. Cả người cảnh giác lên. Xem ở Diệp Quân Lâm trên mặt mũi, cứu ngươi người, theo chúng ta đi đi. Cái này người trực tiếp không cho Lý Tử Nhiễm bất luận cái gì cơ hội phản kháng, đưa nàng mang đi. Nếu như Diệp Quân Lâm hoặc là bảy đại tà thần tại nơi này, liền sẽ phát hiện cái này người vậy mà là minh tà thần. Cũng ngay tại lúc này Thánh Kinh tổ chức 18 lớn hắc ám thiên sứ một trong. Nguyên lai cứu Lý Tử Nhiễm chính là Thánh Kinh tổ chức. Đây là hắc ám thượng đế hạ nhiệm vụ. 18 lớn hắc ám thiên sứ đến 6 vị. Phải tất yếu đem Lý Tử Nhiễm cứu. Đoán chừng chẳng ai ngờ rằng bọn hắn sẽ ra ngoài nhúng tay. Diệp Quân Lâm càng là không nghĩ tới. Nghe được Lý Tử Nhiễm gặp nạn, hắn lập tức hỏa tốc chạy đến. Nhưng hắn nửa đường lại bị người ngăn lại. Trọn vẹn 4 tên đỉnh tiêm cao thủ. Cường đại đến bạo tạc. Là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhưng ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra. 4 người này tự nhiên là còn lại tứ đại hắc ám thiên sứ. 4 người bọn họ phụ trách chặn đứng Diệp Quân Lâm, Minh Tà Thần cùng còn lại một người phụ trách cứu Lý Tử Nhiễm. Có thể thấy được ngăn lại Diệp Quân Lâm so giải cứu Lý Tử Nhiễm độ khó còn muốn lớn. Đang lúc Diệp Quân Lâm muốn mạnh mẽ mở ra 4 người chặn đường thời điểm,
bọn hắn vậy mà rút lui. Diệp Quân Lâm không nghĩ nhiều, lập tức đuổi tới mục đích. Giờ phút này, Richard bọn hắn đang điên cuồng tìm kiếm lấy. Lý Tử Nhiễm được cứu đi rồi. Nhìn đến đây, Diệp Quân Lâm một mặt mộng. Vừa mới hắn coi là những người kia là chư thần phòng thí nghiệm, hiện tại xem ra không phải. Phe thứ ba nhúng tay. Nguyên lai vừa rồi bốn người kia ngăn lại mình, thuận tiện những người khác đem Lý Tử Nhiễm cứu đi. Bọn hắn không nghĩ mình cứu Lý Tử Nhiễm, mà là chính bọn hắn cứu đi. Mấu chốt đám người này còn biết mình còn sống. Là ai? Đến cùng là ai? Bọn hắn muốn làm gì? Nghĩ kỹ cực sợ. Diệp Quân Lâm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Hắn lập tức liên tưởng đến trước đó tại Kim Cảng Đảo, mình kém chút tại Lý Tử Nhiễm trước mặt bại lộ lúc, có người xuất thủ cứu giúp. Nhóm người kia tuyệt đối là biết mình còn sống. Chẳng qua khi đó Diệp Quân Lâm phán đọc bọn hắn không có ác ý, là muốn cho chính hắn tiếp tục bảo trì thân phận thần bí, tiếp tục tiến hành hắn kế hoạch của mình. Về sau một đoạn thời gian không có nhận bất kỳ quấy nhiễu nào cùng trở ngại, càng là chứng minh điểm này. Nhưng hôm nay xuất hiện nhóm người này, rõ ràng cũng là biết mình thân phận. Lại ngăn cản mình, bọn hắn cứu đi Lý Tử Nhiễm. Không biết dụng ý vì sao. Mà lại nhóm người này nhưng cũng không có bộc lộ ra mình còn sống sự tình. Là địch hay bạn trước mắt còn không biết. Chẳng qua Diệp Quân Lâm có thể trên cơ bản đánh giá ra đây là hai nhóm người. Cứu đi Lý Tử Nhiễm lại là mặt khác một nhóm người. Bọn hắn mục đích thực sự là cái gì? Richard bọn hắn tìm nửa ngày, căn bản không có Lý Tử Nhiễm tung tích. Chẳng qua mục đích của bọn hắn phần lớn đạt tới. Hoàn toàn chính xác biểu hiện ra chư thần phòng thí nghiệm cường đại. Thượng đế quyền trưởng vũ khí này không người nào dám dây vào. Lý Tử Nhiễm cấp bậc này đều bị đánh thành dạng này. Nếu không phải là người cứu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua là ai cứu đi Lý Tử Nhiễm. Richard kết luận kia tuyệt đối không phải Diệp Quân Lâm. Lần này hắn thật đúng là đoán trước đúng rồi. Toàn thế giới đều đang nghi ngờ là ai ra tay rồi. Chẳng lẽ thế lực thần bí? Bọn hắn lộ diện rồi. Đại Hạ Thiên Sách Phủ cũng rất nghi hoặc, đến cùng là ai? Diệp Quân Lâm cũng biết sự tình từ đầu đến cuối. Giả mạo hắn cứu người. Lão đại, chúng ta một phương diện tích cực tìm kiếm, một phương diện ta muốn bọn hắn sẽ tìm tới ngài. Bắt đi chị dâu, bọn hắn khẳng định có mục đích. Chu Tước bọn người phân tích. Diệp Quân Lâm nghĩ nghĩ, khả năng rất lớn chính là như vậy. Đối phương biết mình còn sống, còn làm như vậy. Đó chính là có mục đích. Bọn hắn rất có thể sẽ tìm tới chính mình. Sẽ là ai chứ? Diệp Quân Lâm tạm thời nghĩ không ra. Hắn không cách nào tưởng tượng vậy mà có người biết hắn còn sống. Còn không chỉ một đám. Thật đáng sợ. Vì sao không tuôn ra mình còn sống tin tức? Rất bất cần nghĩa bên trên, có thể là mình tại trong mắt những người này rất yếu, thậm chí như là con kiến hôi. Đương nhiên cũng có khả năng mình có giá trị lợi dụng, ví dụ như đối phó chư thần phòng thí nghiệm. Chấm. Một bên khác, Lý Tử Nhiễm chậm rãi mở to mắt. Nàng kinh ngạc phát hiện thương thế đã khá nhiều, toàn thân cũng tràn ngập khí lực. Nàng sống sót. Chẳng qua người cứu nàng đến cùng là ai. Xem ở trượng phu trên mặt mũi. Lý Tử Nhiễm mở to mắt, phát hiện mình ở vào trong căn phòng mờ tối. Gian phòng hết thảy đều lộ ra quỷ dị, nhất là trên vách tường bích họa cùng một chút dấu hiệu chữ viết, đều xem không hiểu. Mà lại phi thường khủng bố làm người ta sợ hãi. Người tỉnh rồi. Một đạo uy nghiêm băng lãnh thanh âm truyền đến. Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Lý Tử Nhiễm bắt đầu khẩn trương lên. Nàng vậy mà phán đọc không ra từ nơi đó phát ra tới thanh âm. Không cần khẩn trương, là ta phái người cứu ngươi. Ta và ngươi trượng phu xem như quen biết, hắn khi còn sống, ta còn đã từng mời hắn gia nhập tổ chức của ta, bị hắn cự tuyệt. Thanh âm này không phải người khác, chính là Thánh Kinh tổ chức Hắc Ám Thượng Đế. Chẳng qua hắn cũng không có báo cho Lý Tử Nhiễm Diệp Quân Lâm còn sống. Nghe đến đó, Lý Tử Nhiễm khẩn trương thần kinh thả lỏng không ít. Chẳng qua nàng vẫn là một mặt cảnh giác, các ngươi cứu ta, không đơn thuần là xem ở trượng phu ta trên mặt mũi a. Khẳng định còn có những lý do khác. Không sai, trước tiên ta hỏi ngươi, kiến thức đến chư thần phòng thí nghiệm cường đại đi. Ừm, Lý Tử Nhiễm gật gật đầu. Nhưng cái này kỳ thật chỉ là một góc của băng sơn. Chư thần phòng thí nghiệm cường đại ngươi không cách nào tưởng tượng. Đừng nói ngươi diệt đi toàn bộ chư thần phòng thí nghiệm, ngươi chính là giết Richard cũng không thể.
vô cùng khó khăn. Nghe đến đó, Lý Tử Nhiễm một mặt sa sút tinh thần. Trước đó nàng cảm thấy mình thực lực cường đại, lại bế quan một đoạn thời gian, coi là có thể báo thù. Kết quả mạng nhỏ mình kém chút dựng vào. Lý Tử Nhiễm nắm thật chặt nắm đấm, cái này thù còn có thể báo sao? Đối phương quá cường đại. Cường đại đến để người tuyệt vọng. Nàng liền Richard át chủ bài đều không có nhô ra đến, chớ nói chi là chư thần phòng thí nghiệm. Bất lực. Đối mặt chư thần phòng thí nghiệm nàng có loại thật sâu cảm giác bất lực. Biết rất rõ ràng cửu nhân là ai, lại không biện pháp đi báo thù. Loại cảm giác này muốn để Lý Tử Nhiễm phát điên. Đang lúc nàng tuyệt vọng lúc, bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm, ta hỏi ngươi một câu, ngươi còn muốn cho ngươi trưởng phu báo thù sao? Nghĩ. Lý Tử Nhiễm chém đinh chặt sắt. Ngươi sợ chư thần phòng thí nghiệm sao? Thanh âm vang lên, Lý Tử Nhiễm do dự một chút, nhưng vẫn là hô, vì cho quân lâm báo thù, ta liền chết còn không sợ. Tốt, mặc dù ngươi rất cường đại, có thể đối bên trên Richard, đối đầu chư thần phòng thí nghiệm vẫn là quá nhỏ bé. Ta quan sát qua ngươi, tiềm lực của ngươi cũng liền nhiều nhất khai phát bảy thành. Mà lại thiên sách phủ chỉ đạo tu luyện của ngươi phương pháp quá cứng nhắc. Căn bản là không có cách thúc ra ngươi chiến đấu chân chính lực, ngươi lực lượng tăng lên chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ tâm tình của ngươi. Khống chế ngươi rất dễ dàng, tìm một vị thuật pháp đại sư hoặc là vu sư, trái phải tâm tình của ngươi, lực chiến đấu của ngươi sẽ giảm bớt đi nhiều. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Chấm. Nghe đến đó, Lý Tử Nhiễm mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đối phương rõ ràng như vậy mình, hắn muốn làm gì? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Vậy ta lộ ra thân phận đi. Nơi này là thánh kinh tổ chức, ta là người cầm lái, bọn hắn gọi ta Hắc Ám Thượng Đế. Chúc mừng ngươi, Lý Tử Nhiễm, thông qua khảo nghiệm của ta, ngươi có gia nhập thánh kinh tổ chức tư cách. Gia nhập chúng ta, không vì cái gì khác, ngươi sẽ kích phát ra ngươi tất cả tiềm lực, ngươi có thể thay Diệp Quân Lâm báo thù. Hắc Ám Thượng Đế mỗi câu lời nói đều tại đâm trúng Lý Tử Nhiễm trái tim. Lý Tử Nhiễm thân thể rung động. Phảng phất ở sâu trong nội tâm một ít nhân tố bị dẫn ra. Nàng nắm đấm bóp càng chặt. Ta không thể cam đoan khác, ta sẽ chỉ cam đoan để ngươi cường đại, đủ cường đại đến có thể khiêu chiến chư thần phòng thí nghiệm. Để ngươi có thể tự tay giết chết Richard, tự tay đem chư thần phòng thí nghiệm người từng cái giết chết, vì ngươi trưởng phu báo thù. Chẳng qua Lý Tử Nhiễm vẫn là có nghi vấn, nàng vẫn là hoàn toàn không thể tin tưởng người trước mắt. Đối phương làm như thế, khẳng định có lý do. Hắc Ám Thượng Đế nhìn ra nghi ngờ của nàng, cười nói, thứ nhất, ta nhìn chúng thiên phú của ngươi, cần ngươi gia nhập thánh kinh tổ chức, thành vì đệ tử của ta. Thứ hai, chư thần phòng thí nghiệm là địch không phải bạn, ta cũng muốn lật đổ nó. Chẳng qua ngươi không đáp ứng cũng không quan hệ, ta hiện tại liền có thể phái người đưa ngươi rời đi, chẳng qua sinh thời ngươi báo thù sẽ vô cùng khó khăn. Ngươi có thể rời đi, nhưng ngươi suy nghĩ kỹ càng về sau. Cũng có thể tùy thời trở về, ta thánh kinh tổ chức đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Chấm. Lý Tử Nhiễm do dự. Đối phương lại còn sẽ để cho nàng rời đi. Chẳng qua nàng rời đi về sau, nghĩ lại tìm Richard cùng chư thần phòng thí nghiệm báo thù, hy vọng cơ hồ là số 0. Lần này nàng sâu sắc cảm nhận được đối phương cường đại. Rời đi, cơ hội báo thù liền không có. Lưu lại, rất có hy vọng. Dù sao thánh kinh tổ chức có thể nhẹ nhàng như vậy đưa nàng cứu đi, nói rõ rất cường đại. Mặc kệ thánh kinh tổ chức mời chào mình là cái gì mục đích, nhưng chỉ cần để cho mình cường đại, có thể vì Diệp Quân Lâm báo thù là được. Suy tư một lát, Lý Tử Nhiễm la lớn, ta nguyện ý gia nhập các ngươi. Tốt, rất tốt. Tiếp xuống, phải đi qua nghi thức, trải qua tẩy lễ về sau, ngươi khả năng thực sự trở thành thánh kinh tổ chức một viên. Chấm. Lý Tử Nhiễm chính thức gia nhập thánh kinh tổ chức. Liên minh tà thần những người này cũng không biết Hắc Ám Thượng Đế mục đích là cái gì. Lúc đầu bọn hắn coi là đem Lý Tử Nhiễm mang đến, là vì bức bách Diệp Quân Lâm gia nhập thánh kinh tổ chức. Thật không nghĩ đến Hắc Ám Thượng Đế sách đều không có sách, ngược lại để Lý Tử Nhiễm gia nhập thánh kinh tổ chức. Mấu chốt nhất chính là Hắc Ám Thượng Đế tự mình bồi dưỡng Lý Tử Nhiễm. Từ khi thánh kinh tổ chức thành lập tới nay, Hắc Ám Thượng Đế tự mình bồi dưỡng qua một người mà thôi. Lý Tử Nhiễm vừa gia nhập, liền đạt được bực này vinh hạnh đặc biệt. Minh tà thần bọn hắn không nghĩ ra. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ bị Hắc Ám Thượng Đế bồi dưỡng, dù là chỉ đạo một lần cũng tốt. Nhưng Lý Tử Nhiễm chẳng những bị bồi dưỡng,
nhìn điệu bộ này, rất có thể trở thành tương lai thánh kinh tổ chức người cầm lái. Đây là mấu chốt nhất, cũng là kinh khủng nhất. Nhưng bọn hắn không dám chất vấn. Thánh kinh trong tổ chức, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nghi ngờ Hắc Ám Thượng Đế quyết định. Chấm. Một bên khác, Diệp Quân Lâm đã phái người ra ngoài, tận khả năng đi thăm dò Lý Tử Nhiễm ở nơi nào. Chẳng qua hắn bên này nhân thủ có hạn. Mà lại Thanh Long bọn hắn cũng không thể bại lộ quá nhiều. Là, Chu Tước bọn hắn giảng không sai. Đối phương biết mình còn sống, còn cứu đi Lý Tử Nhiễm, đại khái suất sẽ tìm đến mình. Nhưng vạn nhất không tìm đến đâu. Đối phương không nghĩ tới nhắm vào mình, liền nghĩ tại Lý Tử Nhiễm trên thân làm văn chương đâu. Diệp Quân Lâm rất bực bội. Như vậy đi, Richard hiện tại cũng khẳng định đang tìm Tử Nhiễm ở nơi nào. Chu Tước người phái người nhìn chằm chằm động tĩnh của bọn họ. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Minh Bạch, chúng ta nhìn chằm chằm vào đâu? Bọn hắn vừa có tin tức, chúng ta sẽ lập tức biết. Chấm. Richard bên này cũng rất buồn rầu. Hắn giận tím mặt, phế vật, một đám phế vật. Lần này bọn hắn đều bại lộ hành tung, các ngươi làm sao còn một điểm manh mối đều không có tra được. Muốn các ngươi có làm được cái gì? Lý Tử Nhiễm bị mang đi về sau, Richard phái ra tất cả người đi tìm. Kết quả không thu hoạch được gì. Đối phương không xuất hiện, tra không được. Đối phương xuất hiện ngay dưới mắt, vẫn là tra không được. Richard tiên sinh, Hỏa Vân Tà Thần tìm ngài, nói hắn có manh mối. Nhanh nhanh nhanh, kết nối. Richard nóng nảy hô. Hai người kết nối về sau, bên kia truyền đến Hỏa Vân Tà Thần thanh âm. Richard tiên sinh, người kia có phải là tự xưng Diệp Quân Lâm? Richard lập tức trả lời, đúng vậy a, nhưng làm sao có thể là Diệp Quân Lâm, Diệp Quân Lâm chết. Hỏa Vân Tà Thần hồi phục, Diệp Quân Lâm không có khả năng còn sống. Chẳng qua người kia sử dụng công pháp những này là không phải cùng Diệp Quân Lâm đồng dạng. Hỏa Vân Tà Thần vấn đề này để Richard sững sờ. Richard bắt đầu cùng thủ hạ hồi tưởng lúc ấy người kia xuất thủ tràng cảnh. Không thể không nói, chư thần phòng thí nghiệm vẫn là có được rất nhiều công nghệ cao. Trước đó tuyệt không nhìn thấy Minh Tà Thần như thế nào xuất thủ, nhưng về sau vẫn là hoàn nguyên. Bao quát Minh Tà Thần giấu ở nơi nào, như thế nào ra tay, như thế nào xuất hiện. Đều nhất nhất hoàn nguyên ra tới. Giống như thật cùng Diệp Quân Lâm có điểm giống. Mọi người kinh ngạc phát hiện đối phương không chỉ nói mình là Diệp Quân Lâm, mấu chốt cử chỉ này động tác cũng là Diệp Quân Lâm a. Phát cho Hỏa Vân Tà Thần. Richard hạ lệnh. Hỏa Vân Tà Thần sau khi xem xong, nói ra, rất giống. Chẳng qua đây không phải Diệp Quân Lâm, mà là bắt trước hắn. Thân phận ta có chút hoài nghi, nhưng ta còn phải tra một chút. Cho ngươi thêm tin tức xác thật. Minh Tà Thần đã từng làm tiếp cận nhất Hỏa Vân Tà Thần người, hắn am hiểu sâu Hỏa Vân Tà Thần công pháp. Cho nên hắn cũng có thể bắt trước Diệp Quân Lâm. Còn có thể bắt trước đến gần như giống nhau như đúc. Hiện tại Hỏa Vân Tà Thần hoài nghi chính là Minh Tà Thần tới cứu người. Chẳng qua không có chứng cứ xác thực, hắn không dám một mực chắc chắn. Xem ra ngươi đã có nắm chắc, trước mắt mấy thành. Richard cũng là người thông minh, nơi nào đọc không hiểu Hỏa Vân Tà Thần tâm tư. Năm thành đi, ta sẽ mau chóng cho ngươi xác thực trả lời chắc chắn. Chấm. Cúp máy trò chuyện về sau, Richard lộ ra ý cười. Hỏa Vân Tà Thần có thể cho hắn cái này trả lời chắc chắn, trên cơ bản chính là xong rồi. Bọn hắn hiện tại nhận định cứu đi Lý Tử Nhiễm chính là thế lực thần bí. Ngẫm lại rất nhanh muốn đem thế lực thần bí nhổ tận gốc, Richard bọn người ức chế không nổi hưng phấn. Đi thôi, rất nhanh thế lực thần bí nổi lên mặt nước. Chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị. Richard cần đề cao mình thực lực. Hắn nhắm chuẩn chính là thuần năng lượng thể. Chỉ cần thuần năng lượng thể hiện thế, hắn đem ngạo nghễ toàn thế giới. Ngày mai sẽ là Lý Triệu hai nhà thí nghiệm, ta muốn đích thân nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Richard trên mặt tất cả đều là chờ mong. Mặc dù cho đến nay không có một cái thuần năng lượng thể có thể đạt tới Hứa Chính Kiệt cấp bậc kia. Dù sao Hứa Chính Kiệt mới là thủy tổ, mà lại phòng thí nghiệm va chạm siêu năng lạp tử cũng không giống. Hứa Chính Kiệt là phát hiện tự nhiên, mà bọn hắn là nhân tạo. Các phương diện đều là giảm bớt đi nhiều. Chẳng qua cho dù là thấp phối bản thuần năng lượng thể, cũng là vô địch. Huống chi Richard là tại đại lượng sinh sản. Trước mắt hắn đã có được 24 thuần năng lượng thể. Tăng thêm Lý Triệu hai nhà nếu là thành công, phải vượt qua 30.
hắn tin tưởng về sau sẽ càng nhiều. Chẳng qua loại này siêu năng lạp tử chế tạo cũng là siêu cấp phiền phức. Hao phí rất nhiều tài nguyên. Một bên khác, Diệp Quân Lâm đã tận khả năng đi tìm Lý Tử Nhiễm ở nơi nào. Chẳng qua hắn có thể xác định Lý Tử Nhiễm khẳng định không có việc gì. Dù sao đều là có giá trị ở. Hắn bắt đầu để Chu Tước bọn người nghiên cứu thượng đế quyền trượng vũ khí. Dù sao chư thần phòng thí nghiệm lần này đem vũ khí này để lộ ra, về sau chỉ có thể làm thành chính diện vũ khí sát thương, mà không phải vũ khí bí mật. Cho nên mọi người muốn nghiên cứu triệt để. Có thể hủy tận lực hủy đi. Hủy không được, liền nghĩ biện pháp như thế nào phòng bị vũ khí này công kích. Diệp Quân Lâm một cái xếp bằng ở nơi nào, vẫn là hồi ức phân tích ngăn cản hắn tứ đại cao thủ chiêu thức. Ý đồ từ trong bốn người tìm tới một chút manh mối. Giống như có chút đầu mối. Diệp Quân Lâm nghĩ đến thứ gì? Không tốt, xảy ra chuyện, lão đại xảy ra chuyện. Lúc này, có người cuống quýt tiến đến. Vừa vặn đem Diệp Quân Lâm suy nghĩ toàn bộ xáo trộn. Kia một điểm bắt được suy nghĩ toàn không có. Chuyện gì? Diệp Quân Lâm sắc mặt không vui hỏi. Lão đại, chúng ta ẩn nấp đá mặt trời hẳn là bị phát hiện. Cái gì? Diệp Quân Lâm sắc mặt biến. Phía trước mấy đám đá mặt trời đều bị Diệp Quân Lâm cho cướp đi, bất quá thời gian gấp tuyệt không vận chuyển về quá địa phương xa. Mà lại thái độ khác thường vận chuyển về cùng chiến ưng quốc cùng chư thần phòng thí nghiệm giao hảo tinh quốc. Tinh quốc trên cơ bản liền xem như chư thần phòng thí nghiệm địa bàn. Tăng thêm tinh quốc khoảng cách lại gần, cho nên Diệp Quân Lâm cướp đi đá mặt trời sau toàn bộ dấu ở tinh quốc. Chuyện xảy ra về sau, chư thần phòng thí nghiệm tìm lần, nhưng tinh quốc trên cơ bản không có để ý tới. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, đây là địa bàn của mình. Đây chính là dưới đĩa đèn thì tối. Diệp Quân Lâm biết cái này chiêu tạm thời có thể sử dụng, nhưng một lúc sau, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp vận đến địa phương khác. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại lộ. Chủ yếu là Tam Hưng tập đoàn một cái phòng thí nghiệm làm thí nghiệm bạo tạc, vừa vặn lan đến gần chúng ta giấu đá mặt trời địa phương. Bọn hắn phái người đến tra, hẳn là bại lộ. Diệp Quân Lâm lập tức đứng dậy, chuyển di, tranh thủ thời gian chuyển di, thực sự không được liền hủy. Chấm. Một bên khác, Richard ngay tại xem xét Lý Văn Hải thân thể của bọn hắn tình trạng. Lúc này, Lý Thế Cơ nhanh chóng chạy tới, Richard tiên sinh kinh hỉ lớn. Phía trước bị cướp đi đá mặt trời phát hiện. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Richard kích động kém chút nhảy dựng lên. Đá mặt trời phát hiện, tại Tinh Quốc, Tam Hưng tập đoàn trong lúc vô tình phát hiện. Lý Thế Cơ trước đó cũng là Tam Hưng tập đoàn, cho nên hắn đạt được trực tiếp tin tức. Tranh thủ thời gian lấy chư thần phòng thí nghiệm danh nghĩa để Tam Hưng tập đoàn cùng Tinh Quốc phương diện nhất thiết phải cầm xuống nhóm này đá mặt trời. Dùng hết thảy thủ đoạn, đem người bắt lấy, đem đá mặt trời lưu lại. Nói cho bọn hắn, chư thần phòng thí nghiệm sẽ hứa hẹn bọn hắn muốn. Ngoài ra chúng ta cũng tiến về Tinh Quốc, lấy tốc độ nhanh nhất. Người tới A, mang cho ta hai cái thuần năng lượng thể. Có thể khống chế lại. Chấm. Richard vội vàng hạ lệnh. Liều lĩnh tiến về Tinh Quốc. Thuần năng lượng thể dù là thành hình, kỳ thật cũng ở vào thí nghiệm giai đoạn. Bởi vì còn không thể hoàn toàn khống chế tư tưởng. Chẳng qua Richard liều lĩnh, vẫn là mang hai cái. Tinh Quốc, Tam Hưng tập đoàn cùng ngành tương quan thế lực tiếp vào chư thần phòng thí nghiệm tin tức, xác thực nói, hẳn là mệnh lệnh. Lập tức, vây quanh ở đâu, bất luận kẻ nào đều không thể trốn thoát Tinh Quốc, đá mặt trời không thể mất. Một khi thành công, chư thần phòng thí nghiệm đem thỏa mãn chúng ta muốn đổ vật. Đây chính là thiên đại cơ hội tốt ra. Tranh thủ thời gian phái người đi, phái ra lá bài tẩy của chúng ta. Hiện tại thời đại này, chúng ta Tam Hưng tập đoàn cũng phải nhúng một tay, phải làm cho bọn hắn biết chúng ta Tam Hưng tập đoàn cường đại cỡ nào. Chấm. Tam Hưng tập đoàn thật nhiều khiêm tốn. Cho tới nay, đều là lấy quyền tài làm chủ. Nhưng bọn hắn bí mật tiến hành rất nhiều thứ. Ví dụ như làm khoa học kỹ thuật, ví dụ như gen cải tạo vân vân. Kỳ thật Tam Hưng tập đoàn là một đầu ẩn tàng cự long. Bọn hắn phi thường có thể ẩn nhẫn. Trước đó Diệp Quân Lâm bức bách thành như thế, bọn hắn đều không có lộ ra bí mật cùng át chủ bài tới. Bọn hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, vì chính là thích ứng hiện tại thời đại. Lúc trước bị Diệp Quân Lâm chém giết Tam Hưng tập đoàn người thừa kế, kỳ thật chính là mặt ngoài. Tam Hưng tập đoàn chân chính hạch tâm các thành viên, từ nhỏ,
thậm chí tại trong bụng mẹ liền lấy ra làm gen cải tạo, huyết mạch cải tạo thí nghiệm. Những cái này hạch tâm thành viên sinh ra về sau, từng cái liền thức tỉnh siêu cường năng lực. Chỉ là ngoại giới căn bản không biết thôi. Tam Hưng tập đoàn cùng Tinh Quốc các thế lực lớn ngựa không dừng vó tiến về đá mặt trời giấu kín địa điểm. Đem nơi nào triệt để vây quanh. Một bên khác, Diệp Quân Lâm cũng phái người đến mang đi đá mặt trời. Một trận trước nay chưa từng có xung đột sắp nổi. Richard bọn hắn cưỡi phi hành khí lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Bọn hắn nhanh nhất có thể tại trong vòng 2 canh giờ đến. Về phần Tinh Quốc lân cận, chư thần phòng thí nghiệm hoặc là chiến ưng quốc có thể cần dùng đến thế lực toàn bộ phái ra ngoài. Không tiếc bất cứ giá nào muốn ngăn cản đá mặt trời bị vận ra. Đôi bên đều là dùng thời gian tại thi chạy. Thực sự không được, để Tam Hưng tập đoàn lấy ra át chủ bài đến, chính là cùng chư thần phòng thí nghiệm cùng một chỗ nghiên cứu cái kia. Richard lại phát một cái mệnh lệnh. Chư thần phòng thí nghiệm cùng Tam Hưng tập đoàn liên hợp phòng thí nghiệm khai phát phẩm, Richard trước đó tại Hùng Quốc liền nghĩ dùng. Chỉ là còn không có dùng, Lý Tử Nhiễm liền được cứu đi. Richard lần này cần dùng. Không chỉ có như thế, lấy chư thần thí nghiệm danh nghĩa tại ám võng bên trên phát ra tin tức, phàm là trợ giúp chúng ta người đều có thể được đến ban thưởng. Để lân cận thế lực hoặc là người toàn bộ đi Tinh Quốc. Richard lại một lần phát ra mệnh lệnh. Richard lần này hận không thể đem tất cả át chủ bài toàn bộ dùng đến. Lần này càng ngày càng nhiều thế lực cùng người toàn bộ cùng nhau chạy tới Tinh Quốc. Richard là một khi có việc, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Chấm. Diệp Quân Lâm tự mình dẫn người chính chạy tới Tinh Quốc trên đường. Lão đại không tốt, Tam Hưng tập đoàn cùng Tinh Quốc các thế lực lớn điên cuồng xuất động, trước mắt đã đem giấu kín đá mặt trời địa điểm bao vây. Kỳ Lân chiến vương bọn hắn lâm vào khốn cảnh, chính đang nghĩ biện pháp. Tam Hưng tập đoàn đá mặt trời địa điểm ẩn núp khoảng cách Kỳ Lân gần đây, cho nên xảy ra chuyện về sau. Kỳ Lân cái thứ nhất đến hiện trường chủ trì đại cục. Chẳng qua bây giờ bị bao vây. Diệp Quân Lâm mặt âm trầm. Hắn đang suy nghĩ đối sách. Ai có thể nghĩ tới Tam Hưng tập đoàn một cái thí nghiệm sai lầm, lại đem đá mặt trời địa điểm cho nổ ra đến. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Lần này vô luận như thế nào chúng ta cũng phải có người bại lộ, thậm chí chúng ta liền đá mặt trời đều không cách nào hủy đi. Đám người một mặt âm trầm. Diệp Quân Lâm mặt lạnh không nói chuyện. Tình thế nghiêm trọng đến cực hạn. So dĩ vãng đều muốn khó khăn hơn nhiều. Chấm. Một bên khác, Tinh Quốc các thế lực lớn điên cuồng xuất động. Lớn nhất tập đoàn, lớn nhất hắc ám thế lực cùng mạnh nhất dị năng tổ chức toàn bộ điều động. Tam Hưng tập đoàn, không gì đáng trách, Tinh Quốc số một tập đoàn. Hắc thủ tổ, Tinh Quốc hắc ám thế giới thế lực lớn nhất, có vô số cao thủ. Thần thoại tổ chức. Tinh Quốc mạnh nhất siêu năng giả tổ chức, bao quát Tinh Quốc thậm chí toàn thế giới siêu năng giả. Còn có nó thế lực của hắn cũng toàn bộ trên đường. Đem đá mặt trời địa điểm ẩn núp vây chật như nêm cối. Trong đó Tam Hưng tập đoàn đội ngũ đã tới giấu kín đá mặt trời địa điểm lân cận. Tam Hưng tập đoàn đội ngũ rất khổng lồ, cách đó không xa hải cảng ngừng lại từng chiếc thuyền lớn. Thuyền lớn thỉnh thoảng kịch liệt lắc lư, nhấc lên sóng biển, phảng phất bên trong chứa cái gì. Ngay tại nổi giận. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong chứa Tam Hưng tập đoàn vũ khí bí mật, thậm chí có Richard nói, chư thần phòng thí nghiệm cùng Tam Hưng tập đoàn cùng một chỗ nghiên cứu át chủ bài. Trên lục địa, Tam Hưng tập đoàn trọn vẹn trên 100 chiếc xe đội ngũ toàn bộ dừng lại. Phía sau cùng có mấy chiếc xe bọc thép, vẫn là đặc chất bọc thép. Có thể ngăn cản siêu cấp võ giả cùng siêu năng giả công kích. Xe bọc thép mở ra sau khi... Bên trong xuống tới từng cái thiếu nam thiếu nữ. Lớn tuổi nhất đoán chừng cũng liền 24-25. Thế nhưng là những người tuổi trẻ này từng cái lạnh lùng đáng sợ. Bọn hắn coi thường chúng sinh con người chuyển, trên mặt băng lãnh tuyệt tình, không có một tí nhân loại tình cảm. Động vật máu lạnh đồng dạng. Nhưng mỗi người bọn họ trên thân đều tản ra khát máu khí tức kinh khủng. Tam Hưng tập đoàn những người khác nhìn thấy những cái này thiếu nam thiếu nữ vô ý thức đều đang tránh né. Bọn hắn đang sợ hãi. Trong đó không thiếu một chút lợi hại võ giả cùng siêu năng giả. Bọn hắn vậy mà tại sợ những người tuổi trẻ này. Quá khó mà tin nổi. Lần này cần thiết chiến trận làm cho như thế lớn sao. Đem bọn này ma quỷ đều thả ra. Có người nhìn xem bọn hắn, hoảng sợ lẩm bẩm. Có thể thấy được những người tuổi trẻ này có bao nhiêu đáng sợ. Bị người một nhà xưng là ma quỷ.
không biết bọn họ có phải hay không Tam Hưng tập đoàn cùng chư thần phòng thí nghiệm cùng nhau khai phát ra tới át chủ bài. Những người tuổi trẻ này vừa ra trận, liền khí tức đều biến. Mỗi người chỉ cảm thấy kiềm chế, linh hồn bị rút ra cảm giác. Chỉ có Tam Hưng tập đoàn người một nhà biết đây là như thế nào một đám biến thái. Bọn hắn chính là ma quỷ tới từ địa ngục. Còn có, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía bên cạnh hải cảng từng chiếc thuyền lớn. Đây cũng là Tam Hưng tập đoàn siêu cấp đại bí mật, siêu cấp át chủ bài. Một lần tính đều lấy ra. Ầm ầm. Bỗng nhiên nơi xa mấy chiếc siêu cấp dáng dấp xe tải lớn vận tải trang bị đi vào. Cái này mấy chiếc trước nay chưa từng có dài cùng rộng. Xem ra ước chừng phải có hơn 100 mét. Vẫn là mấy chiếc. Cái này mấy chiếc xe bên trên trang bị không biết lấy làm gì. Chỉ là mọi người thấy về sau, sắc mặt đại biến. Liền nó đều lấy ra rồi. Đáng sợ. Chúng ta Tam Hưng trên cơ bản đem nên cầm đều lấy ra a. Ta liền không tin lần này đá mặt trời còn có thể bay đi. Xem ra lần này chư thần phòng thí nghiệm điên, muốn Tam Hưng tập đoàn liều lĩnh đại giới. Rất nhanh, thần thoại tổ chức cùng hắc thủ tổ chức cao thủ toàn bộ đi vào. Thần thoại tổ chức có được siêu năng giả không gì đáng trách, rất mạnh, siêu cấp mạnh. Hắc thủ tổ chức là hắc ám thế giới lão đại, hắc thủ ngụ ý một tay nắm không thế giới. Bọn hắn cũng có rất nhiều át chủ bài. Tinh quốc cái này tam đại thế lực vừa ra tới, quả thực thật đáng sợ. Phạm vi lớn đem nơi này gắt gao vây quanh. Không trung cũng tiến hành phong tỏa, mặt đất cũng phong tỏa, liền đại hải đều tiến hành phong tỏa. Lần này đem đá mặt trời chuyên trở ra ngoài xác suất là không. Thậm chí liền Kỳ Lân bọn hắn đều chạy không được. Xác định vòng vây về sau, Tam Hưng tập đoàn bọn hắn hạ lệnh, tiến một bước thu nhỏ vòng tròn, muốn đem người ở bên trong bức tử. Giờ phút này, đá mặt trời địa điểm ẩn núp bên trong. Kỳ Lân cùng hơn 100 người ở cùng một chỗ. Đây đều là Huyền Tự Quân cùng Chữ Vàng Quân huynh đệ. Khi bọn hắn muốn đem đá mặt trời vận thời điểm ra đi, đã muộn. Tam Hưng tập đoàn thế lực quá lớn, phản ứng quá cấp tốc. Đến mức hiện tại Kỳ Lân đoàn bọn hắn đoàn bị bao vây. Căn bản ra không được. Kỳ Lân chiến vương làm sao bây giờ? Đối phương tại gia tốc thu nhỏ vòng vây. Rất nhanh chúng ta đều sẽ bại lộ không nói, đá mặt trời cũng không giữ được a. Huyền Tự Quân lão đại hỏi. Đúng a, đối phương bức bách gấp, chúng ta ra không được, người bên ngoài vào không được. Cuối cùng chúng ta đều lưu tại nơi này. Chữ Vàng Quân lão đại cũng nói. Kỳ Lân một mặt ngoan lệ, thực sự không được, đem đá mặt trời toàn bộ đều hủy. Cuối cùng chỉ có thể đi một bước này. Chẳng qua đâu, chúng ta có thể giảm bớt thương vong. Chúng ta giết ra một đường máu, Kỳ Lân chiến vương chúng ta yểm hộ ngươi rút khỏi đi. Chúng ta cùng đá mặt trời cùng đến chỗ chết. Đúng a, Kỳ Lân chiến vương chuyện này giao cho chúng ta đến, ngươi so với chúng ta mạnh, lưu tại lão đại bên người tác dụng lớn hơn. Chúng ta nguyện ý cùng đá mặt trời cùng tồn vong. Mọi người nói. Kỳ Lân chừng đám người liếc mắt, cút đi. Ta còn có thể vứt bỏ các ngươi đi rồi. Vậy ta còn gọi Kỳ Lân sao? Lại nhìn đi, dù sao đá mặt trời là vẫn không đi ra, muốn toàn bộ hủy đi. Chúng ta có thể trốn mấy cái tính mấy cái. Được. Đám người đồng loạt cùng đợi. Ầm ầm. Đúng lúc này đợi, đột nhiên đại địa rung động ầm ầm. Phát ra đất rung núi chuyển động tĩnh. Đây là. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được thân thể có biến hóa. Dường như huyết dịch lưu động trở nên chậm, tim đập cũng chậm, hô hấp cũng khó khăn. Tất cả mọi người là võ giả, đối thân thể cảm thụ là rất nhạy cảm. Mấu chốt là tất cả mọi người cảm giác được không cách nào sử dụng chân khí, không cách nào sử dụng trong cơ thể lực lượng cường đại. Không tốt, liền đá mặt trời đều không tỏa ra năng lượng. Bọn hắn hẳn là dùng chính là một loại ngăn cách năng lượng trang bị, đến ngăn cản chúng ta phá hư đá mặt trời. Kỳ Lân ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trước đó Diệp Quân Lâm hủy đi đá mặt trời rất đơn giản, chỉ cần dẫn bạo tùy tiện một khối đá mặt trời, năng lượng kinh khủng tản ra phát, liền có thể gây nên liên tiếp phản ứng, đá mặt trời sẽ toàn bộ bạo tạc. Nhưng bây giờ, đối phương áp dụng ngăn cách năng lượng trang bị. Đá mặt trời bên trong năng lượng kinh khủng bị ngăn cách phong tỏa, căn bản không cách nào nổ tung. Kỳ Lân bọn hắn muốn phá hư đá mặt trời, liền phải từng khối đi đánh nát. Độ khó rất lớn. Khả năng thời gian này, đối phương đã toàn bộ vọt vào. Mà lại bọn hắn tự thân cũng chịu ảnh hưởng, không cách nào thi triển thực lực chân chính.
Đây là cái gì trang bị? Thật đáng sợ đi. Đám người chấn kinh. Kỳ thật trang bị này là một loại nhiễu loạn từ trường, thậm chí thay đổi từ trường trang bị. Từ đó đạt tới ngăn cách năng lượng, ảnh hưởng võ giả siêu năng giả thực lực hiệu quả. Trang bị này chính là vừa mới kia mấy chiếc dài đến 100 mét xe tải trở đến. Tam Hưng tập đoàn cùng Richard đã sớm ngờ tới kỳ lân bọn hắn có thể sẽ hủy đi đá mặt trời. Cho nên chuyên môn khởi động cái này trang bị. Trang bị này khởi động về sau, Tam Hưng tập đoàn lập tức hạ lệnh. Xông đi vào, bảo hộ đá mặt trời. Địch nhân toàn bộ bắt sống, không muốn giết. Ghi nhớ, tuyệt đối không được để bọn hắn đem đá mặt trời hủy. Nhanh nhanh nhanh. Chấm. Ra lệnh một tiếng, các đại cao thủ toàn bộ vọt vào. Hắc thủ tổ chức, thần thoại tổ chức cũng toàn bộ phái cao thủ tiến vào. Tam Hưng tập đoàn chủ sự trừ một người trung niên nam tử Lý Tại Vạn bên ngoài, còn có cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử, một thân áo khoác, tiêu sái như gió. Nàng gọi Lý Thành Mẫn, đừng nhìn trẻ tuổi, thế nhưng là tại Tam Hưng tập đoàn quyền cao chức trọng. Là Tam Hưng tập đoàn an toàn tổ trưởng. Cái này tại Tam Hưng tập đoàn là cùng với cao địa vị. Chân chính trưởng khống vũ lực cơ cấu. Lý Thành Mẫn một mặt lãnh khốc, xông những cái kia được xưng là ma quỷ người trẻ tuổi vẫy vẫy tay, các ngươi cũng đều đi. Ghi nhớ không muốn giết người, muốn đem tất cả mọi người bắt lấy. Những người tuổi trẻ này vậy mà nhao nhao gật gật đầu, ngoan ngoãn tiến về. Mọi người chung quanh sợ hãi thán phục. Bội phục lại hoảng sợ nhìn xem Lý Thành Mẫn. Bởi vì nàng là duy nhất có thể chi phối bọn này ma quỷ người. Đám người tuổi trẻ này ai mệnh lệnh cũng sẽ không nghe, chỉ nghe Lý Thành Mẫn. Lý Thành Mẫn hạ lệnh về sau, đám người này cũng gia nhập chiến đoàn. Hướng Richard tiên sinh báo cáo, 10 phút đồng hồ giải quyết hết thảy, rất nhanh chúng ta liền có thể biết thế lực thần bí thân phận. Lý Thành Mẫn cười cười. Vây kín đã hoàn thành, tiếp xuống chính là bắt. Richard tiếp vào tin tức, lại cao hứng không ra. Hắn rất cẩn thận, để Lý Thành Mẫn bọn hắn nhìn chằm chằm bên ngoài. Hắn kết luận khẳng định có người sẽ đến cứu. Thậm chí có thể sẽ cùng thế lực thần bí tới một lần chính diện va chạm mạnh. Richard tiên sinh không có khoa trương như vậy chứ. Khoa trương một điểm nói, chúng ta cơ hồ là cử quốc chi lực. Còn cần cẩn thận như vậy sao? Lý Thành Mẫn cũng không phải tự đại, chủ yếu điệu bộ này bày ra đến, ai có thể trốn tới. Nghe ta không sai, liền chư thần phòng thí nghiệm đều thua thiệt qua, huống chi các ngươi đâu. Lần này Lý Thành Mẫn sắc mặt biến đổi. Tốt, ta minh bạch, người tới, truyền mệnh lệnh của ta. Lý Thành Mẫn hạ lệnh, thời khắc phòng bị phía ngoài cứu viện. Lần này trên cơ bản làm được phòng ngừa sai sót. Chấm. Không tốt, Tam Hưng tập đoàn người xông tới. Kỳ Lân đứng dậy, cao giọng nói, tất cả mọi người bắt đầu hủy hoại đá mặt trời. Tuyệt không thể cho bọn hắn lưu lại. Ghi nhớ, trước khi chết hoặc là bị bắt trước đem mặt cho ta hủy. Thậm chí tự bạo thân thể. Kỳ Lân hô. Bọn hắn dù là chết, cũng không thể bại lộ thân phận. Tốt nhất là tự bạo, cái gì cũng không thể lưu lại. Minh bạch. Huyền tự quân cùng chữ vàng quân các huynh đệ cùng nhau hô. Đám người bắt đầu phá hư đá mặt trời. Oanh. Nhưng tình quốc những thế lực này cao thủ tới quá nhanh. Căn bản không cho Kỳ Lân bọn hắn cơ hội. Đầu hàng đi, các ngươi ra không được. Chấm. Trên máy bay. Tất cả mọi người hoảng. Đạt được Kỳ Lân truyền về tin tức, mọi người mặt trầm như nước. Lão đại, sau 5 phút, chúng ta đem đến địa điểm chỉ định. Chúng ta nên làm cái gì? Đối phương còn tiến hành không trung phong tỏa. Chấm. Đám người gấp gáp hỏi. Richard lúc nào đến? Diệp Quân Lâm hỏi. Tất cả mọi người là sững sờ. Lúc này Diệp Quân Lâm vậy mà hỏi Richard. Nửa giờ về sau đến. Nhưng Chu Tước vẫn là thẩm tra trả lời. Tận khả năng ngăn cản hắn đi, kéo dài hắn tới đây thời gian. Lời còn chưa dứt, Diệp Quân Lâm đã đứng dậy. Hướng cabin cổng đi đến. Lão đại ngài đây là. Mọi người nhao nhao không hiểu. Nghe ta chỉ huy là được. Diệp Quân Lâm mở ra cửa khoang, trực tiếp nhảy xuống. Đám người mắt trợn tròn. Không sai. Diệp Quân Lâm từ mấy ngàn mét không trung nhảy xuống. Hóa thành một đạo sao băng đáp xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như là một đạo óng ánh hỏa diễm. Lý Thành Mẫn chờ đại quân thủ hộ ở vòng ngoài, đúng lúc này đợi, có người kinh hô hô, mau nhìn trên trời. Một tiếng này làm cho tất cả mọi người đều nhao nhao hướng trên trời nhìn lại.
từ trên trời giáng xuống vệt sáng thật đáng sợ. Cách xa như vậy, tất cả mọi người có thể cảm nhận được lôi đình mênh mông khí thế. Vô luận là cái gì, cho dù là một khối đá lớn, từ cao như vậy địa phương nện xuống đến, uy lực cũng là kinh người. Là người, là người. Rất nhanh Lý Thành Mẫn thủ hạ kiểm tra đo lường đến kia là người. Cái gì? Đám người kinh hãi. Còn có người từ trên trời giáng xuống. Đem hắn chặn đường ở giữa không trung. Lý Thành Mẫn hạ lệnh. Muộn, không có cơ hội. Đột nhiên, giữa không trung Diệp Quân Lâm ra tốc, lấy vũ khí bắt giữ không đến tốc độ từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt, tất cả mọi người mắt thường võng mạc bên trên một bóng người dần dần rõ ràng. Ầm ầm. Diệp Quân Lâm rơi xuống đất. Cái này vừa rơi xuống đất, đất rung núi chuyển. Diệp Quân Lâm không sai không kém rơi vào Tam Hưng tập đoàn từ trường trang bị xe tải trần xe. Oanh! Răng rắc! Từ trên trời giáng xuống uy lực quá kinh người. Trực tiếp đem từ trường trang bị cùng xe tải đánh nát. Không chỉ có như thế, uy lực còn tán ra ngoài. Đại địa xuất hiện giống như mạng nhện tinh mịn vết rách, đồng thời một mực dọc theo đi. Răng rắc răng rắc! Chung quanh Tam Hưng tập đoàn nhóm thế lực cỗ xe hoặc là máy móc một cái tiếp một cái sụp đổ ra. Oanh! Không chỉ có như thế, còn đem bên cạnh đại hải nhấc lên sóng biển, từng chiếc thuyền đều bị lật tung. Phiến khu vực này bởi vì Diệp Quân Lâm rơi xuống đất, quả thực biến thành tận thế phế tích. Bối rối! Bốn phía đều loạn. Canh giữ ở ngoại vi cùng ngay tại Bắt Kỳ Lân tất cả mọi người loạn. Nhất là người ở bên trong không biết xảy ra chuyện gì, liền xuất hiện đất rung núi chuyển tình huống. Giống như là nơi này bị siêu cấp vũ khí oanh đồng dạng. Nhưng mà vẻn vẹn chính là Diệp Quân Lâm rơi xuống đất. Ổn định, ổn định. Lý Thành Mẫn hô lớn. Một bên khác chạy tới Richard bọn người biết nơi này tin tức về sau, lập tức ra tốc chạy đến. Chỉ là đi vào nửa đường, lại có hay không người phi hành khí quấy rối. Không tốt, đối phương cái này đến có chuẩn bị. Thanh trừ hết thảy chướng ngại, hết tốc độ tiến về phía trước. Chấm. Tại Lý Thành Mẫn chỉ huy dưới. Rất nhanh bên ngoài phòng tuyến liền khôi phục trật tự. Tất cả mọi người đem Diệp Quân Lâm bao quanh vây lại. Ba tầng trong ba tầng ngoài chật như nêm cối. Các ngươi rốt cục xuất hiện, ta thế nhưng là chờ thật lâu. Lý Thành Mẫn một mặt hưng phấn. Nếu như đuổi tại Richard bọn hắn trước khi đến, nàng có thể hoàn thành hết thảy, nàng sẽ thành lớn nhất công thần. Vô luận là tại Tam Hưng tập đoàn, vẫn là tại chư thần phòng thí nghiệm. Nàng thậm chí có thể thay thế Richard. Diệp Quân Lâm đứng tại chỗ cao, âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhân, vẫn là không muốn chém chém giết giết tốt. Ha ha, vậy ngươi không quản được. Ngươi nên không nói mình là Diệp Quân Lâm a. Lần trước xuất hiện ở Hùng Quốc chính là ngươi đi. Lý Thành Mẫn nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cười cười, là ta không sai. Nhưng lần trước ta không có xuất hiện tại Hùng Quốc, đây không phải là ta. Diệp Quân Lâm dứt khoát hào phóng thừa nhận. Thế nhưng là không có người tin. Đều cho là hắn là giả mạo. Liền cùng lần trước Minh Tà Thần giả mạo Diệp Quân Lâm đồng dạng, tất cả mọi người sẽ không tin. Tại mọi người trong ý thức, Diệp Quân Lâm là chết, dù là không có chết, giấu cũng không kịp đâu, làm sao lại tự giới thiệu đâu. Đầu năm nay tự xưng Diệp Quân Lâm, không ai sẽ tin tưởng. Dù là ngươi mọc ra cùng Diệp Quân Lâm mặt giống nhau như đúc, mọi người cũng sẽ không tin. Dịch Dung A. Vô luận là cổ xưa dịch dung thuật, vẫn là hiện đại khoa học kỹ thuật, hoàn toàn đều có thể làm đến dễ cho. Cho nên bắt chước Diệp Quân Lâm quá đơn giản. Ngược lại Diệp Quân Lâm nói ra nói thật, không ai sẽ tin tưởng. Dù là hắn lộ ra thật khuôn mặt, cũng không có người sẽ tin tưởng. Chẳng qua liền trong nháy mắt này, Diệp Quân Lâm kết luận Lý Thành Mẫn là những người này thủ lĩnh. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, Diệp Quân Lâm không có chút nào do dự. Hóa thành một luồng sấm sét đột nhập đám người. Diệp Quân Lâm tốc độ nhanh đến tất cả mọi người không có phản ứng chút nào. Từ trong đám người xuyên qua, trực tiếp xuất hiện tại Lý Thành Mẫn trước mặt. Lý Thành Mẫn cũng là siêu năng giả, thực lực cũng là gần như khủng bố. Nhưng nàng chủ điều khiển siêu năng lực lại không phải công kích hoặc là phòng thủ, là điều khiển. Tỷ như nói nàng vì sao có thể khống chế kia một đám được vinh dự ma quỷ người trẻ tuổi. Là bọn hắn thật sợ sao? Không. Là nàng có thể điều khiển. Nàng siêu năng lực có thể trưởng khống bọn hắn. Cho dù là bọn họ cường đại hơn nữa, cũng có thể bị nàng gắt gao nắm ở trong tay.
Chẳng qua đối mặt Diệp Quân Lâm đột nhiên tập kích, nàng căn bản không có sức hoàn thủ. Nàng nháy mắt liền bị Diệp Quân Lâm bắt. Ba ba. Diệp Quân Lâm tại thân thể nàng huyệt vị điểm mấy lần, Lý Thành Mẫn không thể động đậy không nói, liền nàng siêu năng cũng không cách nào sử dụng. Cái này. Lý Thành Mẫn sắc mặt đại biến. Diệp Quân Lâm kỳ thật sử dụng chính là đại hạ cổ xưa điểm huyệt công phu. Đây là sư phụ trong sách cổ lưu lại. Cùng truyền thống điểm huyệt công phu là khác biệt. Sư phụ lưu lại cái này càng cường đại. Ngay từ đầu Diệp Quân Lâm điểm huyệt công phu vẻn vẹn khống chế lại người. Nhưng bên cạnh còn có ngoài định mức chú thích, nguyên lai Diệp Quân Lâm không để ý. Nhưng mà phía sau hắn mới ý thức tới nguyên lai điểm huyệt còn có thể khống chế dị năng giả, để bọn hắn dị năng không cách nào sử dụng. Chủ yếu dùng để phong bế huyệt vị kinh mạch, để lực lượng của ngươi không cách nào sử dụng, dị năng cũng vô pháp sử dụng. Diệp Quân Lâm không biết Lý Thành Mẫn dị năng là cái gì, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, trực tiếp phong huyệt khóa lại kinh mạch. Để nàng không cách nào sử dụng. Lý Thành Mẫn bị bắt, chung quanh tất cả mọi người cái này mới phản ứng được. Ngàn vạn người lập tức hoảng hồn, nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Mau đem người thả. Chấm. Từ những người này nổi điên phản ứng đến xem, Diệp Quân Lâm bắt đối người. Đây chính là bọn họ đầu mục. Diệp Quân Lâm đối diện với mấy cái này người, hắn cười lạnh một tiếng nói, tất cả chớ động, ai đụng đến ta bóp nát đầu của nàng. Lời này mới ra. Lý Thành Mẫn mấy tên thủ hạ lập tức hoảng, bọn hắn khoát tay hô, đều tỉnh táo, đều cho ta tỉnh táo. Ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không được làm bị thương tổ trưởng, nếu không ngươi sẽ chết không táng sinh chi địa. Mấy người cũng là hướng về phía Diệp Quân Lâm cảnh cáo. Diệp Quân Lâm cười lạnh, thật sao? Vậy ta liền giết nàng, thử nhìn một chút. Nói, Diệp Quân Lâm chế trụ Lý Thành Mẫn cổ chậm rãi phát lực. Lý Thành Mẫn gương mặt xinh đẹp dần dần huyết sắc biến mất, trắng bệch một mảnh. Đằng sau, nàng hô hấp dồn dập, một gương mặt nghẹn thành tử sắc. Ô ô ô, trong miệng nàng phát ra tiếng nghẹn ngào tới. Lần này tất cả mọi người sốt ruột. Chỉ cần Diệp Quân Lâm dùng sức lời nói, Lý Thành Mẫn cổ tuyệt đối nổ tung. Đây là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Chậm rãi, chậm đã, tuyệt đối đừng động thủ. Cẩn thận một chút, không muốn làm bị thương tổ trưởng. Chấm. Lý Thành Mẫn thủ hạ nhóm lần này triệt để hoảng. Không còn dám uy hiếp Diệp Quân Lâm mảy may. Người nghĩ điều kiện gì, chúng ta đều đáp ứng. Đám người hô hào. Bị Diệp Quân Lâm khống chế Lý Thành Mẫn cũng hỏi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Quân Lâm cười cười, rất đơn giản, để ta người đi, đồng thời mang đi tất cả đá mặt trời. Không được. Lời này mới ra, lập tức liền có người cự tuyệt. Không được thật sao, vậy ta liền giết nàng. Diệp Quân Lâm đơn giản thô bạo muốn giết Lý Thành Mẫn. Đáp ứng hắn. Lý Thành Mẫn hô lớn. Tổ trưởng thật sao, đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a, chúng ta muốn thật thả sao? Đúng a, cơ hội lần này không có, lần sau rất khó. Mà lại chư thần phòng thí nghiệm cũng lập tức rời đi, chúng ta rất khó bàn giao a. Chấm. Đám người một mặt khó xử. Lý Thành Mẫn trừng mắt đám người, vậy các ngươi là muốn ta chết rồi. A, đây không phải, chúng ta. Đám người bắt đầu xoắn xuýt. Thả cũng không xong, không thả cũng không xong. Nắm chặt thời gian, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Diệp Quân Lâm lên tiếng. Phóng, tranh thủ thời gian thả người. Mấy lớn cao tầng lập tức hô. Không, ta muốn nhìn tận mắt người rời đi. Diệp Quân Lâm mang theo Lý Thành Mẫn đi vào đá mặt trời giấu kín địa điểm. Người cùng đá mặt trời lập tức liền ra tới, các người chú ý tiếp ứng. Diệp Quân Lâm lại liên hệ Chu Tước bọn hắn tiếp ứng. Cuối cùng Diệp Quân Lâm đưa mắt nhìn Kỳ Lân bọn hắn mang theo đá mặt trời rời đi. Ta cho các người tranh thủ thời gian không nhiều. Tiếp xuống đều xem chính các ngươi, không muốn cho ta mất mặt. Diệp Quân Lâm nói, hoàn toàn chính xác. Hắn chỉ có thể cầm Lý Thành Mẫn áp chế một đoạn thời gian ngắn. Nhất là Richard đi vào về sau, dù là để Lý Thành Mẫn chết, cũng sẽ động thủ. Cho nên thời gian liền nửa giờ cũng chưa tới. Nửa giờ về sau, Tam Hưng tập đoàn cũng sẽ truy, Richard bọn hắn càng sẽ truy. Khi đó chỉ có thể dựa vào bọn hắn mình. Đối Thanh Long Kỳ Lân bọn hắn thực lực, hắn vẫn là yên tâm. Không nói vĩnh cửu tránh thoát đi, tạm thời tránh né một trận vẫn là không có vấn đề. Nghĩ bí mật truy tung, toàn bộ dừng lại cho ta. Còn có đem các ngươi hết thảy bố trí đồ đều giao ra.
bao quát nhân viên cùng trang bị. Vì phòng ngừa mọi người bị truy tung, Diệp Quân Lâm còn làm ra một chút đến tiếp sau. Những cái này bố trí đồ giao cho Kỳ Lân bọn hắn. Có thể để cho bọn hắn trốn được càng xa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kỳ Lân bọn hắn mang theo đá mặt trời toàn bộ rút khỏi, thành công cùng Chu Tước bọn hắn tụ hợp. Trong thời gian thật ngắn, bọn hắn đã biến mất tại Tam Hưng tập đoàn tầm mắt bên trong. Rõ ràng vừa rồi chúng ta đều có thể kiểm tra đo lường đến. Vì cái gì đột nhiên biến mất? Bọn hắn đi đâu rồi, chúng ta rõ ràng nhìn chằm chằm. Chấm. Tam Hưng tập đoàn tuyệt đối sẽ không tùy ý Kỳ Lân bọn hắn rời đi. Tại chuyển vận thuyền hoặc là trang bị phía trên đều có thiết bị theo dõi, dù là Kỳ Lân bọn hắn rời đi, nhưng phương vị một mực là tỏa định. Nhưng ở vừa rồi hết thảy đều biến mất. Kỳ Lân những người này trống rỗng không gặp. Diệp Quân Lâm nghe đến đó cứ yên tâm. Quả nhiên mấy tên này vẫn là có chút tài năng. Chẳng qua cái này nếu là làm không được, uổng phí cố gắng của hắn. Sau đó hắn liền có thể dựa theo mình tiết tấu đến. Hắn vẫn là muốn kéo dài. Không phải chư thần phòng thí nghiệm bên kia vẫn là sẽ điên cuồng tìm. Thanh Long bọn hắn đối đầu Richard vẫn là ăn thiệt thòi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta đều dựa theo yêu cầu của ngươi làm, người có thể thả đi. Lý Thành Mẫn thủ hạ nhóm nói. Diệp Quân Lâm cười cười, có thể a. Chỉ là hắn chậm chạp không có động tác. Đúng lúc này đợi, Richard bọn hắn sớm đến. Tại ngăn trở tình huống dưới, bọn hắn vẫn là sớm 5 phút đồng hồ đến. So Diệp Quân Lâm nghĩ nhanh hơn. Vừa mới bọn hắn đã biết phát sinh hết thảy. Richard đã thu xếp bố trí, phần lớn người đuổi theo Kỳ Lân bọn hắn. Bọn hắn trực tiếp xâm nhập Tam Hưng tập đoàn chủ điều khiển, chẳng qua bọn hắn cũng phát hiện Kỳ Lân biến mất. Hắn tuyệt đối không thể thả đi. Dù là giết Lý Thành Mẫn cũng phải giữ hắn lại. Chấm. Richard hạ lệnh, chư thần phòng thí nghiệm các đại cao thủ toàn bộ tiếp cận Diệp Quân Lâm. Chờ đợi Diệp Quân Lâm chính là thiên la địa võng. Diệp Quân Lâm kỳ thật có thể đi. Nhưng hắn không thể đi. Nếu là hắn vừa đi. Richard nhất định đem tất cả lực lượng phái đi ra tìm kiếm Kỳ Lân bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn bên kia áp lực coi như quá lớn. Nói không chừng sẽ cả bàn đều thua. Cho nên, hắn không thể đi. Hắn muốn ở chỗ này ngăn chặn Richard. Hắn cưỡng ép Lý Thành Mẫn, nhìn xem Richard cười nói, Richard người động tác có chút chậm a, so ta nghĩ muộn rất nhiều. Cách đó không xa Richard sững sờ. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ gọi thẳng tên của hắn. Mà lại nghe giọng điệu này, tựa hồ chính là Diệp Quân Lâm. Ngươi là ai, vì sao giả mạo Diệp Quân Lâm? Richard âm thanh lạnh lùng nói. Ta chính là Diệp Quân Lâm, ta vì sao muốn giả mạo? Diệp Quân Lâm cười cười. Richard nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ta đã đại khái biết các ngươi là thế lực nào. Chờ ta bắt lại ngươi, kéo xuống ngươi ngụy trang, liền biết ngươi là ai. Tất cả mọi người chuẩn bị, đem hắn cầm xuống. Tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Richard tiên sinh đừng, tạo thành còn trong tay hắn. Nếu là chúng ta bức gấp, tổ trưởng có nguy hiểm tính mạng. Richard tiên sinh tuyệt đối đừng. Chấm. Lý Thành Mẫn thủ hạ nhóm nhao nhao khẩn cầu. Bọn hắn không nghĩ tổ trưởng xảy ra chuyện. Chỉ là Richard một mặt băng lãnh, không để ý chút nào Lý Thành Mẫn chết sống. Lên, chỉ là một cái tổ trưởng thôi. Đừng nói là nàng, cho dù là Tam Hưng tập đoàn chân chính thủ lĩnh, ta cũng sẽ không quản sống chết của hắn. Richard giống giận. Tại chư thần phòng thí nghiệm trong mắt, Tam Hưng tập đoàn chẳng qua là nuôi một con chó thôi. Bất luận kẻ nào chết sống hắn đều không để vào mắt. Cho dù là Tam Hưng tập đoàn người cầm lái, hắn cũng sẽ không để ý. Huống chi là cái an toàn tổ trưởng. Tại Tam Hưng tập đoàn đến nói là quyền cao chức trọng, nhưng trong mắt hắn, như là sâu kiến. Cầm nàng áp chế, quả thực không có khả năng. Cầm xuống, không cần phải để ý đến sống chết của nàng. Richard hạ lệnh. Lần này Tam Hưng tập đoàn đám người cũng không dám nói gì, chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Lý Thành Mẫn cũng rất là chấn kinh. Tại Richard trong mắt, nàng vậy mà không đáng giá được nhắc tới. Ha 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 ha, Lý tổ trưởng nhìn thấy sao? Ngươi cho người ta bán mạng, người ta liền mệnh của ngươi đều không để ý. Diệp Quân Lâm cười lớn. Lý Thành Mẫn sắc mặt càng phát khó coi. May mắn, ngươi đã sớm thành ta nội ứng. Không phải ngươi liền phải bạch bạch chết rồi. Diệp Quân Lâm câu nói tiếp theo mới ra,
Toàn trường tất cả mọi người sửng sốt. Liền Lý Thành Mẫn mình cũng là sững sờ. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Đêm nay hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Vì sao Lý Thành Mẫn dễ dàng như vậy liền bị Diệp Quân Lâm bắt? Nàng không có làm mảy may phản kháng. Tam Hưng tập đoàn cao tầng cùng chư thần phòng thí nghiệm đều biết Lý Thành Mẫn rất cường đại, nhất là khống chế của nàng dị năng. Có thể điều khiển hết thảy, bao quát tâm trí của con người những cái này vân vân. Liền kia một đám ma quỷ đều có thể điều khiển. Nhưng vì cái gì không đối Diệp Quân Lâm dùng? Liền mặc cho hắn bắt. Sau đó phối hợp Diệp Quân Lâm, để người cùng đá mặt trời tất cả trốn cách. Đây hết thảy có phải là có Lý Thành Mẫn tham dự? Không đúng vậy, nhìn có chút quá thông thuận. Tăng thêm Lý Thành Mẫn là hành động lần này tổng chỉ huy, cái này càng để cho người hoài nghi. Rõ ràng là một kiện đã đóng đinh sự tình, vì sao còn để nhẹ nhàng như vậy trở đi? Mà lại dựa theo chư thần phòng thí nghiệm ban bố mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào. Nói cách khác Lý Thành Mẫn dù là mình chết, cũng không thể để những người kia cùng đá mặt trời rời đi. Dù là vẻn vẹn một cái hoài nghi, nhưng mọi người nhìn Lý Thành Mẫn sắc mặt đã không thích hợp. Nhất là Richard những người này. Diệp Quân Lâm vừa cười nói, vì sao chúng ta dám đem đá mặt trời để ở chỗ này, chính các ngươi ngẫm lại đi, nếu là không có người, dám như vậy sao? Diệp Quân Lâm chính là muốn đem Lý Thành Mẫn đập chết. Dạng này Lý Thành Mẫn phải cùng lấy hắn đi, dạng này liền có thể tiếp tục kế hoạch của hắn. Diệp Quân Lâm mục đích đã đạt thành. Đây chính là thuần năng lượng thể A. Liền Richard chính mình cũng không biết làm như thế nào đối phó bọn hắn. Còn tốt, hắn sớm khống chế ý thức của bọn hắn. Những người này vì bọn họ sử dụng. Richard đã từng tưởng tượng qua, nếu như đối thủ có thuần năng lượng thể, hắn nên đối phó thế nào? Chư thần phòng thí nghiệm nên đối phó thế nào? Richard dựa theo mình đã biết hết thảy đến tưởng tượng, kết quả cuối cùng là hắn không có cách nào đối phó thuần năng lượng thể. Không có bất kỳ biện pháp nào. Gặp được chính là không thể làm gì. Duy nhất biết đến vẫn là Hứa Chính Kiệt chết như thế nào. Nhưng cái hoàn cảnh kia làm sao hoàn nguyên? Đối phương sẽ không đần độn để ngươi diệt trừ, đồng thời trận kia thí nghiệm sự đáng sợ, hắn cũng không cách nào hoàn nguyên. Loại kia siêu năng lạp tử hắn không có. Cho nên trong một đoạn thời gian, Richard đều tại phiền muộn chuyện này. Dù là đối phương không có thuần năng lượng thể, thế nhưng là nếu như mình thí nghiệm ra tới thuần năng lượng thể phản bội đây. Hắn nên như thế nào đối phó? Hắn phải sau khi nghĩ xong đường. Cuối cùng có một ngày, chư thần phòng thí nghiệm chân chính cao tầng một trong, cũng là Richard người lãnh đạo trực tiếp nói cho hắn. Yên tâm đi thí nghiệm, đi sinh sản thuần năng lượng thể. Chư thần phòng thí nghiệm có biện pháp giải quyết thuần năng lượng thể, chẳng qua đây là cơ mật. Từ đó trở đi, Richard liền buông tay đi làm. Đồng thời đối chư thần phòng thí nghiệm nhiều một tia sợ hãi. Vốn cho là hắn đã tiếp xúc đến chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm. Không nghĩ tới vẫn là không có. Liền thuần năng lượng thể đều có thể diệt trừ, hắn không cách nào tưởng tượng. Chư thần phòng thí nghiệm chân chính hạch tâm được nhiều mạnh. Bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu bí mật? Bọn hắn tại nắm trong tay cái gì? Richard phát thệ phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ tiến vào chư thần phòng thí nghiệm chân chính hạch tâm. Hắn muốn đạt tới cùng hắn người lãnh đạo trực tiếp một cái cấp bậc. Chấm. Cho nên Richard mới có thể phát rồ đi làm cái này thí nghiệm. Dù sao có người lật tẩy. Thuần năng lượng thể gia nhập chiến đoàn, cái này khiến chư thần phòng thí nghiệm chiến lực tăng cường rất nhiều. Richard tự mình xuất đội đuổi bắt. Một bên hắn mật thiết chú ý đá mặt trời cùng Kỳ Lân tin tức của bọn hắn. Chỉ là Kỳ Lân bọn hắn trượt quá nhanh, mà lại không biết dùng biện pháp gì, trực tiếp biến mất. Mặc dù chư thần phòng thí nghiệm phần lớn lực lượng đè lên. Nhưng trong lúc nhất thời xác thực không có nhiều thu hoạch. Chấm. Diệp Quân Lâm tận khả năng kéo, giúp bọn hắn phân tán lực lượng. Cái khác còn phải xem chính bọn hắn. Hắn hiện tại cùng Lý Thành Mẫn một đường phi nước đại. Đã tiến vào tinh thành trong thành tâm. Đây chính là mang Lý Thành Mẫn chỗ tốt. Nàng quen thuộc hết thảy, biết nơi nào nên đi, nơi nào không nên đi. Vừa mới ta ám tuyến thông báo, Richard gần như phái ra tất cả lực lượng đến phong tỏa tinh quốc. Vì bắt ngươi, hắn là không tiếc bất cứ giá nào. Nghe nói, hắn phái ra hai cái siêu cấp cao thủ. Có thể so sánh thượng đế quyền trượng tồn tại, là Richard lớn nhất sát khí. Chúng ta lần này phiền phức lớn. Lý Thành Mẫn sắc mặt nghiêm túc.
Trước kia luôn luôn nghe nói Richard có rất nhiều át chủ bài, nhưng mạnh nhất đằng sau đều muốn thêm cái một trong. Nhưng lần này phái ra hai vị vậy mà là Richard mạnh nhất sát khí, không có cái thứ hai. Cái này nghiêm trọng. Diệp Quân Lâm sau khi nghe được, cũng là sắc mặt biến biến. Trước đó làm sao cùng Richard đấu, hắn cũng sẽ không đem chân chính át chủ bài lộ ra tới. Nhưng lần này hắn là triệt để bị buộc gấp. Vậy mà lộ ra lớn nhất sát khí. Vậy cái này hai đại sát khí đến tột cùng là cái gì? Diệp Quân Lâm hỏi. Ta cũng không biết, ta người tiếp xúc không đến cái này. Chẳng qua đang tra, hy vọng chúng ta không muốn gặp được. Lý Thành Mẫn mang theo Diệp Quân Lâm đi vào một chỗ nàng tại tinh thành chỗ tránh nạn. Trừ nàng mấy cái tín nhiệm nhất thủ hạ bên ngoài, không có ai biết. Nơi này chúng ta ngốc không được bao dài thời gian, rất nhanh liền sẽ bị phát hiện. Nghĩ một chút biện pháp chúng ta làm sao chạy đi. Lý Thành Mẫn khẩn trương đến đổ mồ hôi. Nhưng Diệp Quân Lâm một mặt nhẹ nhõm, trong phòng thưởng thức, nhìn xem cái này, động động cái kia. Căn bản không muốn làm sao chạy đi ý tứ. Diệp Quân Lâm cứ việc kiêng kỵ Richard át chủ bài, nhưng hắn nghĩ sớm va vào. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Diệp Quân Lâm phát hiện Richard mặc dù đối ngoại danh xưng là chư thần phòng thí nghiệm cao tầng. Nhưng hắn vẫn là không có tiếp xúc đến chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm. Chư thần phòng thí nghiệm còn phải tiến một bước đào móc. Thậm chí mạnh nhất sát khí đều không tính là gì. Cho nên Richard mạnh nhất sát khí hắn nhất định phải va vào. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm một bộ nhàn nhã bộ dáng, Lý Thành Mẫn không khỏi sững sờ. Ngươi có ý tứ gì? Đều loại thời điểm này, không có chút nào khẩn trương. Diệp Quân Lâm cười cười, khẩn trương cái gì, không có ngươi sao? Hiện tại chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến từ nơi nào? Lý Thành Mẫn phát giác được một chút những vật khác, không khỏi hoài nghi Diệp Quân Lâm thân phận. Ta là Diệp Quân Lâm. Nói. Diệp Quân Lâm kéo xuống mũ, lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Ngươi đừng giả bộ, có thể dễ. Lý Thành Mẫn vừa định nói dịch dung, nhưng chợt nhớ tới cái gì tới. Ngươi chẳng lẽ thật chính là Diệp Quân Lâm à? Lý Thành Mẫn khẽ nhếch miệng, giật mình không nhỏ. Là ta. Diệp Quân Lâm không cần thiết giấu giếm Lý Thành Mẫn. Lý Thành Mẫn đại não cấp tốc vận chuyển, nghĩ rất nhiều, cũng tiếp nhận người trước mắt chính là Diệp Quân Lâm. Trời ạ! Ngươi là làm thế nào sống sót? Lý Thành Mẫn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Diệp Quân Lâm cũng quá thần kỳ đi. Vừa rồi vẻn vẹn đầu ngón tay một điểm, liền phong kín nàng dị năng sử dụng. Nàng rất muốn biết Diệp Quân Lâm vì sao còn sống. Diệp Quân Lâm cười cười, có đôi khi ngươi nhìn thấy đồ vật không nhất định là thật. Giả, chúng ta nhìn thấy hết thảy đều là giả. Lý Thành Mẫn tự nhận là cũng là đứng tại thế giới đỉnh cao nhất kia một túm người. Nhưng nàng không cách nào tưởng tượng Diệp Quân Lâm là làm sao làm được lừa gạt toàn thế giới. Đừng lo lắng, lấy người ta lực lượng nhất định có thể từ tinh quốc an toàn chạy đi. Diệp Quân Lâm vừa mới còn tra Lý Thành Mẫn tư liệu. Nữ nhân này là kẻ hung hãn, mà lại tại Tam Hưng tập đoàn thân phận cực cao. Một khi hắn nhô ra Richard chân chính át chủ bài, liền phải rút lui. Bằng vào thực lực của hắn cùng Lý Thành Mẫn toàn thân trở ra không đáng kể. Chấm. Richard bọn hắn cấp tốc thu nhỏ vòng vây, đem tinh thành bốn phía gắt gao giữ vững. Lấy chư thần phòng thí nghiệm năng lực, thật có thể làm được một con ruồi đều không bay ra được trình độ. Đi tìm. Toàn bộ đi tìm, ghi nhớ Lý Thành Mẫn rất quen thuộc tinh quốc hết thảy, thậm chí biết chúng ta bố trí. Nhất định phải tìm cẩn thận. Chấm. Richard hạ lệnh. Các bộ tại tinh thành tiến hành truy quét. Nhất là cùng Lý Thành Mẫn có liên quan địa phương điên cuồng lục soát. Chấm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Quân Lâm thậm chí nhàm chán đến nằm trên ghế salon, đọc qua một chút Tam Hưng tập đoàn tư liệu. Thậm chí bên cạnh còn đặt vào Lý Thành Mẫn chân tàng rượu đỏ. Lý Thành Mẫn không có bất kỳ cái gì tâm tư, tương phản nàng bận đến chết, một mực chú ý phía ngoài động thái. Nàng không rõ Diệp Quân Lâm chậm chạp không rời đi không hành động ý đồ. Kỳ thật Diệp Quân Lâm là đang chờ nàng cha Richard lớn nhất sát khí là cái gì. Thăm dò được, Richard lớn nhất sát khí là thuần năng lượng thể. Thuần năng lượng thể đến từ Hứa Chính Kiệt thí nghiệm, Hứa Chính Kiệt đem chính mình. Lý Thành Mẫn cuối cùng vẫn là tra được thuần năng lượng thể tư liệu, toàn bộ nói cho Diệp Quân Lâm. CMN, Hứa Chính Kiệt kiệt tác. Diệp Quân Lâm là biết một chút Hứa Chính Kiệt, Văn Lôi tạo thành thí nghiệm sự cố chính là vì diệt trừ hắn.
không nghĩ tới cái này phòng thí nghiệm bị Richard hoàn nguyên ra tới. Cái này, cho dù là thấp phối phiên bản, cũng gần như khủng bố. Diệp Quân Lâm sắc mặt ngưng trọng lên, tiếp xuống chúng ta đều muốn cẩn thận, người phải vận dụng người tất cả tài nguyên. Chúng ta có thể tránh liền tránh. Chấm. Richard bên này tìm một vòng lớn, vẫn là không tìm được người. Tìm lượt A, cũng không tìm tới người. Tất cả mọi người bắt đầu gấp. Chỉ là Richard cười cười, ta có cái biện pháp, tuyệt đối có thể tìm tới người. Một bên khác, Diệp Quân Lâm vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Lý Thành Mẫn vẫn là sốt ruột, hiện tại Richard bọn hắn ngay tại điên cuồng tìm kiếm, chúng ta nơi này nhiều lắm là lại kiên trì một ngày liền sẽ bị tìm tới. Ngươi không suy nghĩ làm sao rời đi sao? Diệp Quân Lâm cười cười, yên tâm đi, không cần đến một ngày, cá biệt giờ liền có thể tìm tới. Không nên đánh giá thấp Richard. Chấm. Đi, đem Lý Thành Mẫn thân tín toàn bộ gọi tới. Richard hạ lệnh. Rất nhanh, Lý Thành Mẫn hơn 10 cái thân tín liền bị thét lên Richard trước mặt. Lý Thành Mẫn ở đâu? Richard hỏi. Lý Thành Mẫn thân tín đều là một mặt mộng. Làm sao lại hỏi bọn hắn? Richard tiên sinh này chúng ta cũng không biết a. Chúng ta không phải cũng đang tìm sao? Mọi người nghi hoặc. Richard cười cười, tốt, ta biết các ngươi cùng với nàng có liên hệ. Tại cung cấp nàng tin tức cùng tiện lợi. Oanh! Lời này mới ra, mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn vừa vặn rảo biện thời điểm, Richard lập tức quát lớn nói, ta cho các ngươi một cơ hội. Nếu ai nói ra Lý Thành Mẫn ở nơi nào, ta không những tha cho hắn bất tử, còn ban thưởng hắn. Còn đặc biệt để hắn gia nhập chư thần phòng thí nghiệm. Không nói, giết không tha. Richard cho đám người hai con đường. Hoặc là chết, hoặc là nói ra hưởng thụ vinh hoa phú quý. Vừa nghe đến gia nhập chư thần phòng thí nghiệm, một số người trên mặt lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt. Gia nhập chư thần phòng thí nghiệm nên bọn hắn ước mơ của mỗi người. Ai không muốn a? Tha thiết ước mơ sự tình. Đừng nói, nói Richard cũng sẽ giết các ngươi. Đúng, Richard phong cách các ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Chấm. Có mấy người muốn thủ khẩu như bình, muốn bảo vệ Lý Thành Mẫn. Mà lại bọn hắn biết nói cũng là đường chết một đầu. Giết. Richard hạ lệnh, trực tiếp đem nhiễu loạn quân tâm mấy người kia giết chết. Mấy người khác đều dọa sợ. Không nói chính là kết cục này, nói gia nhập chư thần phòng thí nghiệm. Ta lúc dùng người, như thế nào giết các ngươi? Richard cười cười. Lý Thế Cơ ở bên phụ họa nói, đúng a, ta không phải liền là ví dụ sao? Chỉ cần có giá trị chỗ hữu dụng, tuyệt đối trọng dụng. Mấy người liếc nhau, cuối cùng quyết định giao phó ra ngoài. Rất nhanh căn cứ mấy người cho địa chỉ, Richard thủ hạ liền khóa chặt Lý Thành Mẫn vị trí. Đã xác định Lý Thành Mẫn cùng người kia đều tại. Richard sắc mặt đột biến, tốt, mệnh khiến cho mọi người, vây quanh nơi này. Lập tức, xuất phát. Lý Thành Mẫn mấy cái thân tín kích động nói, Richard tiên sinh, ngươi nhìn chúng ta có hay không có thể gia nhập chư thần phòng thí nghiệm rồi. Richard cười, cười đến giống như là ma quỷ. Mấy người giống như là ý thức được cái gì. Lập tức muốn chạy trốn. Thế nhưng là Richard thủ hạ làm sao lại bỏ qua bọn hắn. Rất nhanh mấy người ngã trong vũng máu. Lý Thành Mẫn bí mật giấu trong đất. Lý Thành Mẫn đột nhiên cùng thân tín mất đi liên hệ. Lúc này Diệp Quân Lâm tại đếm ngược lấy 3, 2, 1. Oanh. Đột nhiên phòng ốc đụng phải đáng sợ oanh kích. Bọn hắn đến rồi, làm sao bây giờ? Lý Thành Mẫn mặt mày trắng bệch. Giết ra ngoài. Diệp Quân Lâm hai người lập tức giết ra ngoài. Bầy ở phía trước nhất công kích là thần thoại tổ chức, hắc thủ tổ chức cùng Tam Hưng tập đoàn. Richard đương nhiên phải sử dụng bọn này pháo hôi. Tận đều có thể tiêu hao Diệp Quân Lâm hai người. Chẳng qua chỉ những thứ này phế liệu, nghĩ tiêu hao Diệp Quân Lâm. Chuyện không thể nào. Bọn này phế liệu đối đầu Diệp Quân Lâm, căn bản không được hiệu quả. Vẻn vẹn một hiệp, Tam Hưng tập đoàn bên này liền tử thương vô số. Đổ xuống rất nhiều người. Lý Thành Mẫn đối với Diệp Quân Lâm thực lực cũng là càng ngày càng có lòng tin. Chẳng qua rất nhanh Richard mang theo đại quân đuổi tới. Ngươi chạy không thoát, hôm nay ngươi nhất định cắm trong tay ta. Richard cười cười. Hắn cũng không nói nhảm. Trực tiếp phái ra chư thần phòng thí nghiệm các đại cao thủ cùng hai đại thuần năng lượng thể. Lần này hắn không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Nhất định phải đem Diệp Quân Lâm cầm xuống. Đến rồi. Diệp Quân Lâm nghiêm túc. Từ trước mắt cái này mấy vạn người bên trong,
hắn đã cảm nhận được hai cái cùng cái khác người hoàn toàn khác biệt tồn tại. Vô luận là siêu năng giả vẫn là võ giả, đều cùng hai người này khác biệt. Hai người này hình dung như thế nào đâu? Đúng, đá mặt trời. Hai người này liền cùng đá mặt trời đồng dạng, thuần túy là cái năng lượng thể. Bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Hoàn toàn không cảm giác được khí quan của bọn họ, huyết dịch, gân mạch những thứ này. Thuần năng lượng thể. Xem ra là hoàn toàn từ năng lượng tạo thành. Không hổ là Hứa Chính Kiệt a. Cái này tên điên nếu là còn sống, đoán chừng so Richard còn đáng sợ hơn. May mắn hắn chết rồi. Không kịp Diệp Quân Lâm suy nghĩ nhiều kiểm tra, chư thần phòng thí nghiệm các đại cao thủ liền toàn bộ đè lên. Cứ việc có hai đại thuần năng lượng thể xuất chiến, nhưng Richard vẫn như cũ không yên lòng, còn phải số lớn cao thủ phụ trợ. Diệp Quân Lâm cùng Lý Thành Mẫn liên thủ. Không thể không nói Lý Thành Mẫn thật sự có tài, nhất là khống chế của nàng dị năng, quả thực là siêu năng giả khắc tinh. Luôn luôn có thể ức chế bọn hắn. Lý Thành Mẫn lập tức liền cuốn lấy hơn 10 vị cao thủ, vì Diệp Quân Lâm chia sẻ không nhỏ áp lực. Diệp Quân Lâm cũng cùng số lớn cao thủ hỗn chiến với nhau. Chấm. Richard thời khắc chú ý tình trạng, lập tức chuyện này đã ván đã đóng thuyền, nhưng hắn vẫn như cũ không thể coi nhẹ. Nhưng đúng lúc này đợi, hắn tiếp vào tin tức. Đá mặt trời cùng Kỳ Lân những người này truy biến mất. Bọn hắn hoàn toàn biến mất, vô luận dùng phương pháp gì cũng không tìm tới. Vậy cái kia phê máy móc không? Richard hỏi. Dùng A, quá kỳ quái, vô duyên vô cớ liền biến mất. Đối phương thủ đoạn này có chút lợi hại A. Richard nghĩ nghĩ, lên tiếng nói, quên đi thôi, dựa theo mấy lần trước bọn hắn thực lực đến nói, lần này chúng ta khẳng định cũng tìm không thấy. Lưu lại một bộ phận người vẫn là tìm xem, một nhóm người khác đến tinh thành. Nơi này có một người, nhất định phải bắt được. Truy tung Kỳ Lân đá mặt trời đại đội nhân mã trở về, hướng bên này đè lên. Đến lúc đó Diệp Quân Lâm lại đi, liền khó. Trừ phi mạnh mẽ mở ra một con đường máu. Chấm. Giữa sân Diệp Quân Lâm đã cùng thuần năng lượng thể giao thủ. Oanh. Oanh. Chấm. Đôi bên đánh cho có đến có hồi. Mặc dù là thấp phối bản thuần năng lượng thể, nhưng lực lượng quá mãnh liệt. Vậy mà có thể cùng Diệp Quân Lâm đối oanh. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chẳng qua còn lại những cao thủ lại gặp ương. Diệp Quân Lâm một quyền đánh xuống đi, bọn hắn nhưng không chịu nổi. Hoặc là thân thể nổ tung, hoặc là oanh ra một cái lỗ máu. Mặc dù bọn hắn cũng rất mạnh, nhưng tại Diệp Quân Lâm cùng hai đại thuần năng lượng thể ở giữa, vẫn là lộ ra yếu một chút. Không phải một cái cấp bậc. Cứng rắn muốn nhúng tay loại này cấp bậc chiến đấu, như vậy chỉ có một con đường chết. Richard lúc đầu nghĩ là cầm hai đại thuần năng lượng thể làm chủ chiến lực. Cao thủ còn lại dùng để tiêu hao cùng quấy rối. Bây giờ xem ra hiệu quả không lớn. Đối Diệp Quân Lâm gần như không có ảnh hưởng gì. Ngược lại là thương vong cùng với thảm trọng. Càng ngày càng nhiều cao thủ đổ xuống. Những người này cũng liền có thể cùng Lý Thành Mẫn rằng co. Oanh! Oanh! Chấm! Nương theo lấy Diệp Quân Lâm đáng sợ hai quyền oanh ra, những cái này tiêu hao quấy rối hắn toàn bộ bị đánh bay. Chỉ còn lại hai đại thuần năng lượng thể. Chủ nhân, không cần phái người, hai chúng ta đầy đủ. Hai đại thuần năng lượng thể khoát khoát tay, ra hiệu Richard không muốn phái người. Hai người bọn họ có thể giải quyết Diệp Quân Lâm. Oanh! Oanh! Hai đại nháy mắt khởi động, hóa thành sấm sét, một trước một sau thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Tốc độ vượt xa quá trước đó hủy diệt giả. Căn bản không phải một cái lượng cấp. Richard lại vì bọn họ trang bị thích hợp chiến giáp loại hình, dùng để tăng lên lực lượng tốc độ những thứ này. Hai người lên tay chính là 8 lần vận tốc âm thanh. Đáng sợ hai quyền oanh tới. Tốc độ gần như liền máy móc đều không thể bắt giữ. Chỉ là Diệp Quân Lâm vậy mà tránh né cái này hai quyền. Oanh! Oanh! Đồng thời hai quyền đánh vào hai đại thuần năng lượng thể bên trên. Cái này hai quyền lại ẩn chứa đa trọng kình nói. Diệp Quân Lâm muốn một đòn giết chết. Ầm! Ầm! Diệp Quân Lâm đầy đủ mạnh. Mạnh như thuần năng lượng thể tại hắn cái này hai quyền bạo kích dưới, bay tứ tung ra ngoài. Răng rắc. Răng rắc. Chấm. Trên người bọn họ chiến giáp càng là từng khúc vỡ ra. Bọn hắn rút lui hơn 100 mét, còn không có dừng lại. Trên mặt càng là xuất hiện dữ tợn đau khổ bộ dáng. Đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy thuần năng lượng thể dạng này. Thấy đám người là hãi hùng khiếp vía.
đây cũng quá mạnh đi. Lúc đầu tất cả mọi người coi là thuần năng lượng thể gặp được bất luận kẻ nào đều là đơn phương nghiền ép đổ sát. Không nghĩ tới lần này đối thủ mạnh như vậy, lại để còn có thể áp chế thuần năng lượng thể. Chấm. Thuần năng lượng thể rời khỏi hơn 100 mét về sau, rốt cục ổn định thân hình. Nhưng bọn hắn một giây sau trở nên sắc mặt quỷ dị. Phanh phanh phanh. Từng đợt như là pháo tiếng nổ tung tại thân thể bọn họ bên trong truyền đến. Đa trọng kình đạo bộc phát. Đệ nhị trọng kình đạo. Phanh phanh phanh. Đệ tam trọng kình đạo. Chấm. Trọn vẹn ngũ trọng kình đạo. Nhất trọng kình đạo tiếp lấy nhất trọng kình đạo tại hai đại thuần năng lượng thể trong thân thể triệt để bộc phát nổ tung. Phát ra trận trận thanh âm đáng sợ. Mà thân hình của bọn hắn cũng bị nổ phải ngàn xuyên trăm lỗ, chia năm xẻ bảy, cực độ biến hình. Diệp Quân Lâm đa trọng kình đạo đây là lần thứ hai biểu hiện ra. Lần đầu tiên là giết hủy diệt giả, không có ai biết. Lần này tương đương với hướng thế nhân biểu hiện ra. Vừa ra tay chính là kinh diễm đến tất cả mọi người. Còn có loại công pháp này. Đây là cái gì? Mọi người là chưa từng nghe thấy. Nhất là đem thuần năng lượng thể đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Quả thực đáng sợ. Nhìn xem thuần năng lượng thể dáng vẻ chật vật, thân thể sẽ phải nổ tung. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Chẳng lẽ Richard lớn nhất sát khí lần thứ nhất hiện thế, liền bị ngược bạo rồi. Vậy sẽ trở thành buồn cười lớn nhất a. Liền Lý Thành Mẫn đều là một trận hưng phấn. Không hổ là Diệp Quân Lâm a, vậy mà có thể đè ép Richard lớn nhất sát khí đánh. Đối với sống sót chuyện này, nàng càng ngày càng có lòng tin. Không thể nào. Chẳng lẽ thuần năng lượng thể muốn bại? Lý Thế Cơ mấy người nhìn xem Richard. Bọn hắn cũng sợ hãi. Nếu như bại, vậy nhưng quá mất mặt. Chỉ là Richard một mặt bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn xem đi. Hắn kinh ngạc vẻn vẹn bởi vì Diệp Quân Lâm vừa mới xuất ra đa trọng kình nói. Phía trước hắn thậm chí xuất hiện một tia hoảng hốt, nếu như người này thật là Diệp Quân Lâm đâu. Nhưng bây giờ lo nghĩ bỏ đi. Cái này người sử dụng chính là một loại cho tới bây giờ chưa thấy qua thủ đoạn. Bài trừ Diệp Quân Lâm. Chấm. Oanh. Đa trọng kình đạo hoàn toàn bộc phát. Hai người thân thể đã nghiêm trọng biến hình. Coi như Lý Thành Mẫn coi là phải thắng thời điểm. Diệp Quân Lâm sắc mặt lại biến, không tốt. Quả nhiên một giây sau, hai đại cao thủ thân thể biến hình trở về vị trí cũ, thân thể thủng trăm ngàn lỗ cũng nhất nhất tiêu trừ khôi phục. Bọn hắn cùng trước đó giống nhau như đúc. Căn bản không có thụ thương dấu hiệu. Đây chính là thuần năng lượng thể chỗ đáng sợ. Bọn hắn là năng lượng thể, không phải thực thể. Cho nên công kích không có bất kỳ cái gì dùng. Chỉ là tạm thời có thể áp chế bọn hắn. Ta không tin. Lần này. Diệp Quân Lâm chủ động tiến công. Oanh! Oanh! Chấm! Lại là đa trọng kình nói, lần này trọn vẹn lục trọng kình đạo. Hai người vẫn là trước sau như một chật vật, mắt thấy thân thể liền phải nổ phải vỡ nát. Nhưng chính là kém một chút. Cuối cùng bọn hắn vậy mà lại khôi phục. Một điểm thụ thương tổn hại dấu hiệu đều không có. Lại đến. Diệp Quân Lâm lần này sử xuất thất trọng kình đạo. Uy lực tiếp tục gấp bội, khủng bố như vậy. Thế nhưng là vẫn như cũ vô dụng. Cuối cùng thuần năng lượng thể vẫn có thể khôi phục, một điểm ảnh hưởng đều không có. Cái này, Diệp Quân Lâm rốt cục kiến thức đến thuần năng lượng thể đáng sợ. Trong thời gian ngắn, nhất định phải không cách nào tiêu trừ. Bọn hắn chính là bất tử. Trừ phi dùng phương pháp đặc thù. Nhưng trong lúc nhất thời đi đâu nghĩ đặc thù biện pháp. Nếu là lại dây dưa tiếp, như vậy chư thần phòng thí nghiệm nhất định đại quân áp cảnh. Càng nhiều cao thủ đến A Chi Viện. Căn bản là không có cách chạy. Rút. Nên chúng ta. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm chạy trốn. Hai đại thuần năng lượng thể tiến công. Dạng này chính là vô lại. Vô luận ngươi dùng phương pháp gì. Đều giết không chết bọn hắn. Chơi lại. Hao tổn đều có thể mài chết ngươi. Huống chi hai cái này còn cùng với cường đại. Hoàn toàn có thể uy hiếp được Diệp Quân Lâm. Mà lại càng kéo càng lâu. Richard mang tới đại quân sẽ toàn bộ để lên tới. Thậm chí chư thần phòng thí nghiệm sẽ còn phái cao thủ tới. Khi đó Diệp Quân Lâm đừng nói toàn thân trở ra, chính là có thể hay không còn sống đều là một chuyện. Nếu như bị thuần năng lượng thể ngăn chặn, vậy sẽ nguy hiểm không ngừng. Nhìn ra Diệp Quân Lâm muốn chạy, hai đại thuần năng lượng thể cạn kiệt toàn năng dây dưa kéo lại hắn. Richard phái ra càng nhiều người đi trở ngại Diệp Quân Lâm. Đi,
tăng cường nhân thủ, đem Lý Thành Mẫn cầm xuống. Richard muốn thử xem người trước mắt có thể hay không bỏ xuống Lý Thành Mẫn một mình chạy trốn. Hắn phái ra càng nhiều người đi vây công Lý Thành Mẫn. Trong đó còn có mấy tên vu sư. Lý Thành Mẫn có thể khống chế người khác, hắn liền phương pháp trái ngược. Dùng vu sư đi khống chế hoặc là nhiễu loạn Lý Thành Mẫn. Rất nhanh Lý Thành Mẫn liền lâm vào thế yếu. Nàng bị đánh bay ra ngoài. Liền Lý Thành Mẫn đều cảm thấy nàng muốn bị Diệp Quân Lâm từ bỏ. Dù sao hiện tại tình huống này đến nói nàng chính là vướng víu. Chấm. Richard tiên sinh chúng ta người sau 3 phút đến. Lúc này trở về vượt trên đến đại quân lập tức đến. Đây chính là Richard tất cả lực lượng. Cứ việc hai đại thuần năng lượng thể bất tử bất diệt. Nhưng chủ yếu sức chiến đấu, vẫn là dựa vào những người này. Bọn hắn vừa đến, Diệp Quân Lâm vô luận như thế nào đều chạy không thoát. Trừ phi giết sạch tất cả mọi người. Nhưng kia là không thể nào sự tình. 2 phút đồng hồ. Chấm. Thời gian đang trôi qua. Lý Thành Mẫn mắt thấy muốn bị khống chế lại. Diệp Quân Lâm đột nhiên trở về, đem Lý Thành Mẫn cứu. Cái này nữ nhân không thể chết. Còn hữu dụng. Ha ha ha, bây giờ xem ra, hắn không phải ly gián chúng ta. Bọn hắn thật sự là cùng một bọn. Chẳng qua lần này tốt, một cái cũng không thể đi. Tại Richard xem ra, Diệp Quân Lâm cứu Lý Thành Mẫn hành vi chỉ có thể nói rõ bọn hắn là cùng một bọn. Chẳng qua đối với hắn như vậy đến nói là cơ hội thật tốt. Diệp Quân Lâm kéo lấy một cái vướng víu, tuyệt đối không trốn thoát được. Lên, bắt lấy hắn. Richard phung tay lên, đám người liền cùng như bị điên, vây công Diệp Quân Lâm hai người. Giờ phút này Lý Thành Mẫn đã nhận trọng thương, gần như không có tác dụng. Chỉ có thể so vướng víu hơi tốt một chút. Chấm. Một phút đồng hồ sau, chúng ta đại bộ đội đem đến. Đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối không cách nào thoát đi. Nghe trong lỗ tai truyền đến thanh âm, Richard hưng phấn. Rốt cục có thể bắt lấy một cái địch nhân. Bắt lấy một cái, tuyệt đối có thể đem toàn bộ thế lực toàn bộ bắt tới. Ầm ầm. Richard đại quân sắp đến, xa xa thanh âm đã truyền đến. Phi hành khí chiến đội đã tới. Tại không trung hình thành phong tỏa lưới. Từng loại tiên tiến vũ khí toàn bộ nhắm chuẩn Diệp Quân Lâm. Chấm. Bọn hắn đến rồi, mấy chục giây sau, chúng ta muốn bị bao vây. Đến lúc đó đi ra không được, trừ phi giết sạch tất cả mọi người. Diệp Quân Lâm trầm giọng nói. Bây giờ hắn cũng không cái này đạo chư thần phòng thí nghiệm mạnh bao nhiêu, cho nên hắn cũng không xác định một khi bị vây quanh, phải chăng có thể giết ra ngoài. Thật không có nắm chắc. Cho nên tận lực tại Richard đại quân vây kín trước thoát đi. Thời gian chỉ có mấy chục giây. Nhưng hôm nay vấn đề khó khăn lớn nhất chính là hai đại thuần năng lượng thể dây dưa. Bọn hắn quả thực là tử vong triền nhiễu. Mặc dù đối Diệp Quân Lâm không tạo được tổn thương, nhưng bọn hắn có thể gắt gao cuốn lấy Diệp Quân Lâm. Căn bản là không có cách thoát khỏi. Đánh căn bản đánh không chết, đánh xong một quyền, bọn hắn sẽ lập tức cuốn lên tới. Bên ngoài lại có vô số cao thủ trở ngại quấy rối. Quá đáng ghét. Nhưng cơ hội chỉ có mấy chục giây. Mấy chục giây sau, Diệp Quân Lâm đem Lâm vào trước nay chưa từng có khốn cảnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Quân Lâm sốt ruột, nhìn về phía Lý Thành Mẫn. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Thời gian một điểm điểm tại trôi qua. 30 giây. 20 giây. Chấm. Thời gian thật muốn tới. Khoảng cách đại quân vây kín thời gian đều muốn đếm ngược. Diệp Quân Lâm vẫn là thoát khỏi không được thuần năng lượng thể. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp a. Diệp Quân Lâm hướng về phía Lý Thành Mẫn hô to. Lý Thành Mẫn biến sắc. Một giây sau, từ trong đám người lao ra một đám người trẻ tuổi. Xác thực nói là 13-14 tuổi thiếu nam thiếu nữ. Cũng chính là Tam Hưng tập đoàn e ngại sợ hãi người trẻ tuổi, được vinh dự ma quỷ bọn hắn. Bọn hắn đột nhiên mất khống chế, vậy mà thẳng hướng chư thần phòng thí nghiệm các đại cao thủ. Những người tuổi trẻ này trước đó căn bản không kịp biểu hiện ra mình thực lực. Nhất là bọn hắn chỉ nghe Lý Thành Mẫn. Lý Thành Mẫn bị bắt đi về sau, bọn hắn một mực án binh bất động. Đương nhiên Tam Hưng tập đoàn cũng không ai dám đi ra lệnh cho bọn họ. Trêu chọc cũng không dám. Tăng thêm Richard căn bản không có chú ý, cho nên bọn hắn một mực giấu trong góc. Nhưng là bây giờ nghe được Lý Thành Mẫn mệnh lệnh về sau, đám người này vậy mà thẳng hướng chư thần phòng thí nghiệm cao thủ.
Đám thiếu niên này thiếu nữ quả thực khủng bố. Chư thần phòng thí nghiệm siêu cấp cao thủ lại có một bộ phận căn bản ngăn không được bọn hắn. Bọn hắn rất mau tới đến Diệp Quân Lâm trước mặt hai người. Bọn hắn phân ra 6 người vậy mà đem hai đại thuần năng lượng thể cuốn lấy. Chính là cơ hội này. Thoát thân cơ hội. Tầm 10 giây, Diệp Quân Lâm mang theo Lý Thành Mẫn rời đi. Liền thời gian này, tại chư thần phòng thí nghiệm đại quân vây kín trước, Diệp Quân Lâm vẫn là tìm ra một lỗ hổng khe hở liền xông ra ngoài. Hai đại thuần năng lượng thể muốn đuổi theo đi, nhưng bọn hắn gắt gao bị cuốn lấy. Trước mắt những cái này thiếu nam thiếu nữ từng cái cường đại khủng bố. Tổng cộng 13 người, đồng loạt ra tay quả thực long trời lở đất, trong lúc nhất thời vậy mà áp chế chư thần phòng thí nghiệm cao thủ, bao quát hai đại thuần năng lượng thể. Đương nhiên cũng là mọi người không có kịp phản ứng. Lực chú ý tất cả Diệp Quân Lâm trên thân. Đột nhiên có người giết ra đến, tự nhiên không để ý tới. Đây là... Richard đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn cũng không có nghĩ đến Tam Hưng tập đoàn lại còn có như vậy tồn tại. Lý Thế Cơ lập tức nói, Richard tiên sinh tựa như là Tam Hưng tập đoàn cùng phòng thí nghiệm cùng một chỗ nghiên cứu tạo ma kế hoạch thành phẩm. Chư thần phòng thí nghiệm 30 năm trước chế tạo qua tạo thần kế hoạch. Bọn hắn cùng Tam Hưng tập đoàn cùng một chỗ khai phát tạo ma kế hoạch. Kỳ thật cùng tạo thần kế hoạch không sai biệt lắm. Chỉ là kỹ thuật tân tiến hơn một điểm, chẳng qua chư thần phòng thí nghiệm chỉ là cung cấp bộ phận kỹ thuật duy trì, tuyệt không hoàn toàn cũng cho Tam Hưng tập đoàn. Chư thần phòng thí nghiệm dự đoán, Tam Hưng tập đoàn tạo ma kế hoạch đánh tạo nên giết người vũ khí, nhiều lắm là cũng liền so hủy diệt giả mạnh một điểm. Bọn hắn làm sao biết Tam Hưng tập đoàn kỹ thuật của mình cũng tiên tiến, tuy nói còn không có đạt tới chư thần phòng thí nghiệm cấp bậc, nhưng là tiếp cận. Bởi vậy tạo ma kế hoạch xác suất thành công rất cao, khoảng chừng 13 người thành công. Mà lại so hủy diệt giả mạnh hơn nhiều. Chỉ là Tam Hưng tập đoàn mình cũng giấu giếm, bao quát số liệu những thứ này. Cho nên chư thần phòng thí nghiệm tuyệt không chú ý. Chỉ có Tam Hưng nội bộ tập đoàn nhân viên biết, đây là một đám thế nào ma quỷ. Quá mạnh, quá bạo lực huyết tinh. Sơ kỳ sau khi thành công, căn bản không ai có thể khống chế. Kém chút đem Tam Hưng tập đoàn lật tung. May mắn Lý Thành Mẫn có thể khống chế bọn hắn. Bởi vậy Lý Thành Mẫn cũng trở thành an toàn tổ trưởng. Biết hết thảy về sau, Richard kém chút muốn chọc giận chết rồi. Đều là Tam Hưng tập đoàn chuyện xấu. Lần này để Diệp Quân Lâm chạy. Truy, phái ra toàn bộ người đuổi theo. Richard điên. Các phương đại quân toàn bộ truy kích Diệp Quân Lâm hai người. Bọn hắn làm sao bây giờ? Lý Thế Cơ hỏi. Trước hết để cho Tam Hưng tập đoàn tự mình giải quyết, hai người bọn họ nhất định phải theo ta đi. Richard mang đi hai đại thuần năng lượng thể, để Tam Hưng tập đoàn tự mình giải quyết cái này 13 người. Chỉ là cái này 13 người không có địch ta khái niệm, chỉ nghe theo Lý Thành Mẫn mệnh lệnh. Bọn hắn điên cuồng chém giết. Một bên khác Richard tâm tình lạnh một nửa. Cứ như vậy, đuổi không kịp. Đúng vào lúc này, Hỏa Vân Tà Thần đến tin tức, yên tâm đi, ta sẽ ngăn lại hắn. Ha ha, tốt, ta đều quên hắn. Richard vừa mừng vừa sợ. Vốn cho rằng đuổi không kịp Diệp Quân Lâm hai người. Không nghĩ tới Hỏa Vân Tà Thần xuất hiện. Mỗi lần Hỏa Vân Tà Thần đều là thời khắc mấu chốt hiển uy. Lần này hắn lại lập công. Ta muốn thiếu hắn một cái ân tình, tốc độ cao nhất đuổi theo. Richard thở dài. Diệp Quân Lâm mang theo Lý Thành Mẫn đột phá phòng tuyến về sau, điên cuồng thoát đi. Cho đến lúc này, Lý Thành Mẫn mới hiểu được. Không phải Diệp Quân Lâm trốn không được, hắn là không muốn chạy trốn. Hắn muốn trốn đã sớm trốn. Hắn lưu lại nhưng thật ra là vì ngăn chặn Richard cùng chư thần phòng thí nghiệm bộ phận lực lượng. Lấy thuận tiện những người khác chạy trốn. Hiện tại hắn mục đích đạt tới, cho nên trực tiếp rút. Nguyên lai tại an toàn của nàng phòng bên trong Diệp Quân Lâm như vậy bình tĩnh nhàn nhã, hắn là đang trì hoãn thời gian, là đang chờ Richard bọn hắn. Richard đến bây giờ cũng minh bạch Diệp Quân Lâm mục đích. Chính là vì kéo dài hắn. Bởi vậy hắn càng không thể bỏ qua Diệp Quân Lâm. Còn tốt có Hỏa Vân Tà Thần tại. Chấm. Diệp Quân Lâm một bên mang theo Lý Thành Mẫn chạy trốn, một bên hỏi thăm, không nghĩ tới ngươi vẫn là giữ lại một tay. Lý Thành Mẫn minh bạch, Diệp Quân Lâm chỉ là nàng bị bắt thời điểm, mặc cho hắn nắm mũi dẫn đi. Nhưng kỳ thật nàng có thể khống chế kia một đám ma quỷ tới cứu nàng. Thế nhưng là nàng không có. Mãi cho đến cuối cùng, nàng mới đem át chủ bài lộ ra tới.
Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc muốn làm gì. Cũng muốn biết thân phận của ngươi. Ta nghĩ đuổi tại Richard trước khi đến giải quyết hết thảy. Chẳng qua ta đánh giá thấp ngươi, cũng đánh giá thấp ngươi người. Càng đánh giá thấp hơn ta tại Richard trong mắt địa vị. Càng không có nghĩ tới ngươi là Diệp Quân Lâm. Chờ ta nghĩ trưởng khống hết thảy thời điểm, đã muộn. Chấm. Nghe xong Lý Thành Mẫn giải thích Diệp Quân Lâm hiểu. Nàng nghĩ tự mình giải quyết hết thảy. Không nghĩ tới cuối cùng thế cục không cách nào trưởng khống. Nhưng là nàng trưởng khống kia 13 người trẻ tuổi, xác thực khủng bố. Rất nhanh Diệp Quân Lâm hai người liền thoát đi ra tinh thành. Khoảng cách hải cảng đã rất gần. Chỉ cần vào biển, Diệp Quân Lâm tuyệt đối có thể chạy trốn. Cùng nhau đi tới, chư thần phòng thí nghiệm cùng Tam Hưng tập đoàn cao thủ gặp rất nhiều. Chẳng qua cũng đỡ không nổi Diệp Quân Lâm bước chân. Trừ phi tập thể vây kín. Không phải dạng này ngăn cản chính là anh em Hồ Lô cứu ra ra, từng bước đưa. Thế nhưng là xa xa Diệp Quân Lâm liền phát giác được một đạo khí tức cường đại. Tựa hồ là cố ý đang chờ hắn. Gặp được đại phiền toái. Diệp Quân Lâm trầm giọng. Lý Thành Mẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, phiền phức. Khả năng so thuần năng lượng thể còn khó quấn hơn. Diệp Quân Lâm sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Chúng ta đường vòng đâu? Lý Thành Mẫn hỏi thăm. Không kịp, hắn đã sớm để mắt tới chúng ta. Vây quanh địa phương khác, khả năng bị trước sau vây kín. Chỉ có thể từ chính diện vượt qua, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Diệp Quân Lâm một mặt băng lãnh. Làm hai người tới bờ biển. Chỉ thấy phía trước một tảng đá lớn ngồi lấy một người. Một thân trường bào màu đen, đem mình khuôn mặt che lại. Cùng Diệp Quân Lâm mặc ngược lại là có chút tương tự. Đường này không thông. Một đạo già nua lại hữu lực thanh âm truyền đến. Tựa như sấm rền nổ tung. Lý Thành Mẫn trái tim tựa như muốn bạo liệt. Cường giả. Siêu cấp cường giả. Người trước mắt này cho uy hiếp không thua gì hai đại thuần năng lượng thể. Thậm chí muốn vượt qua. Lý Thành Mẫn rốt cuộc biết Diệp Quân Lâm vì sao nói đối thủ này khó chơi. Hiện tại xem ra là thật khó chơi. Diệp Quân Lâm lần thứ nhất đối mặt đến cường đại như thế thần bí đối thủ. Hắn đứng ở nơi đó, mang cho Diệp Quân Lâm quá lớn uy áp. Hơn nữa còn có rất khí tức quen thuộc. Ngươi là Hỏa Vân Tà Thần. Diệp Quân Lâm rốt cục phát hiện cái này nhân thân bên trên khí tức quen thuộc từ chỗ nào đến. Hắn là Hỏa Vân Tà Thần. Cùng bảy đại tà thần khí tức gần. Nhất là Diệp Quân Lâm có thể cảm nhận được đồng suất một mạch cảm giác. Chỉ có thể là hắn. Diệp Quân Lâm trực tiếp hô lên xưng hô, để Hỏa Vân Tà Thần giật mình. Đối phương vậy mà nhận ra hắn. Có thể trực tiếp nhận ra hắn. Chỉ có cái kia thế lực. Hỏa Vân Tà Thần càng phát ra khẳng định suy nghĩ trong lòng. Lúc trước giả mạo Diệp Quân Lâm cứu người nhất định là Minh Tà Thần. Một mực cùng chư thần phòng thí nghiệm đối nghịch chính là Thánh Kinh tổ chức. Chẳng qua Hỏa Vân Tà Thần không thể xác định trước mắt có phải là Minh Tà Thần. Mang đến cho hắn một cảm giác dường như so Minh Tà Thần mạnh hơn. Nhưng hắn cũng không biết những năm này Minh Tà Thần tại Thánh Kinh tổ chức thực lực tăng lên tới trình độ nào. Diệp Quân Lâm cũng biết trợ giúp chư thần phòng thí nghiệm người là ai. Nguyên lai Hỏa Vân Tà Thần ra tay. Trước đó mấy lần Chu Tước đều phát giác được có một cỗ đặc biệt mạnh thế lực thần bí chế tạo trở ngại. Hiện tại xem ra chính là đen mặt trời. Đánh. Diệp Quân Lâm không nói hai lời. Trực tiếp đánh. Thù mới hận cũ, đánh trước lại nói. Oanh! Diệp Quân Lâm bá đạo một quyền trực tiếp oanh ra. Đây là sư phụ giáo cơ sở nhất công pháp, cũng là Hỏa Vân Tà Thần công pháp. Kỳ thật cũng không phức tạp, chính là khứ trừ hết thảy phức tạp chiêu thức, biến hóa ra đơn giản nhất thuần túy nhất quyền cước công pháp. Nói trắng ra, chính là đơn giản quyền cước, lại là truy cầu nhất cực hạn tốc độ cùng sức mạnh khủng bố nhất. Sử dụng ra tới tự nhiên là long trời lở đất, tàn bạo vô địch. Hỏa Vân Tà Thần chính là bằng vào công pháp này xưng bá một thời đại. Bởi vậy bắt trước Diệp Quân Lâm rất là đúng chỗ. Chấm. Cái này. Nhìn xem Diệp Quân Lâm cực hạn một quyền oanh tới. Hỏa Vân Tà Thần sắc mặt biến. Đây không phải cùng mình giống nhau sao? Chẳng lẽ là Diệp Quân Lâm? Không. Cũng có thể là Minh Tà Thần, thậm chí hắn đem đây hết thảy đều không giữ lại chút nào nói cho Thánh Kinh tổ chức. Gần như Thánh Kinh trong tổ chức người người đều biết. Giết! Hỏa Vân Tà Thần gầm nhẹ một tiếng, cũng là đồng dạng đấm ra một quyền. Lý Thành Mẫn đều kinh ngạc đến ngây người.
Nàng một mực nghiên cứu Đông phương võ đạo thuật pháp cùng phương Tây dị năng dị thuật. Đối công pháp những này là cực kỳ mẫn cảm. Hiện tại nhìn Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần vậy mà sử dụng chính là giống nhau như đúc công pháp. Giật mình không nhỏ. Oanh! Hai người liệt quyền chạm nhau, giống như sao hỏa đụng phải trái đất. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt đảo ngược. Đại địa sụp đổ vỡ vụn, nước biển chảy ngược, sóng biển sông khí cao mấy trăm thước. Mạnh! Quá mạnh! Hỏa Vân Tà Thần không hổ là siêu cấp đại boss. Hai người vừa chạm liền tách ra. Chẳng qua Hỏa Vân Tà Thần sắc mặt quái dị. Đa trọng kình đạo. Diệp Quân Lâm một quyền này vẫn là hàm ẩn lục trọng kình đạo. Oanh! Đệ nhất trọng kình đạo bộc phát, Hỏa Vân Tà Thần liền ý thức được không đúng. Đa trọng kình đạo đối thuần năng lượng thể không có tác dụng. Khả năng khác người khác quả thực là hủy diệt tính đả kích. Hỏa Vân Tà Thần đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ. Hắn sử dụng công pháp cưỡng ép đem lục trọng ẩn tàng kình đạo bức bách hướng một vị trí, vai trái. Ầm 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 ầm. Nương theo lấy bạo động tiếng vang, Hỏa Vân Tà Thần đầu vai liên tiếp nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Gần như vai trái bị san bằng. Nhưng hắn hóa giải Diệp Quân Lâm đa trọng kình nói. Diệp Quân Lâm đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Hỏa Vân Tà Thần lấy phương thức như vậy hóa giải đa trọng kình nói. Đem kình đạo bộc phát bức bách đến một chỗ. Dạng này thí xe giữ tướng. Nguyên lai Diệp Quân Lâm sáng tạo cái này chiêu thời điểm, hắn cũng nghĩ qua giải quyết chi pháp. Chẳng qua gần như không có cách nào giải quyết. Hỏa Vân Tà Thần biểu hiện ra một cái phương pháp. Có điều, đúng là ngoan nhân một cái. Thà rằng trả giá dạng này đại giới, cũng phải lưu chính mình. Lúc đầu Diệp Quân Lâm nghĩ thừa dịp đa trọng kình đạo bộc phát, mang theo Lý Thành Mẫn rời đi. Không nghĩ tới Hỏa Vân Tà Thần hóa giải. Vẫn như cũng ngăn cản con đường của hắn. Hỏa Vân Tà Thần giống như là một tôn tử thần, đứng ở Diệp Quân Lâm trước mặt. Phiền phức. Diệp Quân Lâm cùng Lý Thành Mẫn liếc nhau. Quả nhiên một giây sau. Richard chư thần phòng thí nghiệm đại quân đến, đem nơi này vây chật như nêm cối. Lần này Diệp Quân Lâm hai người không có cơ hội giết ra ngoài. Chỉ có thể mạnh mẽ giết ra ngoài một con đường máu. Hiện tại ngươi còn có thể chạy thoát được sao? Richard cười to nói. Hỏa Vân Tà Thần khoát khoát tay, hắn giao cho ta đến. Tại Diệp Quân Lâm trên thân ăn thiệt thòi, hắn không phục. Hắn muốn đích thân tới. Tốt. Giao cho ngươi không có vấn đề. Richard lần này thật sự là một mặt tự tin. Hắn tất cả át chủ bài đều ở nơi này, đem nơi này vây chật như nêm cối. Trừ phi Diệp Quân Lâm giết hết tất cả mọi người. Nếu là thật có một khắc này, hắn tuyệt đối chịu phục. Oanh! Hỏa Vân Tà Thần là bị chọc giận, hóa thành một luồng sấm sét thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Bá đạo tuyệt luân một quyền đánh phía Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cũng là một quyền đáp lại. Chấm! Lần này Hỏa Vân Tà Thần học thông minh, không cùng Diệp Quân Lâm cận thân tiếp xúc, để tránh đa trọng kình đạo xuyên vào thân thể. Hỏa Vân Tà Thần muốn toàn phương vị áp chế Diệp Quân Lâm. Không cho hắn hoàn thủ cơ hội. Đông đông đông. Hỏa Vân Tà Thần nắm đấm như là gát linh phun ra hỏa diễm. Nắm đấm tốc độ quá nhanh. Liền trong nháy mắt, hơn mấy ngàn vạn quyền oanh ra. Liền tàn ảnh đều không có. Hoàn toàn là mơ hồ hình tượng. Thậm chí thành bóng tối. Thế nhưng là mỗi một quyền uy lực cuồng bạo, không thể địch nổi. Chính là muốn hoàn toàn áp chế Diệp Quân Lâm. Hỏa Vân Tà Thần. Hắn rốt cục xuất hiện, nguyên lai hắn đầu nhập chư thần phòng thí nghiệm. Hắn thật mạnh a, hai đại thuần năng lượng thể mặc dù bất tử bất diệt, nhưng cho người này uy áp lại không như thế đủ. Chấm. Có người nhận ra Hỏa Vân Tà Thần tới. Thời đại này rốt cục kiến thức đến Hỏa Vân Tà Thần cường đại cỡ nào. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm tại bị áp chế sau một thời gian ngắn, vậy mà phản áp chế. Tốc độ nhanh hơn, sức mạnh càng khủng bố hơn. Cũng đều là giống nhau như đúc thuần túy chiêu thức. Lúc này Diệp Quân Lâm cũng không cần che giấu cái gì. Dù là hắn nói rõ, cũng không ai sẽ tin hắn là Diệp Quân Lâm. Dứt khoát rộng mở làm. Tăng thêm Hỏa Vân Tà Thần kiêng kỵ Diệp Quân Lâm đa trọng kình nói, hắn lại bị áp chế, liên tục lùi về phía sau. Diệp Quân Lâm cho tới bây giờ mức này. Ý nghĩ duy nhất chính là giết ra ngoài. Thân phận bại lộ những cái này đều không lo được. Nếu là hắn có chút giữ lại, liền phải lưu tại nơi này. Hắn điên cuồng. Đè ép Hỏa Vân Tà Thần đánh. Lý Thành Mẫn thấy thế, ấn xuống mấy cái nút. Oanh!
Oanh. Chấm. Tam Hưng tập đoàn mấy cái trụ sở bí mật liên tiếp phát xạ vũ khí, hướng chư thần phòng thí nghiệm đại quân oanh kích. Lý Thành Mẫn là Tam Hưng tập đoàn an toàn tổ tổ trưởng. Tam Hưng tập đoàn phần lớn vũ khí những cái này đều ở trong tay nàng. Cho nên nàng lấy ra oanh kích chư thần phòng thí nghiệm đại quân. Thậm chí còn có Tam Hưng tập đoàn mấy cái bí mật chiến đội cũng đột nhiên phản bội, hướng người một nhà phát động công kích. Bọn hắn đều là Lý Thành Mẫn người. Trực tiếp nghe theo Lý Thành Mẫn điều khiển. Trong lúc nhất thời tình cảnh toàn bộ đều loạn. Càng đáng sợ chính là tạo ma kế hoạch 13 người toàn bộ giết tới đây. Tam Hưng tập đoàn người nào căn bản ngăn không được bọn hắn. Bọn hắn đi vào về sau, đem Lý Thành Mẫn bảo vệ. Mang tổ trưởng rời đi. 13 người mặc kệ Diệp Quân Lâm như thế nào, trước tiên đem Lý Thành Mẫn mang đi. Không được, ta muốn dẫn hắn cùng đi. Lý Thành Mẫn nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Cứ việc tiếp xúc thời gian không dài. Nhưng nàng nhất định phải mang đi Diệp Quân Lâm. 13 người lại một mặt lạnh lùng. Bọn hắn cũng là có tư tưởng, chỉ là vô tình khát máu thôi. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là bảo hộ Lý Thành Mẫn rời đi. Mang tổ trưởng đi. Chấm. Tam Hưng tập đoàn tất cả phản bội chỉ là muốn để Lý Thành Mẫn còn sống rời đi. Về phần Diệp Quân Lâm không có ai đi quản. Đứng tại chỗ cao quan sát hết thảy Richard âm thanh lạnh lùng nói, muốn đi. Ai cũng đi không được. Tất cả bộ môn đều đầu nhập chiến đấu. Các ngươi xuống dưới giúp Hỏa Vân Tà Thần, nhất thiết phải bắt lấy hắn. Richard chỉ huy hai đại thuần năng lượng thể cùng chi viện đến chư thần phòng thí nghiệm tất cả cao thủ. Trước mặt bọn họ đều đi lần theo đá mặt trời. Bọn hắn mới thật sự là vương bài. Những cao thủ này đồng loạt đầu nhập chiến đấu. Đem Diệp Quân Lâm vây quanh. Hắn đem đứng trước áp lực trước đó chưa từng có. Muốn đi. Giết sạch trước mắt tất cả mọi người. Diệp Quân Lâm cũng hưng phấn. Rất lâu không có dạng này buông tay đánh cược một lần. Đến a, đều đến. Diệp Quân Lâm triệt để cuồng bạo. Trừ chư thần thí nghiệm cấp SS cùng với trở lên cường giả. Cái khác Diệp Quân Lâm trên cơ bản chính là một quyền một cái. Hoặc là trực tiếp bị đánh cho nổ tung. Hoặc là huyết nhục văng tung tóe. Một hiệp, Diệp Quân Lâm bên người liền ngã xuống hơn 100 người. Nhưng cao thủ chân chính thế nhưng là không có dễ đối phó như vậy. Hỏa Vân Tà Thần, hai đại thuần năng lượng thể, trước mắt Richard có thể điều động chư thần phòng thí nghiệm cấp bậc cao nhất phương bài. Trọn vẹn 5 vị S cấp SSS cường giả. Còn có 23 vị cấp SSS cường giả. Cùng số lớn cấp SS cường giả tạo thành xa hoa đội hình. Đây là trừ ra rất nhiều vũ khí, ví dụ như thượng đế quyền trượng loại này. Bởi vì Tam Hưng tập đoàn là chư thần phòng thí nghiệm nuôi một con chó, cho nên tại tinh quốc cùng chung quanh có rất nhiều Tam Hưng tập đoàn căn cứ. Trực tiếp có thể phát xạ vệ tinh cùng siêu cấp vũ khí. Những vũ khí này không cần thời gian chuẩn bị, trực tiếp có thể phát xạ. Cho nên nói hiện tại Diệp Quân Lâm bị vây nhốt chết rồi. Đây mới là Richard lực lượng. Richard gần như đem tất cả cao thủ phái tới chân áp Diệp Quân Lâm. Về phần Lý Thành Mẫn. Hắn giao cho Tam Hưng tập đoàn, thần thoại tổ chức, hắc thủ tổ chức những cái này đi giải quyết. Không thể không nói tạo ma kế hoạch 13 người rất mạnh. Mạnh mẽ giết ra một đường máu. Hộ tống Lý Thành Mẫn rời đi. Vô luận Lý Thành Mẫn thế nào kêu gọi đều vô dụng. Bọn hắn sẽ không đi quản Diệp Quân Lâm. Lý Thành Mẫn được cứu đi, Richard sắc mặt không thay đổi. Hắn chỉ cần lưu lại Diệp Quân Lâm một người có thể. Lý Thành Mẫn có thể sau đó lại đi đối phó. Thấy được chưa, đồng bạn của ngươi phản bội ngươi, một mình chạy trốn. Richard thấy thế, không khỏi cười nói. Nghe được thanh âm, Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua, Lý Thành Mẫn quả nhiên chạy. Diệp Quân Lâm chỉ muốn mắng chửi người. Hiện tại nhận áp lực quá lớn. Ngũ đại S cấp SSS cường giả tiến công hỏa lực quá mãnh liệt, hoàn toàn không thua gì hai đại thuần năng lượng thể, thậm chí càng phía trên. Mấu chốt nhất chính là mình bị bất tử bất diệt hai đại thuần năng lượng thể dây dưa. Tăng thêm bên cạnh một mực chạy khắp Hỏa Vân Tà Thần, tùy thời cho ngươi một kích chí mạng. Bên ngoài còn có hơn vạn cao thủ. Nhìn xem chật vật Diệp Quân Lâm, Richard cười. Ngẫm lại lần trước, phái ra tất cả lực lượng vẫn là đối phó Diệp Quân Lâm. Khi đó Richard tại chư thần phòng thí nghiệm địa vị cũng không cao, điều động cao thủ cũng không nhiều. Muốn hiện tại cái này đội hình đối đầu lúc trước Diệp Quân Lâm. Kia Diệp Quân Lâm đã sớm chết liền cặn bã đều không thừa nổi. Nhưng hắn nơi nào muốn lấy được,
Bây giờ đối phó cũng là Diệp Quân Lâm. Chấm. Một phen hỗn chiến. Chư thần phòng thí nghiệm đổ xuống mấy trăm hơn ngàn cao thủ. Phiến khu vực này hoàn toàn bị đánh sập. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm vẫn như cũ sừng sững không ngã. Nhiều cao thủ như vậy vậy mà ở trên người hắn không có để lại một tia tổn thương. Đây cũng quá mạnh đi. Cái này đến cùng là ai? Richard bọn hắn sắc mặt một cái tiếp một cái biến. Vốn cho rằng nhẹ nhõm ăn. Hiện tại xem ra chưa hẳn. Có thể sẽ trả giá to lớn đại giới. Hỏa vân tà thần đã kết luận vị này không phải Minh tà thần. Minh tà thần là hắn một tay dạy dỗ ra tới. Dù là hắn lại tại thánh kinh tổ chức lớn bao nhiêu kỳ ngộ, cũng không có khả năng tăng lên tới loại trình độ này. Vị này đến cùng là thánh kinh trong tổ chức ai? Sẽ không phải là Hắc Ám Thượng Đế bản tôn a? Không, cái này cũng khẳng định không phải. Nếu là Hắc Ám Thượng Đế bản tôn, ở đây đều chết rồi. Ngươi đến cùng là ai? Đừng cho là chúng ta không biết ngươi là thánh kinh tổ chức. Hỏa vân tà thần quát. Thánh kinh tổ chức. Trải qua nhắc nhở, Diệp Quân Lâm nhớ tới. Nguyên lai mang đi Lý Tử Nhiễm chính là thánh kinh tổ chức. Lúc trước chặn đường mình bốn người hẳn là 18 lớn hắc ám thiên sứ. Nguyên lai mình thi triển ra cùng hỏa vân tà thần đồng xuất một mạch công pháp, bọn hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Thoạt nhìn là đem mình làm minh tà thần. Chờ ta bắt ngươi. Hỏa vân tà thần đột nhiên khí thế biến đổi, giống như ma thần hiện thế. Nguyên lai hắn một mực đang giữ lại. Không nghĩ tại Richard trước mặt bọn hắn bại lộ mình thực lực chân chính. Bởi vì hỏa vân tà thần một mực đang vẩy nước, tuyệt không cầm thực lực chân chính đi đối phó Diệp Quân Lâm. Nhưng bây giờ hắn bức thiết muốn biết người trước mắt là ai. Hắn phải tất yếu cầm xuống. Hỏa vân tà thần thi triển ra thực lực chân chính. Ầm 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 ầm. Tốc độ của hắn so vừa rồi trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi, lực lượng cũng là trên phạm vi lớn gia tăng. Như trời sập sập ngạt thở áp bách. Nháy mắt Diệp Quân Lâm áp lực lớn thêm không ít. Hắn biến sắc. Hỏa vân tà thần vậy mà đem môn công pháp này luyện đến loại tình trạng này rồi. Nguyên cho là mình có thể hoàn toàn áp chế hắn. Hắn không chiếm được chỗ tốt. Thật không nghĩ đến hắn một mực đang giữ lại thực lực. Hắn quả nhiên đủ mạnh. Diệp Quân Lâm gặp áp lực thẳng tắp lên cao. Tăng thêm hai đại thuần năng lượng thể cùng các đại cao thủ điên cuồng áp bách. Nhao nhao thi triển ra bản lĩnh giữ nhà tới. Trong lúc nhất thời, Diệp Quân Lâm là thật bị áp chế đến, ngàn cân treo sợi tóc. Căn bản không có bỏ chạy khả năng. Chỉ có thể cùng bọn hắn huyết chiến. Duy nhất rời đi biện pháp chính là giết sạch trước mắt tất cả mọi người. Thấy thế, Richard không khỏi cảm thán. Hai đại thuần năng lượng thể hoàn toàn chính xác làm được bất tử bất diệt đặc chất. Chỉ là tiến công quá yếu. Có thể sử dụng thủ đoạn cũng có hạn. Diệp Quân Lâm là giết không chết bọn hắn, nhưng bọn hắn đối Diệp Quân Lâm tạo thành uy hiếp có hạn, vẻn vẹn chỉ là có thể cuốn lấy hắn. Cùng trong lý tưởng thuần năng lượng thể Hứa Chính Kiệt chênh lệch quá lớn. Hứa Chính Kiệt vậy đơn giản cùng như thần. Đã từng một cái ý niệm trong đầu liền để thiên sách phủ tất cả thủ vệ ngã xuống đất ngất đi. Vô cùng kỳ diệu thủ đoạn có thể xưng như thần. Hiện tại Richard làm được thuần năng lượng thể vẫn còn cấp thấp giai đoạn, tiến công thủ đoạn chỉ là đem năng lượng phóng thích đến công kích. Đối Diệp Quân Lâm loại cao thủ này gần như vô dụng. Richard muốn là Hứa Chính Kiệt dạng này siêu cấp tồn tại. Cường đại đến để người không thể làm gì. Chẳng qua cũng may, hắn mang tới thuần năng lượng thể chỉ là nhóm thứ hai sản phẩm. Đằng sau còn tại cải thiện thêm một bước. Từng bước một cải tiến sau thuần năng lượng thể sẽ càng ngày càng cường đại. Chẳng qua lần này thực chiến để Richard hiểu được một cái đạo lý. Về sau hắn sẽ không mù quáng suy nghĩ lấy đại lượng chế tạo thuần năng lượng thể. Hẳn là tận sức tại chế tạo ra đến gần vô hạn Hứa Chính Kiệt thuần năng lượng thể. Dạng này chỉ cần một vị, liền có thể chống đỡ ngàn vạn thấp phối thuần năng lượng thể. Richard suy nghĩ tung bay thời điểm, giữa sân kịch chiến đã đi tới gay cấn. Diệp Quân Lâm thực sự quá mạnh quá mạnh. Dù là loại này cấp bậc vây công, chư thần phòng thí nghiệm cao thủ đều đổ xuống một mảng lớn. Chẳng qua cuối cùng là hỏa vân tà thần hắn quá mạnh. Tăng thêm hai đại thuần năng lượng thể thuốc cao ra chó đồng dạng gắt gao dán tại Diệp Quân Lâm trên thân. Hắn giết không được. Càng thoát khỏi không được. Dần dần thế yếu càng lúc càng lớn. Ngũ đại S cấp SSS cường giả liên thủ công kích cũng siêu cấp đáng sợ. Để Diệp Quân Lâm gần như không thể chống đỡ được. Chấm. 10 phút trôi qua.
Diệp Quân Lâm cứ việc càng ngày càng khó, trên thân cũng xuất hiện vết thương. Vẫn là không có ngã dưới. Chư thần phòng thí nghiệm bên này tổn thất càng lúc càng lớn. Chẳng qua cũng may chủ lực đều vô sự. Quá mạnh đi. Đám người thấy chấn kinh. Richard trầm mặc không nói. Chẳng qua nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Lần trước khó đối phó như vậy người vẫn là Diệp Quân Lâm. Không hổ là Thánh Kinh tổ chức, khó chơi như vậy. Thánh Kinh tổ chức cụ thể như thế nào, Richard chính mình cũng không biết. Chẳng qua cấp trên của hắn nói một câu, đây không phải ngươi có thể đối phó. Thánh Kinh tổ chức lại ít có thể làm chư thần phòng thí nghiệm đối thủ. Hiện tại hắn lãnh hội đến. Quả nhiên đủ mạnh. Trong sân Diệp Quân Lâm thật mạnh. Bất quá thời gian càng dài hắn thế yếu càng lớn, ở vào hiểm cảnh càng rõ hiển. Phối hợp ta. Hỏa Vân Tà Thần cao giọng nói. Hai đại thuần năng lượng thể kéo chặt lấy Diệp Quân Lâm. Ngũ đại S cấp SSS cường giả điên cuồng công kích Diệp Quân Lâm. Oanh! Hỏa Vân Tà Thần đột nhiên biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, tại Diệp Quân Lâm phía bên phải, đột thi tên bắn lén. Phốc! Một quyền mạnh mẽ đánh trúng Diệp Quân Lâm, đem hắn đánh bay ra ngoài. Một quyền này quá mức khủng bố. Trực tiếp đem Diệp Quân Lâm quần áo vỡ nát một nửa. Trong ngực hắn đồ vật cũng tản mát ra tới. Mấy quyển cổ tịch cùng lúc trước trong tù sư phụ lưu lại khối kia lệnh bài màu đen. Lệnh bài màu đen cũ nát không chịu nổi, mơ hồ có thể nhìn ra một chữ, thần. Muốn chết. Diệp Quân Lâm cũng là bị buộc gấp. Thật làm lão tử dễ khi dễ. Thật làm lão tử giết không đi ra. Diệp Quân Lâm đem lệnh bài cổ tịch toàn bộ nhặt lên. Hắn đằng đằng sát khí quét về phía đám người. Lúc này, Hỏa Vân Tà Thần ánh mắt thoáng nhìn. Vừa vặn nhìn thấy tán loạn trên mặt đất khối kia lệnh bài màu đen. Cái này xem xét, Hỏa Vân Tà Thần con người phóng đại, lộ ra không thể tin thần sắc, toàn thân run lên. Giống như là gặp sét đánh. Hắn kém chút không có quỳ xuống. Rất hiển nhiên, Hỏa Vân Tà Thần nhận ra khối này lệnh bài. Khối này lệnh bài có lai lịch lớn, có thể để cho Hỏa Vân Tà Thần sợ đến như vậy. Lập tức, Hỏa Vân Tà Thần làm ra một cái to gan quyết định. Diệp Quân Lâm kinh ngạc phát hiện Hỏa Vân Tà Thần vậy mà lộ ra sơ hở. Dĩ nhiên không phải Hỏa Vân Tà Thần mình chủ động lộ ra sơ hở, để Diệp Quân Lâm đánh. Cái kia cũng quá giả. Hắn là lộ ra để Diệp Quân Lâm tiến công ngũ đại S cấp SSS cường giả sơ hở. Diệp Quân Lâm một quyền đập tới, nghĩ thăm dò Hỏa Vân Tà Thần là có hay không lộ ra sơ hở. Không nghĩ tới chính là Hỏa Vân Tà Thần tránh né, đồng thời để Diệp Quân Lâm đặt phía sau hắn điểm mù. Đến mức ngũ đại S cấp SSS cường giả tạm thời không có góc độ. Oanh! Phốc! Chấm! Lần này ngũ đại cao thủ đều gặp được trọng thương. Hỏa Vân Tà Thần chiêu này là một điểm vết tích đều không có. Điên cuồng Diệp Quân Lâm thật đáng sợ. Hắn muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Kết quả ngũ đại cao thủ gặp nạn. Diệp Quân Lâm kinh hãi. Cái này người thật lộ ra sơ hở để hắn đi. Chẳng qua bây giờ đã không cần nghĩ vì cái gì. Bỏ chạy. Diệp Quân Lâm mượn nhờ Hỏa Vân Tà Thần lộ ra ngoài sơ hở, trực tiếp chạy trốn. Đuổi theo. Hỏa Vân Tà Thần còn giả vờ giả vịt đuổi theo. Hắn xông lên phía trước nhất. Nhìn như tích cực, trên thực tế là tại hộ tống Diệp Quân Lâm rời đi. Tình huống khẩn cấp, căn bản không có người chú ý tới Hỏa Vân Tà Thần hành vi. Dù là Richard cũng không có chú ý đến. Mấu chốt hắn nghĩ không ra lý do Hỏa Vân Tà Thần vì sao muốn trợ giúp người trước mắt. Nếu như muốn trợ giúp, phía trước căn bản liền sẽ không ngăn cản. Chỉ là điên cuồng hô người truy tung Diệp Quân Lâm. Truy tung kết quả chính là càng đuổi càng xa. Đến cuối cùng Diệp Quân Lâm biến mất không thấy gì nữa. Truy tung một đường, kỳ thật còn có cơ hội, chỉ là Hỏa Vân Tà Thần cố ý mang lệch hoặc là thả ra Diệp Quân Lâm chạy trốn không gian. Ném. Mất dấu về sau, Hỏa Vân Tà Thần ngồi ngay đó. Hắn máu me khắp người. Chạy tới Richard bọn hắn càng sẽ không hoài nghi. Người người đều biết vừa rồi Diệp Quân Lâm cường đại cỡ nào. Vừa rồi trận chiến kia có bao nhiêu kịch liệt. Mạnh như Hỏa Vân Tà Thần cũng thụ thương. Richard tiên sinh, không có cách nào, ta hết sức. Hỏa Vân Tà Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Không ngoài dự đoán, bọn hắn hẳn là Thánh Kinh tổ chức. Minh Tà Thần là tiếp cận nhất ta người, hắn bây giờ tại Thánh Kinh tổ chức, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta hết thảy công pháp đều bị Thánh Kinh tổ chức nắm giữ. Cho nên bọn hắn có thể giả mạo Diệp Quân Lâm. Hỏa Vân Tà Thần giải thích nói.
Richard sắc mặt ngược lại là bình thường, lên tiếng nói, ngược lại là cũng không thu hoạch, tối thiểu biết là thánh kinh tổ chức. Kỳ thật còn có một điểm hắn tuyệt không nói ra. Làm hỏa vân tà thần một trận biểu hiện ra thực lực cường đại, hắn cho là mình không cách nào trưởng khống đâu. Nhưng hiện tại xem ra hỏa vân tà thần thụ thương, hắn tuyệt không thể trưởng khống. Cái này với hắn mà nói là chuyện tốt. Một bên khác, Diệp Quân Lâm đã thoát đi ra tinh quốc. Đối với hắn loại này cấp bậc, chỉ cần cho hắn một điểm khe hở, hắn liền có thể bỏ trốn ra ngoài. Chỉ là hiện tại Diệp Quân Lâm đầy bụng nghi hoặc, vì sao hỏa vân tà thần sẽ để cho hắn đi? Vẫn là cố ý lộ ra sơ hở. Đúng rồi, tấm lệnh bài kia. Diệp Quân Lâm nhớ kỹ hỏa vân tà thần nhìn thấy lệnh bài sau biến sắc. Diệp Quân Lâm vội vàng lấy ra khối kia lệnh bài màu đen. Thế nhưng là hắn lật nửa ngày, lệnh bài màu đen cũng không dị dạng a. Khối này lệnh bài lúc trước hắn quan sát suy nghĩ qua thật nhiều lần. Cũng không có huyền cơ gì. Vì sao hỏa vân tà thần nhìn thấy nó về sau, sẽ làm ra chuyển biến lớn như vậy đâu? Giải thích duy nhất chính là hỏa vân tà thần nhận ra nó. Biết đây là cái gì? Rất có thể là tượng trưng một loại thân phận. Đây là sư phụ lưu lại. Kia nhất định đại biểu cho sư phụ thân phận hoặc là đặc thù. Mà lại hỏa vân tà thần cùng mình đồng xuất một mạch, hắn hoặc nhiều hoặc ít cùng sư phụ có quan hệ. Cho nên hắn là nhận ra sư phụ tín vật, mới làm như vậy. Hết thảy đều giải thích được. Hỏa vân tà thần không phải sư phụ. Hơn phân nửa là thụ giáo tại sư phụ, hoặc là có cái khác quan hệ. Hỏa vân tà thần biết đại khái sư phụ thân phận. Sư phụ đến cùng là thân phận gì? Diệp Quân Lâm cầm lệnh bài, biết mặt sau này cất giấu thiên đại bí mật. Đoán chừng sẽ từng bước một công bố. Nếu như lần sau đụng phải hỏa vân tà thần, hắn chắc chắn hỏi một chút. Sau đó hắn nên nghiên cứu như thế nào đối phó thuần năng lượng thể. Chấm. Một bên khác, Richard đi tìm Lý Thành Mẫn tính sổ sách. Nguyên lai Lý Thành Mẫn tuyệt không rời đi tinh quốc, chính là tại Tam Hưng tập đoàn tổng bộ. Nguyên lai thân phận nàng đặc thù, là Tam Hưng tập đoàn chân chính dòng chính một trong. Tam Hưng tập đoàn hậu đại trừ kinh thương hoặc là bước vào hoạn lộ. Cái khác lúc còn rất nhỏ liền bị lấy ra thí nghiệm, cải tạo gen huyết mạch. Thậm chí một chút to gan, trong ngực thời gian mang thai ở giữa liền đã làm một chút bố trí. Lý Thành Mẫn chính là như thế. Khi còn bé liền bị kéo đi cải tạo. Nàng là cùng với thành công. Tại Tam Hưng tập đoàn có thụ coi trọng. Nhất là lần này nàng khống chế 13 cái tạo ma kế hoạch ma quỷ, để Tam Hưng tập đoàn tất cả mọi người nhìn thấy hiệu quả. Đó là một loại không giả chư thần phòng thí nghiệm chiến lực. Nếu như Lý Thành Mẫn chết rồi, liền không ai có thể khống chế cái này 13 người. Về công về tư, đều không nghĩ Lý Thành Mẫn chết. Cho nên hiện tại Tam Hưng tập đoàn các cao tầng toàn bộ ra tới hướng Richard cầu tình. Nói rõ tình huống, Lý Thành Mẫn cũng không phải là phản bội, chỉ là bị bức hiếp châm ngòi ly gián thôi. Cứ việc Tam Hưng tập đoàn đối chư thần phòng thí nghiệm đến nói là một con chó. Nhưng đây là một đầu chó dữ, chiến lực bạo dạp có thể xưng chó ngao Tây Tạng tồn tại. Giá trị rất lớn. Richard chỉ có thể thỏa hiệp, thả Lý Thành Mẫn một ngựa. Lý Thành Mẫn do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nói ra Diệp Quân Lâm thân phận. Chấm. Thánh kinh tổ chức hắc ám trong cung điện. Mấy người quỳ rạp xuống đất. Khởi bẩm hắc ám thượng đế, tại Richard bọn hắn bao vây chặn đánh dưới, Diệp Quân Lâm cuối cùng vẫn là rời đi. Phía trên truyền đến thanh âm, có thể, ta còn tưởng rằng lần này có thể lưu lại đâu. Phía dưới mấy người tiếp tục nói, chẳng qua Diệp Quân Lâm như thế một quấy nhiễu, chư thần phòng thí nghiệm hiện tại cơ bản nhận định chúng ta chính là đoạt bọn hắn đá mặt trời. Đúng a, cái này không bày rõ ra hại chúng ta sao? Hắc ám thượng đế cười cười, không quan trọng, để chư thần phòng thí nghiệm cứ tới đi, ta lại không sợ. Sau đó, hắc ám thượng đế rời khỏi nơi này. Ngược lại đi vào địa phương khác. Đây là một chỗ mật thất. Bên trong truyền đến gào thét nổi điên thanh âm. Người ở bên trong phảng phất đang thụ lấy địa ngục cực hình. Lý Tử Nhiễm. Từ khi hắc ám thượng đế đem Lý Tử Nhiễm thu làm đồ đệ về sau, liền y theo hứa hẹn kích phát tiềm lực của nàng, để nàng trở nên cường đại. Thời khắc này Lý Tử Nhiễm ngâm mình ở một chỗ trong hồ. Trong hồ chất lỏng đỏ bừng, không biết là cái gì. Lý Tử Nhiễm lại tại trong đó giày vò. Nhận thống khổ to lớn. Nàng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nhìn xuống. Ngẫm lại trượng phu ngươi thù còn chưa báo,
hắn liền cái thi thể đều không có lưu lại. Cửu nhân còn tại Tiêu Dao vui sướng. Hắc ám thượng đế dùng ngôn ngữ kích thích Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm nổi điên hô to. Nàng phải mạnh lên. Nàng phải chịu đựng. Hắc ám thượng đế thấy thế, lộ ra nụ cười tới. Hắn rất hài lòng Lý Tử Nhiễm hiện tại trạng thái. Hắn rất chờ mong Lý Tử Nhiễm thành công một khắc này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.